Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Dù sao vực giới trong cơ thể hắn vô cùng vô tận, chuyển đi một ngọn núi lại tính là cái gì? Nghĩ tới đây, lôi đạo lập tức hạ quyết tâm Hắn hiển hóa ra một thành thủy tổ thần thể Lập tức, thủy tổ thần thể không ngừng bành trướng, biến thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa Sau đó, hai tay thủy tổ thần thể to lớn hung hăng ôm một cái Trực tiếp ôm lấy cả dãy núi, hung hăng nhấc lên âm âm còn có lực lượng vực giới gia trì lôi đạo thủy tổ thần thể trực tiếp liền đem cả dãy núi đều nhấc lên ném vào trong vực giới trong cơ thể thấy cảnh này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao ngay cả dãy núi cũng không có xuất hiện trước mắt bọn họ chỉ là một khu vực hoang vu trống rỗng làm gì còn lộc minh cốc ngay cả dãy núi cũng không có sớm nghe nói lôi chúa tể vơ vét bảo vật lợi hại nhưng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này cái này so vơ vét ba thước còn lợi hại hơn a à? liền núi đều trực tiếp mang đi rất nhiều chúa tể đều cảm thấy cạn lời bọn họ vạn dặm xa xôi mà đến là vì cái gì không phải là suối sinh mệnh và đại đạo sinh mệnh của lộc minh cốc sao hiện tại lộc minh cốc không còn ngay cả núi cũng không còn bị lôi đạo một mạch dọn đi rồi bọn họ lại có thể có biện pháp gì đối mặt với một hung nhân tuyệt thế có thể chém chết hóa thân của thánh nhân bọn họ có thể có biện pháp gì thậm chí ngay cả lời ngăn cản cũng không dám nói chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đạo dọn đi lộc minh cốc dọn đi toàn bộ dãy núi cuối cùng thân ảnh lóe lên chui vào trong thông đạo không gian biến mất vô tung vô ảnh ông cũng không lâu lắm một cỗ áp lực kinh thiên động địa khủng bố từ trong hư không truyền đến câu thánh nhân lại buông xuống hóa thân dáng lâm lần này thật sự có loại uy thế khủng bố làm cho người ta hít thở không thông hóa thân chủ chiến đây nhất định là hóa thân chủ chiến câu thơ thánh nhân thật sự giáng xuống hóa thân chủ chiến chỉ là sau khi hóa thân chủ chiến của câu thánh nhân giáng lâm, hắn thậm chí cũng không nhịn được mở to hai mắt, trong ánh mắt kinh nghi bất định, trên mặt càng là một mảnh mờ mịt. Bản thánh không có đi nhầm chứ? Lục Minh cốc đâu? Giọng nói của thánh nhân quanh quẩn trong hư không, kéo dài không thôi. Phù, rốt cuộc cũng trở về rồi. Trong bàn thành, Lôi đạo hiện ra thân ảnh, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra thật dài. Thật là đáng sợ, hắn dám khẳng định, câu thánh nhân nhất định hận hắn thấu xương, thậm chí vận dụng hóa thân chủ chiến, bằng không trong lòng lôi đạo vẫn luôn có loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt quanh quẩn chắc hẳn chính là câu thánh nhân uy hiếp may mắn bây giờ đã trở về về tới bàn thành lôi đạo mới có cảm giác an toàn ngẫm lại ở lộc minh cốc trực diện với câu thánh nhân thật sự là quá đáng sợ nếu chậm hơn một chút đợi đến khi câu thánh nhân giáng xuống hóa thân chủ chiến vậy lôi đạo liền chờ chết đi ai cũng cứu không được hắn may mắn lần này vận khí của lôi đạo không tệ ách lần này vốn định khiêm tốn một chút không đắc tội thánh nhân nữa không ngờ cuối cùng vẫn đắc tội thánh nhân, hơn nữa đắc tội tàn nhẫn. Như vậy tính ra, ta đã đắc tội năm thánh nhân rồi. Lôi đạo nghĩ ngợi, sao hắn đắc tội với năm vị thánh nhân mà không có vẻ gì là sốt ruột? Hay là bây giờ hắn đã không còn nợ nần gì nữa? Năm vị thánh nhân hoặc 10 vị thánh nhân, đối với lôi đạo mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thôi, đắc tội thì đắc tội, dù sao cũng không nhiều thánh nhân câu nào, một vị thánh nhân. Lôi đạo về tới động phủ, lập tức tiến vào mật thất. Thu hoạch lần này, thật sự là quá lớn. Đầu tiên, huyết mạch của thủy tổ lôi đạo đạt đến 10%, mà thủy tổ thần thể của hắn cũng đạt tới một thành. Thủy tổ thần thể xem như tiểu thành, mà thủy tổ thần thể tiểu thành mang cho lôi đạo chất bay vọt. Hắn có đặc tính của thủy tổ, cũng chính là một ít đặc thù của thủy tổ, điều này làm cho lôi đạo hiện tại trở nên rất đặc thù. Hiện tại hắn đến tột cùng có phải vấn đạo giả hay không? Nếu như theo cảnh giới mà nói, lôi đạo là vấn đạo giả. Nhưng nếu như dựa theo thủy tổ thần thể của hắn mà nói, Lôi đạo hiện tại xem như bao trùm ở trên vấn đạo giả, đã có một ít đặc thù của thủy tổ, còn có thể xem như vấn đạo giả. Nhưng mà, nếu như không tính vấn đạo giả, lôi đạo cũng không phải thủy tổ. Chí ít lôi đạo so với thủy tổ còn kém xa, thủy tổ chân chính, há sẽ để ý thánh nhân chủ chiến hóa thân. Cho nên, bây giờ lôi đạo cách thủy tổ còn rất rất xa. Thành tựu thủy tổ thần thể, sức thừa nhận của thần thể ta cũng tăng cường rất nhiều. Nhưng vực giới trong cơ thể rơi xuống hơi nhiều, Tiếp theo, phải khuếch trương vực giới trong cơ thể. Trong lòng Lôi Đạo đã có quyết định, vực giới trong cơ thể chính là thủ đoạn hộ đạo, không thể thiếu. Hơn nữa, Lôi Đạo hiện tại cũng hiểu được tầm quan trọng của vực giới trong cơ thể, nhất là khi ở đại lục hoang cổ đối đầu với thánh nhân, vực giới trong cơ thể thật sự là quá quan trọng. Không phải bởi vì lực lượng mạnh, mà là vì lực lượng vực giới trong cơ thể Lôi Đạo rất mạnh, so với rất nhiều người vấn đạo đỉnh tiêm đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng so với thánh nhân hóa thân, trên thực tế lực lượng vực giới trong cơ thể Lôi đạo cũng mạnh không tính là thái quá, vẫn là ở trong phạm vi bình thường. Nhưng vực giới trong cơ thể Lôi đạo có một loại tác dụng đặc thù, gần như là hoàn toàn khắc chế thánh nhân. Đó chính là thủ đoạn, cách biệt trong thể nội vực giới. Một khi bị vực giới trong cơ thể Lôi đạo ngăn cách, hóa thân bình thường của thánh nhân căn bản là không thể cảm ứng được Hoang Cổ Đại Lục nữa, nói cách khác, hóa thân thánh nhân lúc đó không thể liên tục không ngừng gia trì lực lượng trên người thánh nhân hóa thân của Hoang Cổ Đại Lục. Như vậy Thánh nhân cũng sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Cho nên lôi đạo mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần chém chết hóa thân thánh nhân. Trái lại, thực lực của Côn Thiên Đại Đế không mạnh sao? Không, thực lực của Côn Thiên Đại Đế kỳ thật rất mạnh. Chính là người nổi bật trong số những người đứng đầu vấn đạo giả, nhưng hóa thân của hắn đối với câu đối thượng thánh nhân, vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân bình thường, lại bại thảm như vậy. Nguyên nhân chính là Côn Thiên Đại Đế không cách nào ngăn cách liên hệ giữa câu hóa thân của thánh nhân và hoang cổ đại lục cho nên mới thất bại thảm hại như vậy nếu như không thể ngăn cách liên hệ giữa thánh nhân hóa thân và hoang cổ đại lục vậy đại chiến với thánh nhân hóa thân căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì trừ phi lực lượng có thể đạt tới cấp độ thủy tổ đối với thánh nhân hóa thân bình thường có được thực lực nghiền ép nhưng có thể sao vực giới trong cơ thể lôi đạo có thể ngăn cách liên hệ giữa đại lục hoang cổ và hóa thân thánh nhân lôi đạo tìm kiếm căn bản cũng mơ hồ biết nguyên nhân có thể chính là nguyên nhân vực giới trong cơ thể lôi đạo chính là một thế giới Mặc dù về mặt sức mạnh, về mặt thể lượng, V, V, vực giới trong cơ thể Lôi Đạo và Minh giới, Ám giới, Đại Lục Hoang Cổ căn bản là không thể đánh đồng, hai bên hoàn toàn là hai cấp độ. Nhưng trên bản chất, trên thực tế vực giới trong cơ thể Lôi Đạo và Minh giới, Ám giới, Đại Lục Hoang Cổ đều không khác nhau lắm, là một thế giới độc lập. Cho nên vực giới trong cơ thể Lôi Đạo mới có thể ngăn cách liên hệ giữa thánh nhân và Đại Lục Hoang Cổ. Đương nhiên, đây cũng là có cực hạn, ví dụ như nếu như số lượng thánh nhân hóa thân nhiều hơn vực giới trong cơ thể lôi đạo cũng không chấn áp được cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách nếu là chủ chiến hóa thân có thể vực giới trong cơ thể lôi đạo sẽ không có tác dụng cho nên lôi đạo còn phải tiếp tục tăng cường lực lượng vực giới trong cơ thể vực giới trong cơ thể mấy chục lần không được vậy thì hơn trăm lần trước tiên luyện hóa hết sinh mệnh chi tuyền thu hoạch lần này lôi đạo bắt đầu luyện hóa sinh mệnh chi tuyền trong vực giới trong cơ thể lần này hắn mang về không ít sinh mệnh chi tuyền thậm chí ngay cả lộc minh cốc cũng chuyển về bởi vậy nước suối còn lại của lộc minh cốc cũng rất nhiều. Lôi đạo nhanh chóng luyện hóa, 1 tỷ năm, 5 tỷ năm, 1 tỷ năm, trong nháy mắt, tuổi thọ của lôi đạo lại tăng thêm 230 ức năm. Đây là tuổi thọ gia tăng sau khi luyện hóa toàn bộ sinh mệnh chi tuyền. Trước đó lôi đạo gia tăng mấy chục tỷ năm thọ mệnh, nhưng lại tiêu hao hơn 30 tỷ năm thọ mệnh đem thủy tổ huyết mạch tăng lên tới 10%. Còn thừa lại 250 ức năm thọ mệnh, hiện tại lại tăng thêm 230 ức năm thọ mệnh, Cộng lại, Lôi Đạo lại có được 480 ức năm thọ mệnh. 480 tỷ năm thọ mệnh, nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, ngay cả vực giới trong cơ thể gấp 10 lần cũng không khuếch trương được. Hiện tại vực giới trong cơ thể Lôi Đạo có thể khuếch trương đến mức gấp 115 lần. Chỉ là không đủ thọ mệnh mà thôi, mặc dù không có sinh mệnh chi tuyền, nhưng Lôi Đạo còn có bảo vật càng thêm chân quý, đó chính là bảo vật có thể làm cho sinh mệnh chi tuyền dâng trào ở Lộc Minh cốc. Sở dĩ sinh mệnh chi tuyền phun ra ngoài, cũng là bởi vì món bảo vật kia ý thức lôi đạo đắm chìm trong vực giới trong cơ thể hắn cũng đi tới lộc minh cốc suối sinh mệnh ở đây đã khô cạn nhưng vẫn còn toát ra từng dòng suối sinh mệnh ở lộc minh cốc lôi đạo không dám buông ra luyện hóa cho nên sinh mệnh chi tuyền đều có thể hình thành dòng sông nhưng ở trong vực giới trong cơ thể lôi đạo lôi đạo không hề cố kỵ chút nào trực tiếp thả ra luyện hóa kết quả là suối sinh mệnh của lộc minh cốc cũng khô cạn món bảo vật này rốt cuộc là cái gì trong lòng lôi đạo khẽ động lúc trước hắn nghĩ đến trước tiên lấy bảo vật ra nhưng bây giờ xem ra tại sao phải lấy ra hiện tại bảo vật chôn ở dưới đất vẫn có thể phun ra từng luồng sinh mệnh chi tuyền phản nhất động vào bảo vật không tuôn ra sinh mệnh chi tuyền thì sao hoặc là một khi động vào bảo vật nếu không cách nào luyện hóa bảo vật hoặc là không cách nào chuyển hóa thành tuổi thọ chẳng phải là uổng phí công phu sao bây giờ có thể luyện hóa sinh mệnh chi tuyền chuyển hóa sinh mệnh chi tuyền thành tuổi thọ vậy thì không thể tốt hơn vẫn là trước tiên ổn thỏa một chút liền luyện hóa sinh mệnh chi tuyền nhìn xem sinh mệnh chi tuyền có thể phun trào ra bao nhiêu ngày. Vì vậy, lôi đạo lẳng lặng chờ đợi sinh mệnh chi tuyền chậm rãi phun ra ngoài, sau đó hắn lại nhanh chóng luyện hóa. Lôi đạo lại đợi thêm một ngày, nhìn thấy sinh mệnh chi tuyền đã gần đủ. liền luyện hóa nó, kết quả đạt được 80 ức năm thọ mệnh. Đây là ngày đầu tiên, nhưng mà là ngày thứ hai, ngày thứ ba. Thọ mệnh gia tăng có chút chập trùng, nhưng trên cơ bản đều ở trong 80 ức năm đến 100 ức năm. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, theo thời gian trôi qua, sinh mệnh chi tuyền giống như vô cùng vô tận, đối với Lôi đạo mà nói là chuyện tốt, hắn ước gì sinh mệnh chi tuyền có thể một mực phun trào xuống. Tốt nhất là phun trào một năm nửa năm, như vậy hắn cũng không cần vì tuổi thọ mà phát sầu, có thể một bước lên trời, trực tiếp thành tựu thủy tổ. Đương nhiên, Lôi đạo cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Trên thực tế, hắn biết đây căn bản là không có khả năng. Mặc dù sinh mệnh chi tuyền vẫn luôn dâng trào, nhưng 10 ngày trôi qua, tốc độ dâng trào cũng chậm lại. Hơn nữa lượng sinh mệnh chi tuyền cũng ít đi một chút. 30 ngày, 31 ngày, 32 ngày, 33 ngày. Cuối cùng, sinh mệnh chi tuyền phun trào 35 ngày, lúc này mới dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn không còn bóng dáng, không còn bất kỳ giọt sinh mệnh chi tuyền nào chảy ra nữa. Không còn nữa, Lôi Đạo mở mắt ra, còn có chút hoảng hốt. 35 ngày, nếu như không tính sinh mệnh chi tuyền hơn 2 tỷ năm tuổi thọ trước đó. Như vậy 35 ngày sau đó, Lôi Đạo luyện hóa sinh mệnh chi tuyền nhiều vô số kể mà trong 35 ngày, tuổi thọ của hắn đã tăng lên đến 2.120 ức. Đây chính là hơn 2.100 tỷ năm thọ mệnh, so với bất kỳ một lần nào của lôi đạo đều có thu hoạch lớn hơn. Cho dù là lôi đạo, nhìn thấy con số này, trong lòng cũng là cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Nếu cộng thêm 408 tỷ năm thọ mệnh trước đó, tuổi thọ của lôi đạo bây giờ đã đạt đến 2.600 tỷ năm. 2.600 ức năm thọ mệnh, trong lòng lôi đạo vô cùng sợ hãi than, có thể có nhiều sinh mệnh chi tuyển như vậy, đến tột cùng là bảo vật gì? Lôi đạo hiện tại càng thêm tò mò, bảo vật chôn giấu dưới lòng đất của Lộc Minh Cốc, đến tột cùng là bảo vật gì? Lại có thể gia tăng hơn 2000 ức năm thọ mệnh, thậm chí so với hạt giống sinh mệnh gia tăng tuổi thọ còn nhiều hơn. Trước đó Lôi đạo sợ lấy bảo vật ra sẽ biến khéo thành vụng, xảy ra một chút biến hóa không lường được. Nhưng bây giờ, Lộc Minh Cốc đã không còn sinh mệnh chi tuyển, cho dù hắn lấy bảo vật ra, không cách nào luyện hóa, không cách nào gia tăng tuổi thọ, nhưng đối với lôi đạo mà nói, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Dù sao, hắn đã thu được hơn 2.000 ức năm thọ mệnh, thu hoạch có thể nói to lớn. Mở cho ta, lôi đạo nhất quát khẽ một tiếng, lập tức, vực giới chi lực trong cơ thể hội tụ, liền phảng phất có hai cái đại thủ, ngạnh sinh đem lộc minh cốc thậm chí là toàn bộ sơn mạch đều chia làm hai. Đây mới thực sự là rời non lấp biển, trời long đất lờ. Theo toàn bộ dãy núi bị tách ra, trên mặt đất nứt ra một cái khe to lớn, lôi đạo đại thủ tiến vào trong khe nứt dưới lòng đất, trong nháy mắt nắm chặt món bảo vật dưới lòng đất kia. Sau đó hung hăng chảo một cái, bá, ngay sau đó, tay của lôi đạo đã thu về, trong tay hắn xuất hiện một hòn đá màu đen. Tảng đá kia, lôi đạo cẩn thận quan sát tảng đá kia, bên trong dường như ẩn chứa lực lượng sinh mệnh, hơn nữa vô cùng nồng đậm, nhưng lại không giống với hạt giống sinh mệnh, lôi đạo không cách nào luyện hóa, càng không cách nào gia tăng tuổi thọ. Thoạt nhìn, ở trong tay lôi đạo giống như gân gà. Nhưng nghĩ đến hòn đá màu đen này có thể phun ra sinh mệnh chi tuyền, hiển nhiên không phải bình thường, chỉ là lôi đạo không thể nhận ra món bảo vật này mà thôi. Có lẽ sư tôn nên biết, lôi đạo muốn tìm thời gian cho sư tôn thủy tổ xem thử, có lẽ có thể nhận ra món bảo vật này. Lôi đạo cất kỹ hòn đá màu đen, chuyến đi lộc minh cốc lần này, trên cơ bản chính là thu hoạch như vậy. Tuổi thọ của lôi đạo có hơn 2.600 ức năm. Đã đến lúc mở rộng vực giới trong cơ thể, bắt đầu đi, lôi đạo hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều động dị năng, khuếch trương vực giới trong cơ thể. Răng rắc, hư không của đại lục hoàng cổ kiên cố đến mức nào. Nhưng bây giờ, hư không rõ ràng đều xuất hiện vết nứt, hơn nữa vết nứt càng ngày càng nhiều, mơ hồ có từng tia phá diệt chi lực phát ra. Phàm là nơi mà lực phá diệt quét qua, tất cả đều hóa thành bột mịn, tạo thành một khu vực chân không tuyệt đối. Nếu như lực lượng phá diệt tiếp tục, vậy thì sẽ hình thành một trận hạo kiếp. Thậm chí, đại kiếp nạn kỷ nguyên sớm tiến đến, cũng không phải chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Chỉ là, những phá diệt chi lực này tựa hồ không đủ, cũng chỉ có thể lan tràn ra phạm vi vạn dặm, nhưng trong phạm vi vạn dặm này lại tràn ngập phá diệt chi lực. Hơn nữa không gian phá thành mảnh nhỏ, lại không có hoàn toàn phá toái. Bên trong ẩn ẩn hình thành một cái không gian đặc thù. Ông không biết qua bao lâu, trong hư không từng vòng ngợn sóng, sau đó một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài khu vực này. Đây là một thánh nhân, sức mạnh hủy diệt bùng phát. Không, đây không phải là đại kiếp nạn kỷ nguyên. Nếu là đại kiếp nạn kỷ nguyên thì không chỉ bao phủ phạm vi vạn dặm đây là không gian hủy diệt trong ánh mắt vị thánh nhân này lóe lên một tia dị sắc phá diệt không gian ở trong một kỷ nguyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu dưới tình huống bình thường trước khi đại kiếp nạn kỷ nguyên sắp xảy ra có khả năng sẽ xuất hiện không gian phá diệt nhưng cũng không nhất định rất nhiều kỷ nguyên chưa từng xuất hiện không gian phá diệt vù lúc này lại xuất hiện mấy bóng người lại là thánh nhân cùng thủy tổ đều có dường như hai bên đều cảm ứng được tình huống nơi này từng người một nhao nhao phá không mà đến phá diệt không gian a đây chính là bảo địa ha 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 rốt cuộc cũng xuất hiện không gian hủy diệt rồi bên trong dựng dục ra phá diệt thần thạch có trợ giúp rất lớn đối với việc lĩnh ngộ kiếp lực vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên của chúng ta không gian tan vỡ chỉ tiếc chúng ta đều không vào được cho dù là hóa thần thánh nhân bình thường cũng không vào được một khi tiến vào có thể áp lực mà không gian tan vỡ phải chịu quá lớn trong khoảnh khắc sẽ tan vỡ đúng vậy bất kể là thủy tổ hay là thánh nhân đều không thể tiến vào không gian phá diệt nhưng dựa theo quy củ trước kia, không gian phá diệt vừa xuất hiện, vậy chúng ta có thể thi triển thủ đoạn. Để đại đế, chúa tể dưới chướng đi tranh đoạt phá diệt thần thạch. Lần này cũng giống vậy, định thời gian đi, 3 tháng sau, phàm là thánh nhân, thủy tổ muốn tiến vào không gian phá diệt, đều tự mang theo đại đế dưới chướng, chúa tể tiến đến không gian phá diệt tranh đoạt thần thạch, chúng ta không được nhúng tay. Không sai, cứ theo quy củ như vậy, thời gian 3 tháng cũng đủ cho chúng ta chuẩn bị. Mấy vị thánh nhân và thủy tổ rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị phá diệt không gian chỉ có thể ngộ mà không thể cầu không có bất kỳ một vị thánh nhân hoặc là thủy tổ nào nguyện ý phá hủy phá diệt không gian dù sao phá diệt thần thạch trong phá diệt không gian đối với thủy tổ hoặc là thánh nhân mà nói có thể lĩnh ngộ kiếp lực đối với vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn đều có một chút trợ giúp bảo vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu không có bất kỳ thánh nhân hoặc là thủy tổ nào không muốn phá diệt thần thạch thế là chư vị thánh nhân cùng thủy tổ đều nhao nhao rời đi bắt đầu sớm làm chuẩn bị cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều vẻn vẹn chỉ có một tháng mà thôi. Vực giới gấp 115 lần, trong mật thất động phủ, lôi đạo đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn hiện ra một tòa thế giới rộng lớn khổng lồ, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng hư ảnh đã tản mát ra uy áp khủng bố. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, kiểm tra số liệu thân thể. Họ tên, lôi đạo, 35 tuổi, hình thái sinh mệnh, thủy tổ thần thể, tuổi thọ, 1 ngàn ức 1 ngàn vạn năm, thể nội thế giới, 115 lần vực giới, có thể khuếch trương huyết mạch thủy tổ, 10%, 29 loại huyết mạch viên mãn. Tuổi thọ của lôi đạo chỉ còn lại hơn 1.100 ức năm, thoáng cái giảm bớt 1.500 ức năm. 1.500 ức năm này, chính là lôi đạo dùng để khuếch trương vực giới trong cơ thể. Vực giới trong cơ thể lôi đạo, bây giờ đã đạt đến mức khủng bố gấp 115 lần, so với vực giới 85 lần trước đó, tăng lên 30 lần vực giới. Mà vực giới 30 lần cũng mang đến cho lôi đạo tăng lên về chất. Vực giới trong cơ thể vượt qua trăm lần, để cho thực lực của lôi đạo tăng lên trên diện rộng. Hiện tại vực giới trong cơ thể lôi đạo mạnh đến mức nào, ngay cả chính lôi đạo cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ vực giới gấp 115 lần cũng gần như đạt đến cực hạn, cùng với thủy tổ thân thể của lôi đạo một lần nữa đạt tới một loại cân bằng, không thể tiếp tục khuếch trương vực giới trong cơ thể nữa. Nếu không sẽ mất đi cân bằng, được không bù mất. Hơn 1.100 ức năm thọ mệnh, có thể đem huyết mạch thủy tổ lần nữa tăng lên 1%, thậm chí còn có thể lần nữa khuếch trương vực giới gấp 10 lần, tuổi thọ không sai biệt lắm đều đủ dùng. Lôi đạo biết, hơn 1100 ức năm thọ mệnh cũng coi là rất nhiều, có thể để cho thủy tổ huyết mạch cùng vực giới trong cơ thể hắn đều nâng cao một bước. Chỉ là, vấn đề hiện tại là Lôi đạo không có huyết mạch cường đại thích hợp. Nếu như chỉ là huyết mạch bình thường, vậy phải tiêu hao rất nhiều tuổi thọ, không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi đạo cũng sẽ không tu luyện huyết mạch bình thường. Huống chi, hiện tại Lôi đạo cũng không cấp bách, huyết mạch cường đại thậm chí huyết mạch đỉnh tiêm đã lửa xém lông mày. Lôi đạo có chút do dự, nhưng mà, hắn vẫn không sử dụng huyết mạch phổ thông, vấn đề liên quan tới huyết mạch, so với bảo vật kéo dài tuổi thọ thì dễ giải quyết hơn một chút, Lôi đạo quyết định chờ một chút. Có lẽ, rất nhanh có thể tìm được huyết mạch cường đại hoặc đỉnh tiêm khác. Lôi đạo rời khỏi mật thất, nhìn thấy thôn linh lão tổ, lại để cho thôn linh lão tổ đến báo cáo tình huống của bàn thành. Trước mắt bàn thành ngược lại không có tình huống gì, vô cùng bình tĩnh, sau khi Lôi đạo chém chết hóa thân của câu thánh nhân, thanh danh lại vang dội một phen nhưng mà lôi đạo cũng không thèm để ý mấy chuyện này thành danh có lớn hơn nữa thì có ích lợi gì chẳng lẽ còn có thể đổi chút bảo vật loại kéo dài tuổi thọ căn bản không có khả năng đồ nhi đến cung điện của thủy tổ bàn một chuyến bỗng nhiên trong tay lôi đạo truyền đến một giọng nói quen thuộc sư tôn lôi đạo có chút kinh ngạc sư tôn rất ít khi xuất hiện cũng chỉ lần trước khi lôi đạo chém chết thánh nhân dịch hóa thân sư tôn tự mình xuất hiện trước mặt lôi đạo một lần thời gian còn lại sư tôn thủy tổ không căn bản sẽ không liên hệ với lôi đạo mà bây giờ sư tôn lại xuất hiện hơn nữa còn để lôi đạo đi cung điện thủy tổ bàn nhưng lôi đạo cũng không hỏi thăm chuyện gì xảy ra dù sao đi cung điện của thủy tổ bàn tự nhiên sẽ biết thôn linh người canh giữ ở trong động phủ ta đi một chuyến đến cung điện của thủy tổ bàn sau đó lôi đạo liền trực tiếp rời khỏi động phủ bay về phía cung điện của thủy tổ bàn rất nhanh lôi đạo đi tới trước cung điện lại phát hiện một ít người quen Ngưu Ma Chúa Tể, Thanh Liên Sư Tỷ, các ngươi đều tới rồi. Lôi Đạo phát hiện, ngay cả Ngưu Ma Chúa Tể và Thanh Liên Chúa Tể đều đã đến. Ngưu Ma Chúa Tể cười nói, ta là Bị Thủy Tổ Bàn Triệu đến. Chúng ta là do Sư Tôn gọi tới. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lần này hai vị Thủy Tổ của Thủy Tổ Bàn và Thủy Tổ Không dường như đều có hành động, chỉ sợ là có chuyện lớn xảy ra. Thế là ba người cũng cùng nhau tiến vào cung điện. Bá, ba người vừa mới tiến vào cung điện, liền thấy được rất nhiều ánh mắt đều là vấn đạo giả cùng với đại chúa tể đỉnh tiêm. Hơn nữa, rất nhiều người vấn đạo đều là người nổi bật trong bàn thành, lôi đạo cũng đều nhận biết. Lôi chúa tể, người quả nhiên cũng tới. Đó là tự nhiên, lôi chúa tể hiện tại là đệ nhất chúa tể bàn thành chúng ta, làm sao lại không đến. Đâu chỉ đệ nhất chúa tể bàn thành, cho dù là đệ nhất chúa tể minh giới, lôi chúa tể cũng xứng đáng. Những đại chủ tể đỉnh tiêm hoặc là vấn đạo giả này vừa nhìn thấy lôi đạo, ánh mắt cả đám đều nóng rực lên hiện tại lôi đạo chính là cường giả đỉnh cấp của toàn bộ bàn thành thậm chí toàn bộ hoang cổ đại lục chạm tay có thể bỏng thậm chí luận về thanh danh thủy tổ côn bằng lúc trước còn chưa thành thủy tổ thanh danh cũng xa xa không bằng thanh danh của lôi đạo lôi đạo là người đầu tiên trong kỷ nguyên này có thể chém chết hóa thân thánh nhân thậm chí không phải hóa thân thánh nhân mà là ba hóa thân thánh nhân thậm chí trước đó không lâu lôi đạo mới vừa chém chết hóa thân của câu thánh nhân cường giả đỉnh cao bực này vị chúa tể nào dám khinh thương cho nên dù những người này đều là đại chủ tể hoặc vấn đạo giả đỉnh tiêm của bàn thành cũng từng người đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình đối với lôi đạo các ngươi có biết thủy tổ bàn triệu tập là vì chuyện gì không lôi đạo mở miệng hỏi chuyện gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm không sai chúng ta chỉ nhận được thủy tổ bàn triệu hoán liền lập tức đến nơi này ngay cả lôi chúa tể cũng không biết sao xem ra nhất định là đại sự những chúa tể này cũng không rõ ràng lắm là vì nguyên nhân gì triệu tập bọn họ nếu không biết lôi đạo cũng lười đi đoán chờ sư tôn và thủy tổ bàn tới tự nhiên sẽ biết vì vậy lôi đạo cùng những đại chúa tể đỉnh tiêm hoặc là vấn đạo giả này trao đổi một phen tâm đắc tu luyện không bao lâu trong cung điện liền xuất hiện hai đạo thân ảnh rõ ràng là thủy tổ bàn và thủy tổ không bái kiến hai vị thủy tổ tất cả mọi người cung kính hành lễ tỏ vẻ tôn kính đối với thủy tổ thủy tổ bàn nhìn thoáng qua đám người trong cung điện chậm rãi mở miệng nói chư vị chúa tể lần này bồn tọa và thủy tổ không cùng nhau triệu tập các ngươi là có chuyện muốn nhờ có việc muốn nhớ mọi người hai mặt nhìn nhau đường đường thủy tổ còn có chuyện gì cần những chúa tể hoặc là vấn đạo giả bọn họ đây thủy tổ có việc xin phân phó mọi người cũng không cảm thấy thủy tổ thật đang cầu bọn họ khẳng định là có chuyện gì đó các thủy tổ không tiện chỉ có thể để cho bọn họ đi làm nhưng rốt cuộc là chuyện gì khiến thủy tổ cũng không tiện đi làm trong lúc nhất thời mọi người cũng rất tò mò chư vị hiện tại đã là kỷ nguyên cuối kỳ tin tưởng chư vị cũng đều biết Thời gian còn lại của kỳ nguyên này không nhiều lắm, đại kiếp nạn kỳ nguyên tùy thời đều có thể đến. Mà kỳ nguyên cuối kỳ, liền có thể sẽ xuất hiện đủ loại kỳ quan. Đại bộ phận kỳ quan đều là nguy hiểm, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ kỳ quan sẽ là một cái cơ duyên. Lần này, đại lục hoang cổ liền xuất hiện không gian phá diệt, đây là một cơ duyên to lớn ngàn năm một thuở đối với thủy tổ chúng ta mà nói. Ở trong không gian phá diệt, sẽ thay ngén ra phá diệt thần thạch, số lượng những phá diệt thần thạch này không rõ có mấy viên thậm chí mấy chục viên. Trên trăm viên, ai cũng nói không chính xác. Phá diệt thần thạch đối với thủy tổ trở xuống, không có tác dụng gì, ngược lại bên trong ẩn chứa lực lượng phá diệt, đối với chúa tể vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với thủy tổ chúng ta mà nói, phá diệt thần thạch lại là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Các thủy tổ có thể tìm hiểu phá diệt chi lực bên trong phá diệt thần thạch, chỉ cần có thể tìm hiểu ra một chút. Như vậy đối với kỷ nguyên đại kiếp nạn kỷ nguyên này liền có hiểu biết nhất định cuối cùng có thể tăng lên thật lớn cơ hội vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nan. Chỉ tiếc, phá diệt không gian quá yếu ớt, không thể thừa nhận thủy tổ hoặc là thánh nhân giáng lâm, chỉ có thể chúa tể hoặc là đại đế tiến vào phá diệt không gian. Thủy tổ của chúng ta đã ước định với các thánh nhân, 3 tháng sau mỗi người chúng ta phái ra chúa tể. Đại đế tiến vào không gian phá diệt tranh đoạt phá diệt thần thạch, cho nên, chúng ta mới triệu các ngươi đến đây, chính là vì 3 tháng sau đi phá diệt không gian tranh đoạt phá diệt thần thạch. Mọi người giật mình, thì ra là đi tranh đoạt bảo vật. Hơn nữa, những bảo vật này chỉ hữu dụng với thánh nhân, thủy tổ, vẫn có tác dụng lớn. Có thể tưởng tượng, tranh đoạt bên trong nhất định vô cùng kịch liệt. Những thánh nhân hoặc là thủy tổ khác kia, nhất định sẽ liều mạng mời chào một ít cường giả, những đại chủ tể hoặc là vấn đạo giả đỉnh tiêm như bọn họ, tiến vào không gian phá diệt, chỉ sợ đều vô cùng nguy hiểm. Chỉ là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu thật sự có lợi ích lợi ích, cho dù nguy hiểm cũng có người đi tới. Mấu chốt chính là, hai vị thủy tổ có thể lấy ra chỗ tốt gì? không biết hai vị thủy tổ có thể cho ra bảo vật gì. Cho dù là đối mặt hai vị thủy tổ, nhưng nên đưa ra điều kiện vẫn phải đưa ra điều kiện, dù sao, đây không phải là một chuyện nhẹ nhõm, thậm chí là chuyện liều mạng, tự nhiên phải vô cùng cẩn thận. Một viên thần thạch có thể để bồn tọa diễn hóa một lần con đường thủy tổ. Thủy tổ ban nói ra điều kiện, điều kiện này lập tức khiến cho tất cả chúa tể, vấn đạo giả đều quá sợ hãi. Diễn hóa con đường thủy tổ của ngài sao? Không sai, chính là diễn biến con đường thủy tổ của bổn tọa. Rất nhiều chúa tể, vấn đạo giả đều cảm xúc mênh mông, trong lòng kích động đến mức tột đỉnh. Đây chính là con đường của thủy tổ chân chính, trên thực tế, con đường của thủy tổ vấn đạo giả, vẻn vẹn chỉ là một loại thử nghiệm. Đến tột cùng có thể đi đến cuối cùng hay không, hoặc là nói, đi đến cuối cùng có thể thành tựu thủy tổ hay không. Rất nhiều vấn đạo giả trong lòng đều không có lực lượng, hoặc là nói, không dám khẳng định. Cho dù đó là con đường thủy tổ mà bọn họ đi ra, nhưng sự thật chính là như thế người tu hành đi ra khỏi con đường thủy tổ có rất nhiều, người vấn đạo có rất nhiều, thậm chí người vấn đạo đứng đầu cũng nhiều không kể xiết. Nhưng cuối cùng có thể thành tựu thủy tổ có bao nhiêu? Cái kỷ nguyên này, có thể thành tựu thủy tổ đến nay cũng chỉ là một cái thủy tổ côn bằng mà thôi. Những người còn lại, đều không có thành tựu thủy tổ. Đương nhiên, không có thành thủy tổ, không có nghĩa là con đường thủy tổ không được, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể đi đến cuối cùng, có lẽ đi đến cuối cùng liền có thể thành thủy tổ đâu. Nhưng không có thành thủy tổ, cuối cùng là có một cái tính không xác định ai cũng không biết con đường thủy tổ của mình có thể thành tựu thủy tổ hay không nếu như con đường thủy tổ của thủy tổ thì khác đã trở thành thủy tổ con đường thủy tổ của hắn chính là thành công là một con đường thông thiên nếu như thủy tổ tự mình diễn biến ra con đường thủy tổ của mình đối với chúa tể hoặc là vấn đạo giả mà nói vậy thì tương đương với nhìn một lần quá trình thành tựu thủy tổ đối với người tu hành mà nói trợ giúp là khó có thể tưởng tượng dưới tình huống bình thường chỉ có đệ tử thân mật nhất Thủy tổ mới có thể diễn hóa con đường thủy tổ. Còn những người khác, căn bản cũng không có khả năng để thủy tổ diễn biến con đường thủy tổ. Nhưng bây giờ có cơ hội, chỉ cần có thể đi vào trong phá diệt không gian lấy được phá diệt thần thạch, là có thể tận mắt thấy thủy tổ diễn hóa một lần con đường thủy tổ. Hơn nữa, một viên thần thạch có thể để thủy tổ diễn hóa một lần. Nếu như đạt được 10 viên 8 viên thì sao? Vậy chẳng phải là có thể để cho thủy tổ diễn hóa 10 lần 8 lần rồi sao? Ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thật sự có thể diễn hóa con đường của thủy tổ sao? Chính xác trăm phần trăm, thủy tổ bàn lần nữa xác định, lúc này, lôi đạo bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như thu được mấy trăm viên thần thạch, đây chẳng phải là có thể để cho thủy tổ bàn bệ hạ diễn biến mấy trăm lần con đường thủy tổ. Vậy có phải là để cho thủy tổ quá mệt mỏi hay không? Ách, rất nhiều người trợn tròn mắt, ngay cả thủy tổ bàn và thủy tổ không đều sắc mặt tối sầm. Thu hoạch được mấy trăm viên phá diệt thần thạch, vậy chẳng qua là ngẫm lại mà thôi, đại đế khác, chúa tể cũng không phải là ăn chay, huống chi bên trong phá diệt không gian có trên trăm viên phá diệt thần thạch hay không cũng không giống nhau. Lôi đạo đi đâu tìm mấy trăm viên phá diệt thần thạch? Lôi chúa tể, nếu ngươi thật sự có thể đạt được mấy trăm viên phá diệt thần thạch, đồng thời nguyện ý cho bản tọa, nói lung tung mấy trăm lần, cho dù mấy ngàn lần cũng không tính là gì, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đạt được nhiều phá diệt thần thạch như vậy. Thủy tổ bàn ngược lại rất bá khí nói, lôi đạo, không được nói bày. Thủy tiểu không rốt cục mở miệng, mấy trăm viên phá diệt thần thạch, lôi đạo cũng dám nghĩ. Lôi đạo cười nói, sư tôn, ta cũng chỉ nói đùa thôi, cường giả phá diệt không gian nhiều như mây, những người bình thường như ta có thể đạt được bao nhiêu thần thạch chứ. Có một hai viên đã thỏa mãn rồi, khóe miệng mọi người hơi co lại, lôi đạo đều là người vấn đạo bình thường, vậy bọn họ tính là gì? Huống chi, ta cũng không muốn nhìn thủy tổ bệ hạ diễn hóa con đường thủy tổ. Ngươi không muốn xem con đường của thủy tổ, vậy ngươi muốn cái gì? Thủy tổ ban tò mò hỏi. Đối với một người vấn đạo đỉnh phong như Lôi đạo mà nói, con đường thủy tổ của một vị không phải được hoan nghênh nhất sao? Lôi đạo lại không muốn nhìn thấy con đường của thủy tổ, vậy Lôi đạo muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Lôi đạo suy nghĩ một chút, sau đó không ngừng quan sát trên người sư tôn thủy tổ Không và thủy tổ Bàn, khiến hai vị thủy tổ đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, Lôi đạo tài thận trọng nói, nếu như ta dùng một viên thần thạch, đổi lấy một tia huyết mạch trên người thủy tổ Bàn bệ hạ, có thể chứ? Sư tôn cũng giống vậy, ngươi muốn huyết mạch thủy tổ trên người chúng ta? trong lòng thủy tổ bàn hơi kinh hãi, lập tức quay đầu, cười như không cười nói với thủy tổ, thủy tổ không, đệ tử này của người thật to gan, lại dám đánh chủ ý lên huyết mạch thủy tổ trên người chúng ta. Chật chật, đây là lần đầu tiên, có vấn đạo giả dám có ý đồ với thủy tổ. Sắc mặt của thủy tổ không càng đen hơn, lần trước hắn đã biết, lôi đạo hy vọng có được huyết mạch thủy tổ trên người hắn, nhưng cho dù là sư tôn của lôi đạo, thủy tổ không cũng sẽ không tùy tiện lấy ra huyết mạch thủy tổ trên người hắn dù sao huyết mạch thủy tổ cực kỳ trọng yếu một khi tiết lộ bị thủy tổ hoặc là thánh nhân khác đạt được vậy ảnh hưởng đối với thủy tổ sẽ rất lớn không phải vạn bất đắc dĩ các thủy tổ đều không nguyện ý xuất ra huyết mạch của mình cũng chỉ có những thủy tổ có được hậu duệ kia huyết mạch của bọn hắn mới tương đối dễ dàng đạt được nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể tinh luyện ra cũng không tính là thủy tổ huyết mạch thuần khiết thủy tổ không dở khóc dở cười cuối cùng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói đồ nhi Ngươi muốn huyết mạch trên người thủy tổ của bọn ta, một viên phá diệt thần thạch là không được. Thật sự có thể được, vậy Sư Tôn cần bao nhiêu viên, đệ tử đều làm theo." Ánh mắt Lôi Đạo sáng lên, vốn chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới Sư Tôn thế mà thật đồng ý lấy ra thủy tổ huyết mạch trong cơ thể. Như vậy cho dù Lôi Đạo trả giá lớn hơn nữa, hắn cũng nguyện ý. Thủy tổ bàn cảm thấy thế nào? Thủy tổ không không trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía thủy tổ bàn. Dù sao, huyết mạch thủy tổ không phải bình thường thủy tổ bàn có nguyện ý hay không vẫn là hai chuyện. Ha ha, nhính như ngươi thật muốn lấy được thủy tổ huyết mạch trên người bổn tọa. Vậy liền cho ngươi một cơ hội, 50 khỏa phá diệt thần thạch, bổn tọa cho ngươi một tia thủy tổ huyết mạch. Thủy tổ bàn trầm giọng nói, 50 viên phá diệt thần thạch, trong lòng lôi đạo rất phấn chấn, tuy hắn biết, 50 viên phá diệt thần thạch gần như là chuyện viển vông, không ai biết trong không gian phá diệt có bao nhiêu viên phá diệt thần thạch. Nhưng xác suất lớn tổng cộng cũng chỉ có mấy chục viên phá diệt thần thạch muốn tập hợp đủ 50 viên phá diệt thần thạch quá khó khăn. Sư tôn đâu, lôi đạo lại nhìn về phía sư tôn thủy tổ không? Thủy tổ không lập tức nở nụ cười, đây là lôi đạo cảm thấy mình có thể thu hoạch được 100 viên phá diệt thần thạch hay sao? Huyết mạch của một vị thủy tổ của thủy tổ bàn còn chưa đủ. Thế là thủy tổ không cũng cười nói, thủy tổ bàn đã cho ngươi cơ hội, vi sư đương nhiên cũng sẽ cho ngươi cơ hội. Vi sư cũng thu 50 viên phá diệt thần thạch đi, nếu ngươi thật sự có, cho ngươi một tia huyết mạch thủy tổ cũng không sao tốt sư tôn thủy tổ bàn bệ hạ vậy một lời đã định không gian phá diệt này tính ta một cái trong lòng lôi đạo rất kích động vì vậy không chút do dự hắn đáp ứng không phải đi phá diệt không gian sao không phải là đi tranh đoạt phá diệt thần thạch sao lôi đạo dù liều mạng cũng phải đi tranh đoạt phá diệt thần thạch một khi có lượng lớn phá diệt thần thạch hắn có thể sẽ có huyết mạch thủy tổ chân chính đến lúc đó nếu như có thể dung nhập vào trong huyết mạch thủy tổ của chính lôi đạo sẽ phát sinh biến hóa như thế nào có thể trực tiếp thành tựu thủy tổ không? Lôi đạo cũng không chắc chắn, cho dù không thể trực tiếp thành tựu thủy tổ, nhưng đối với huyết mạch thủy tổ của bản thân nhất định là một bổ sung rất lớn. Huống chi, Lôi đạo thèm nhỏ rãi thủy tổ huyết mạch trên người thủy tổ cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại có cơ hội thu hoạch được thủy tổ huyết mạch, cho dù là dưới tình huống phi thường khó khăn, Lôi đạo cũng nhất định phải đi liều mạng một phen. Các người thì sao? Có đi phá diệt không gian hay không? Hoàn toàn tự nguyện, thủy tổ ban lại nói với các chúa tể khác trong cung điện chúng ta nguyện ý đi. Phần lớn chúa tể đều nguyện ý đi phá diệt không gian, dù sao, có thể có cơ hội nhìn thấy thủy tổ diễn biến một lần con đường thủy tổ, cơ hội như vậy cũng không thường có. Phàm là người có giá tâm, hoặc là thực lực không kém, đều sẽ đáp ứng. Nhưng mà, cũng có người từ chối, trong đó có thanh liên chúa tể. Thanh liên chúa tể cúi đầu, thấp giọng nói, đệ tử thực lực thấp kém, cho dù đi phá diệt không gian, chỉ sợ cũng không thu hoạch được gì. Cho nên, đệ tử vẫn nguyện ý ở trong bàn thành tĩnh tu thật tốt. Thôi, Thanh Liên, người lùi ra đi. Thủy Tổ không hơi vung tay lên, để Thanh Liên Chúa Tể rời đi. Dù sao, thực lực Thanh Liên Chúa Tể xác thực hơi kém một chút, ngay cả vấn đạo giả cũng không phải. Đi phá diệt không gian rất nguy hiểm. Theo Thanh Liên Chúa Tể rời đi, một ít Chúa Tể khác cũng rời đi. Mặc dù bọn họ cũng rất thèm muốn Thủy Tổ tự mình diễn hóa con đường Thủy Tổ, nhưng không đủ tự tin đối với mình, sợ có nguy hiểm ngã xuống, bởi vậy cũng đều lựa chọn ở lại bàn thanh. Nhưng mà, Gần như 8 phần 10 chúa tể đều lựa chọn tiến về không gian phá diệt, để thủy tổ bàn và thủy tổ không rất hài lòng. Các ngươi đi xuống chuẩn bị trước, 3 tháng sau xuất phát. Vì vậy, mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi cung điện của thủy tổ bàn, bắt đầu chuẩn bị một chút, chỉ còn lại một mình Lôi đạo nhất. Sư Tôn chờ một chút, đệ tử còn có một bảo vật, mời sư Tôn nhìn xem. Lôi đạo bỗng nhiên mở miệng nói, "Bảo vật, bảo vật gì?" Thủy tổ không có chút kỳ quái, Lôi đạo rất ít khi để cho hắn nhìn bảo vật gì. Huống chi có bảo vật gì ngay cả lôi đạo cũng không nhận ra, còn cần một thủy tổ như hắn tới phân biệt. Sư tôn mời xem, chính là món bảo vật này, lôi đạo nhân lật tay, lấy viên bảo thạch màu đen ra. Đây là ngươi lấy được ở đâu, lộc minh cốc không phải phun ra lượng lớn sinh mệnh chi tuyền sao? Ta đem lộc minh cốc chuyển về bàn thành, phát hiện bảo vật này ở dưới lòng đất. Chỉ là không biết bảo vật gì, kính xin sư tôn phân biệt, thì ra là bảo vật dưới lòng đất của lộc minh cốc, nghe nói câu của thánh nhân tức hồn hên. Thủy tổ không cười lắc đầu, hiển nhiên là có hiểu biết về cách làm của lôi đạo chỉ là không can thiệp mà thôi món bảo vật này vì sư nhận ra thủy tổ bàn người cũng nhìn xem cũng biết nó là bảo vật gì thủy tổ không đưa viên đá quý màu đen cho thủy tổ bàn thủy tổ bàn cũng cẩn thận quan sát bỗng nhiên ánh mắt hắn hơi ngưng tụ tựa hồ nghĩ tới điều gì trầm giọng nói chẳng lẽ đây là đại đạo thạch của hoang cổ đại lục đại đạo thạch lôi đạo mở to hai mắt hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua Ha ha ha, không hổ là thủy tổ bàn, thế mà nhận ra được. Không sai, đây chính là đại đạo thạch, hẳn là sinh mệnh đại đạo thạch, chính là độc hữu của hoang cổ đại lục, minh giới chúng ta cũng không có bảo vật như vậy. Sư tôn, cái gì là đại đạo thạch? Lôi đạo tò mò hỏi, tên như ý nghĩa, nó chính là bảo thạch do đại đạo sinh mệnh ngưng tụ thành, hình thành. Có viên đại đạo thạch này, những thần ma, đại đế tu luyện đại đạo sinh mệnh ở đại lục hoang cổ có thể tiến triển cực nhanh, thậm chí là đạt tới cảnh giới vấn đạo gia cho dù là vấn đạo giả chỉ cần lại liên quan tới đại đạo sinh mệnh như vậy viên đại đạo thạch này cũng có thể giúp vấn đạo giả tu luyện đã từng ở trong kỷ nguyên khác đều có vấn đạo giả dựa vào đại đạo thạch thành tựu thánh nhân người nói nó quý giá bao nhiêu ánh mắt lôi đạo sáng lên hóa ra viên đại đạo thạch này lại quý giá như vậy chỉ có điều đối với thủy tổ chúa tể không có tác dụng gì mà thôi hoặc là nói đối với người tu hành minh giới đều không có tác dụng gì nhưng đối với những thần ma đại đế kia mà nói đây cũng là trí bảo cao cấp nhất khó trách lúc trước ngay cả câu thánh nhân cũng tự mình đánh xuống hóa thân chỉ sợ thánh nhân cú đã biết dưới lòng đất lộc minh cốc có đại đạo thạch bằng không chỉ là sinh mệnh tri tuyền đường đường thánh nhân sẽ không để vào trong mắt thì ra là gân gà lôi đạo lắc đầu có tác dụng cực lớn đối với thần ma thì có ích lợi gì hắn là người tu hành minh giới chẳng lẽ còn để thần ma đại đế đến giao dịch đại đạo thạch cũng không phải là không có khả năng chỉ là vô cùng bất tiện còn phải mạo hiểm bị thánh nhân để mắt tới có chút được không bù mất vô dụng thủy tổ không cười như không cười nói quên nói kỳ thật viên sinh mệnh đại đạo thạch này còn có một loại tác dụng đó chính là sinh ra sinh mệnh chỉ cần là địa phương có sinh mệnh đại đạo thạch như vậy tích lũy tháng ngày là có thể sinh ra một ít sinh mệnh thật giống như hư không tạo vật vậy sinh ra sinh mệnh minh giới cũng được sao ánh mắt lôi đạo sáng lên quy tắc minh giới hoàn thiện đương nhiên có thể được thậm chí sinh mệnh đại đạo thạch thai ngén ra sinh mệnh đều thuộc về sinh mệnh tiên thiên cùng sinh mệnh các thủy tổ hư không tạo vật sáng chế ra có khác biệt rất lớn sinh mệnh đại đạo thạch thai ngén ra sinh mệnh tiềm lực vô cùng to lớn có thể dựng dục sinh mệnh trong lòng lôi đạo thật sự rất kích động hắn nghĩ tới tác dụng của viên sinh mệnh đại đạo thạch này đem nó trồng ở trong vực giới trong cơ thể nói không chừng có thể sinh ra sinh mệnh đến lúc đó những sinh mệnh này chính là sinh mệnh tiên thiên tự nhiên sinh ra trong vực giới trong cơ thể hắn có thể sinh sôi nảy nở trong vực giới trong cơ thể. Đến lúc đó, vực giới trong cơ thể hắn chẳng phải là biến thành thế giới chân chính. Tạ ơn sư tôn, lôi đạo nói xong, vội vã cáo từ rời đi. Lôi đạo rất nhanh đã trở về động phủ, chuẩn bị 3 tháng đối với lôi đạo mà nói, thời gian quá sung túc, hơn nữa cũng không có gì phải chuẩn bị. Ông, sau một khắc, lôi đạo ở trong mật thất, hiển hóa ra một bộ phận vực giới. Giờ phút này, vực giới lôi đạo gần như là vô cùng rộng lớn, có vô số tiểu thế giới, đại thế giới, chỉ là trong vực giới lại trống rỗng không có chút khí tức sinh mệnh nào đây là nhược điểm của hệ thống tu hành thế giới không thể sinh ra sinh mệnh như vậy vực giới trong cơ thể thủy chung không viên mãn một khi sinh ra sinh mệnh như vậy vực giới trong cơ thể lôi đạo có thể nói viên mãn một khi viên mãn có lẽ sẽ có cơ hội thành tựu thủy tổ đó là lấy hệ thống tu hành thế giới thành tựu thủy tổ ngay cả sư tôn thủy tổ không cũng đã nói hệ thống tu hành thế giới lập ý to lớn khó có thể tưởng tượng chỉ là đường thủy tổ đoạn tuyệt mà thôi một khi có thể thành tựu thủy tổ như vậy thủy tổ hệ thống tu hành thế giới không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào chỉ là có thể thành công hay không bá lôi đạo cầm sinh mệnh đại đạo thạch màu đen cảm nhận được sinh mệnh lực nồng đậm mãnh liệt mênh mông trong sinh mệnh đại đạo thạch sâu trong nội tâm lôi đạo có thêm một chút lòng tin nhưng vực giới trong cơ thể hắn trung quy là một thế giới không hoàn thiện cho dù là sư tôn thủy tổ không cũng chỉ là nói một thế giới hoàn thiện có khả năng sẽ sinh ra sinh mệnh về phần vực giới trong cơ thể lôi đạo dựa vào viên sinh mệnh đại đạo thạch này có thể sinh ra sinh mệnh hay không lôi đạo cũng không rõ ràng lắm hiện tại lôi đạo chỉ có thể ôm một tia hy vọng với hắn lôi đạo lựa chọn một đại thế giới vô cùng vững chắc trong vực giới trong cơ thể sau đó dịch chuyển đại thế giới này bố trí đại thế giới này thành nơi vững chắc nhất trong vực giới trong cơ thể cho dù vực giới trong cơ thể tan vỡ như vậy tòa đại thế giới này cũng nhất định là cuối cùng mới tan vỡ lôi đạo cần phải tạo điều kiện tốt nhất cho viên sinh mệnh đại đạo thạch này chỉ có sinh mệnh tiên thiên sinh ra từ vực giới trong cơ thể mới được coi là sinh mệnh chân chính của vực giới trong cơ thể. Những chúa tể mê giới muốn lôi đạo đặt ở vực giới trong cơ thể thực tế không được coi là sinh mệnh vực giới trong cơ thể. Lôi đạo ở trong một tòa thế giới trong vực giới trong cơ thể tự tay, trông, viên sinh mệnh đại đạo thạch này xuống, hắn hy vọng viên sinh mệnh đại đạo thạch này giống như hạt giống chân chính, mọc rể nảy mầm, cuối cùng khỏe mạnh trưởng thành. Sau khi chôn xuống sinh mệnh đại đạo thạch, lôi đạo liền một lần nữa thối lui ra khỏi vực giới trong cơ thể ba tháng thời gian cũng không thể lãng phí phải nắm chặt thời gian bán nhiều một chút danh ngạch hóa long trì còn có một chút bảo vật cần giao dịch thành bảo vật loại kéo dài tuổi thọ lôi đạo đã có dự định ba tháng này hắn phải lợi dụng một phen đem toàn bộ bảo vật đều biến hóa biến thành thọ mệnh cất giữ vạn nhất ở trong phá diệt không gian thu được đại lượng phá diệt thần thạch lôi đạo chính là muốn cùng thủy tổ giao dịch huyết mạch trên người thủy tổ có lẽ đây cũng là lần đầu tiên có người dám đánh chủ ý huyết mạch trên người thủy tổ, nhưng mấu chốt là thủy tổ bàn thật đúng là đáp ứng. Đương nhiên, lại có chúa tể hoặc là vấn đạo giả khác xem ra, lôi đạo làm như vậy không thể nghi ngờ là lãng phí phá diệt thần thạch. 50 viên phá diệt thần thạch đi trao đổi huyết mạch trên người thủy tổ có ý nghĩa sao? Nếu như cho chúa tể khác hoặc là vấn đạo giả, vậy chính là cơ hội 50 lần thủy tổ diễn biến con đường thủy tổ. 50 cơ hội diễn hóa con đường thủy tổ, không thơm sao? Dù sao rất nhiều chúa tể không hiểu hành vi của lôi đạo, nhưng dù thế nào đi nữa, thật ra những chúa tể và vấn đạo giả cũng hy vọng lôi đạo có thể đi vào không gian hủy diệt. Cho dù giữa bọn họ cũng sẽ cạnh tranh với nhau, nhưng có một người quen như lôi đạo, hơn nữa còn là người vấn đạo đỉnh tiêm có thể chém chết hóa thân thánh nhân. An toàn của bọn họ không thể nghi ngờ là có bảo đảm rất lớn. Thời gian trôi qua từng chút, đạo lữ vạn hoa chúa tể của Như Ma chúa tể cũng tiến vào mê giới của lôi đạo, tu hành trong mê giới. Dù sao thời gian 3 tháng, ở trong mê giới đã đủ rồi. Thoáng cái đắm chìm trong thời gian quá dài ngược lại không tốt. Như ma chúa tể và lôi đạo cũng thảo luận một phen, như ma chúa tể lần này cũng là muốn đi liều mạng một phen. Dù sao hắn là vấn đạo giả, nếu như từng bước tu hành, hắn sẽ rất khó trở thành vấn đạo giả đỉnh tiêm, về phần trở thành thủy tổ, vậy thì càng không có khả năng. Mà lần phá diệt không gian này chính là cơ hội của hắn. Chỉ cần có thể thu hoạch được một viên phá diệt thần thạch, hắn liền có thể cùng thủy tổ bàn giao dịch một lần để cho thủy tổ bàn diễn biến con đường thủy tổ cái này đối với như ma chúa tể dạng người vấn đạo mới tấn thăng này có trợ giúp rất lớn đương nhiên như ma chúa tể muốn đạt được phá diệt thần thạch vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình lôi đạo cũng không có khả năng làm gì cũng mang theo như ma chúa tể dù sao lôi đạo cũng cần phá diệt thần thạch theo thời gian trôi qua lôi đạo cũng lần lượt biến hiện một ít bảo vật đem nó giao dịch thành bảo vật loại kéo dài tuổi thọ hơn nữa, danh ngạch hóa long trì cũng lần lượt giao dịch một ít. Chỉ là, khiến lôi đạo tiếc nuối chính là sinh mệnh đại đạo thạch, trồng ở trong vực giới trong cơ thể, đã một hai tháng, nhưng lại không có một chút động tĩnh nào. Về phần biến hóa, cũng không có biến hóa gì, thậm chí sức sống bên trong sinh mệnh đại đạo thạch vẫn vô cùng nồng đậm, mãnh liệt minh mông, nhưng lại không thể thai ngén ra sinh mệnh. Điều này không khỏi khiến lôi đạo có chút bận tâm, chẳng lẽ sinh mệnh đại đạo thạch của hắn vẫn không thể thai ngén ra sinh mệnh? Trong lòng lôi đạo có chút lo lắng, nhưng hắn không thể làm gì. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể chờ, thoáng cái ba tháng trôi qua, cũng đến thời gian ước định với thủy tổ bàn. Bá, lôi đạo mở mắt, ba tháng qua hắn lục tục thu được không ít tuổi thọ, vì thế, hắn điều động dị năng xem xét số liệu thân thể. Họ tên, lôi đạo, 35 tuổi, hình thái sinh mệnh, thủy tổ thần thể, tuổi thọ, 1.500 triệu năm, thể nội thế giới, 11.015 lần vực giới, có thể khuếch trương. Huyết mạch thủy tổ, 10%, 29 loại huyết mạch viên mãn. Tuổi thọ của lôi đạo tăng lên 40 tỷ năm, gần như đạt đến mức 1.050 tỷ năm. 1.500 ức năm, vẫn là quá ít. Lôi đạo lắc đầu, thọ mệnh thật sự quá khó tăng. Thời gian 3 tháng, hắn đều không có rời khỏi bàn thành, có thể gia tăng 40 tỷ năm thọ mệnh, đã coi như không tệ, thậm chí giành ngạch hóa lòng chỉ đều bán đi ít nhất 20 cái. Nếu không, còn không cách nào thu hoạch được 400 tỷ năm thọ mệnh. Không sai biệt lắm, đi phá diệt không gian, trong lòng lôi đạo khẽ động hắn đã đợi ngày này 3 tháng thậm chí hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa quan trọng không phải phá diệt thần thạch mà là thủy tổ huyết mạch trên người thủy tổ lôi đạo đã không kịp chờ đợi muốn có được thủy tổ bàn và huyết mạch thủy tổ trên người sư tôn thủy tổ không 3 tháng đã đến chúng ta xuất phát thủy tổ bàn thậm chí thủy tổ không đều đã đến hai vị thủy tổ xuất lĩnh hơn 10 vị vấn đạo giả cùng chúa tể cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp xuyên qua không gian xuyên thẳng qua hướng không gian phá diệt dọc theo con đường này vẻ mặt của rất nhiều người đều rất nghiêm túc. Ngay cả lôi đạo cũng không ngoại lệ, lần này là toàn bộ minh giới, toàn bộ đại lục hoang cổ đều bị kinh động, dù sao, cái này liên quan đến thủy tổ, các thánh nhân có thể vượt qua đại kiếp kỷ nguyên hay không, đây là liên quan đến lợi ích thiết thân của thủy tổ, các thánh nhân. Mỗi một vị thánh nhân, thủy tổ đều sẽ dốc hết toàn lực đi tranh đoạt, bởi vậy, có thể tưởng tượng, chuyến đi phá diệt không gian lần này, đám người lôi đạo sẽ gặp được bao nhiêu đối thủ cường đại đồ nhi bỗng nhiên trong đầu lôi đạo truyền đến truyền âm của sư tôn thủy tổ không ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ mặc dù ngươi đã là vấn đạo giả đỉnh phong có thể chém chết hóa thân của thánh nhân nhưng trên thực tế không nói tới việc chém chết hóa thân của thánh nhân nhưng số lượng vấn đạo giả đỉnh phong có thể chống lại hóa thân của thánh nhân cũng không ít bọn họ còn có một xưng hô đặc biệt gọi là bán thánh bán thánh lôi đạo rất kinh ngạc hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua có bán thánh gì đúng vậy bán thánh trên thực tế đây là độc hữu của đại lục hoang cổ áp đặt trên người vấn đạo lại dưới thánh nhân thủy tổ được xưng là bán thánh sở dĩ là bán thánh mà không phải là nửa bước thủy tổ đó là có nguyên nhân ở trong người tu hành minh giới là không có bán thánh tồn tại người vấn đạo đỉnh cấp chính là cực hạn chuyện gì xảy ra trong lòng lôi đạo cả kinh hoang cổ đại lục mới có bán thánh mà người tu hành minh giới không có bán thánh bán thánh sở dĩ là bán thánh đó là có liên quan với hệ thống tu hành độc đáo của hoang cổ đại lục ở Hoang cổ Đại Lục người vấn đạo đứng đầu nếu có thể tiến thêm một bước thậm chí có thể lĩnh ngộ một số đại đạo nào đó cho dù nguyên thần không ký thác hư không trên thực tế cũng có thể vận dụng một số lực lượng nào đó của Hoang cổ Đại Lục làm đến mức ngôn xuất pháp tùy vậy thì không khác gì thánh nhân chỉ là bởi vì nguyên thần không ký thác hư không hơn nữa cũng không hóa thân cho dù ngôn xuất pháp tùy điều động lực lượng Hoang cổ Đại Lục cũng không bằng thánh nhân cho nên chỉ có thể xưng là bán thánh cho dù là bán thánh bình thường đó cũng là bao trùm ở trên vấn đạo già mà người tu hành minh giới chúng ta bởi vì hệ thống tu hành cũng không có khả năng sinh ra bán thánh cho nên vấn đạo giả đứng đầu chính là cực hạn bất quá ngươi tựa như là một ngoại lệ ngươi là người tu hành minh giới nhưng thực lực của ngươi lại bao trùm ở trên vấn đạo giả tựa hồ không khác gì bán thánh nói đến đây thủy tổ không cũng cảm thấy rất cổ quái hắn hiểu rõ lôi đạo nhất vốn dĩ hệ thống tu hành thế giới lôi đạo trên thực tế con đường thủy tổ cũng đã đoạn tuyệt không có khả năng trở thành thủy tổ nhưng lôi đạo lại đi ra một con đường thủy tổ khác mấu chốt là con đường thủy tổ này còn rất mạnh đương nhiên chém chết hóa thần thánh nhân cũng không phải con đường của lôi đạo thủy tổ mà là hệ thống tu hành thế giới đoạn tuyệt con đường lôi đạo thủy tổ cho nên lôi đạo tuy rằng sánh ngang bán thánh nhưng lại dựa vào là hệ thống tu hành thế giới loại hệ thống tu hành đoạn tuyệt con đường thủy tổ này cũng không biết là phúc hay là họa nói như vậy lần này ở trong không gian phá diệt ta có khả năng gặp được bán thánh của hoang cổ đại lục trong lòng lôi đạo run lên hắn đã sớm biết đại lục hoang cổ không đơn giản như vậy ở trên vấn đạo giả đỉnh cao khẳng định còn có một số tồn tại cường đại hắn có thể chém chết hóa thân thánh nhân một số cường giả đỉnh cao khác hẳn là cũng có thể hiện tại xem ra quả nhiên là thế chỉ là bởi vì những bán thánh kia sẽ không động thủ với thánh nhân cho nên mới không chém chết hóa thân của thánh nhân mà thôi thật muốn động thủ lôi đạo đoán chừng những bán thánh kia cũng có thể dễ dàng chém chết hóa thân bình thường của thánh nhân không sai không phải có thể gặp được bán thánh mà nhất định sẽ gặp được bán thánh phá diệt thần thạch đối với thánh nhân mà nói cũng cực kỳ quan trọng cái này liên quan đến lợi ích thiết thân của bọn họ bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cam đoan có thể đạt được đủ phá diệt thần thạch bởi vậy nói động bán thánh tiến vào phá diệt không gian tranh đoạt phá diệt thần thạch liền phi thường trọng yếu dùng uy vọng cùng thủ đoạn của thánh nhân thuyết phục bán thánh cũng không khó lôi đạo gật đầu hắn cũng biết hành trình phá diệt không gian không có đơn giản như vậy nhưng đồ nhi người cũng có ưu thế những bán thánh kia quả thực rất mạnh nếu như cứng đối cứng có lẽ ngươi có thể thắng nhưng thắng được một bán thánh thắng được hai bán thánh sao huống chi trong không gian phá diệt khẳng định không chỉ có một hai bán thánh ưu thế của ngươi chính là vực giới trong cơ thể lấy thể nội vực giới của ngươi có thể ngăn cách hóa thân thánh nhân cùng cảm ứng của hoang cổ đại lục như vậy ngăn cách cảm ứng giữa bán thánh cùng hoang cổ đại lục hẳn là cũng không có vấn đề bán thánh không có cảm ứng của hoang cổ đại lục không thể có được lực lượng của hoang cổ đại lục gia trì, vậy thì có gì khác với vấn đạo giả đỉnh cao? Cho nên, người tự nhiên có thể khắc chế những bán thánh này. Thủy tổ không nói, ánh mắt liền biến thành cổ quái. Loại năng lực nghịch thiên này của vực giới trong cơ thể lôi đạo, đâu chỉ là khắc chế bán thánh, thậm chí đều khắc chế thánh nhân, dù sao, các thánh nhân chiến đấu chủ yếu dựa vào chính là hóa thân, mà thánh nhân hóa thân mạnh thì mạnh ở cảm ứng giữa hoang cổ đại lục, nếu mất đi cảm ứng với hoang cổ đại lục, thực lực thánh nhân đều phải giảm bớt đi nhiều đương nhiên nếu như chủ chiến hóa thân của thánh nhân thậm chí là chân thân xuất động lôi đạo muốn ngăn cách cảm ứng giữa thánh nhân và đại lục hoang cổ chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn nhưng ngăn cách hóa thân bình thường cùng bán thánh hẳn là vẫn không có vấn đề gì ông rất nhanh mọi người từ trong không gian xải bước ra đã đi tới bên ngoài không gian phá diệt rất nhiều chúa tể ở đại lục hoang cổ đều là lần đầu tiên xuyên toa không gian bởi vậy còn có chút không thích ứng lúc rời khỏi thông đạo không gian còn có chút chật vật nhưng lôi đạo hiển nhiên không phải lần đầu tiên xuyên toa không gian cho dù là chính hắn ở trong đại lục hoang cổ cũng có thể xuyên toa không gian chỉ là khoảng cách xuyên toa còn kém xa thủy tổ mà thôi hả lôi đạo ngẩng đầu nhìn lên vừa nhìn đã phát hiện một số người quen ví dụ như nguyên nhân thánh nhân thánh nhân dịch thánh nhân cổ và thánh nhân tứ đại thánh nhân này đều là thánh nhân từng bị lôi đạo đắc tội bá ánh mắt của rất nhiều thánh nhân thủy tổ thoáng cái đều tập trung vào trên người thủy tổ không thủy tổ bàn nhưng sau một khắc liền có bốn ánh mắt rơi vào trên người lôi đạo rõ ràng chính là tứ đại thánh nhân mà lôi đạo đã từng thấy sắc mặt bốn vị thánh nhân này đều hơi đổi lộ ra rất khó coi bọn họ đều bị lôi đạo chém chết hóa thân của thánh nhân trong giới thánh nhân đều trở thành trò cười bởi vậy cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tuy các thánh nhân đỏ mắt cũng không đến mức nhưng khó tránh khỏi ánh mắt bất thiện tạo áp lực rất lớn cho lôi đạo dù sao đây cũng là bốn vị thánh nhân Ồ, chư vị thánh nhân cảm thấy hứng thú với đệ tử của bản tọa như vậy sao? Lúc này, thủy tổ không mở miệng, hắn vừa mở miệng, lập tức liền đánh nát không khí ngưng trọng, để lôi đạo cũng chiếm được một tia cơ hội thở dốc. Bốn vị thánh nhân áp lực thật sự quá lớn, thậm chí lôi đạo cũng sắp không nhịn được muốn hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Cũng chỉ có thủy tổ thất kiếp như thủy tổ không mới có thể nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ của lôi đạo. Thủy tổ không, ngươi thật sự là đệ tử tốt của ta. Nhưng lần này trong không gian bị phá hủy, Đệ tử của ngươi còn có thể sống hay không, vậy thì khó nói." Thánh nhân Nguyên thản nhiên nói, lần trước thánh nhân Nguyên mất hết mặt mũi, vẫn luôn không có hoạt động gì, hiện tại đi tới phá diệt không gian, hiển nhiên là có chuẩn bị đầy đủ, hắn cũng không có kiện vong, như vậy, hắn cũng không có quên hắn là mất mặt như thế nào. Hiển nhiên, hắn cũng không định buông tha cho Lôi đạo. Hơn nữa, hắn cũng biết, thủy tổ không nhất định sẽ để cho Lôi đạo đi tới không gian phá diệt. Dù sao, lấy thực lực của Lôi đạo ở trong không gian phá diệt là vô cùng có khả năng thu hoạch được phá diệt thần thạch. Thủy Tổ không lại làm sao có thể cam lòng từ bỏ phá diệt thần thạch. Hà, Thủy tiểu không nhìn thoáng qua, hắn thấy được sau lưng thánh nhân nguyên, một đại đế mặc áo trắng, cả người khoanh chân ngồi ở trong hư không không nhúc nhích, trên người tản ra một cỗ khí tức mịt mờ. Đó là một vị vấn đạo giả, thậm chí không phải vấn đạo giả bình thường, ở trên người hắn mơ hồ có một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Bán thánh, nhất định là bán thánh, nếu không thánh nhân nguyên sẽ không nắm chắc như vậy hơn nữa cũng sẽ không chấn định như vậy thánh nhân nguyên hóa ra ngươi đã mời cả bán thánh rời núi vì đối phó đồ nhi của bản tọa ngươi cũng nhọc lòng ánh mắt thủy tổ không ngưng tụ trầm giọng nói ra bán thánh cho dù thủy tổ không cảm thấy vực giới trong cơ thể lôi đạo có thể ngăn cách cảm ứng giữa bán thánh và đại lục hoang cổ nhưng lỡ như ngăn cách thì sao ai nói cảm ứng của hóa thần thánh nhân và hoang cổ đại lục nhất định mạnh hơn bán thánh vậy cũng không nhất định nhất là bán thánh ở một mức độ nào đó cũng không kém thánh nhân thậm chí không có gì khác biệt với thánh nhân như vậy nhân tố khó lường thật sự là quá nhiều cho dù lôi đạo chém chết thánh nhân hóa thân uy thế đạt đến đỉnh phong nhưng đọ sức với bán thánh đến tột cùng như thế nào ai cũng không nắm chắc thủy tổ không sao vậy chỉ cho phép đệ tử của ngươi bao trùm trên vấn đạo giả đỉnh phong không cho phép chúng ta tìm bán thánh ra tay ha 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 nếu ngươi sợ có thể khiến lôi đạo không tiến vào không gian phá diệt Thánh nhân nguyên nở nụ cười, hắn biết, thủy tổ không vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ phá diệt thần thạch. Dù chỉ có một tia hy vọng, thủy tổ không cũng sẽ không từ bỏ. Dù sao, một khi từ bỏ, như vậy thủy tổ không chỉ sợ cũng thật sự không cách nào vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên thứ 8. Chuyện này liên quan đến sinh tử của thủy tổ không, há có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Bán thánh, sắc mặt của thủy tổ bàn, thậm chí chư vị thủy tổ đều rất khó coi. Trận doanh minh giới và trận doanh của hoàng cổ đại lục có sự khác biệt rõ ràng, mặc dù ở trên phương diện thủy tổ. Thánh nhân, song phương cũng không sợ hãi, thậm chí tranh lệch thực lực cũng không lớn. Nhưng ở trên cấp bậc bán thánh này, trận doanh minh giới lại hoàn toàn bại. Nguyên nhân rất đơn giản, trận doanh minh giới không có cường giả bán thánh. Đây là hệ thống tu hành quyết định, không có bán thánh, cũng không có cái gọi là nửa bước thủy tổ, có chỉ là vấn đạo giả đỉnh tiêm. Ở dưới tình huống bình thường, bán thánh không ra, trận doanh minh giới còn không có vấn đề lớn thậm chí cấp độ vấn đạo giả đỉnh tiêm cường giả cũng có rất nhiều nhưng một khi bán thánh ra tay vậy thì không giống đối với trận doanh minh giới mà nói bán thánh đó gần như chính là tồn tại vô địch đủ để nghiền ép bất kỳ người tu hành nào dưới thủy tổ trận doanh minh giới biện pháp của trận doanh minh giới đơn giản chính là tạo thành pháp trận chống lại nó hoặc là chỉ có thể gửi hy vọng vào địa phương đủ lớn trong không gian phá diệt hơn nữa vận khí đủ tốt đạt được phá diệt thần thạch liền rời đi như vậy trận doanh minh giới cũng có thể thu hoạch được phá diệt thần thạch. Nhưng Trung Quy vẫn ở thế hạ phong, hắn chính là lôi chúa tể, vị bán thánh sau lưng thánh nhân nguyên kia mở mắt, chậm rãi mở miệng. Không sai, hắn chính là lôi đạo, nguyên đế, ngươi không nên khinh thường, lôi đạo kẻ này giỏi ngụy trang nhất, chuyên môn ngụy trang bản thân rất nhỏ yếu, thậm chí đã ngụy trang đến tận xương tủy, hơi không cẩn thận sẽ biết đạo của hắn. Ngay cả bổn thánh, cũng bởi vì sơ suất mà bị hắn chém chết hóa thân, làm trò cười cho thiên hạ bán thánh này tên uyên đế nói chung thánh nhân lấy một chữ làm danh hiệu một chữ xưng hào ở đại lục hoang cổ chính là tôn xưng chỉ có tồn tại cường đại cao cao tại thượng mới được hưởng một chữ xưng hào bán thánh trước mắt mặc dù không thành thánh nhưng lại bao trùm ở trên vấn đạo giả cũng được xưng là lấy một chữ gọi là uyên đế đương nhiên cũng có ngoại lệ ví dụ như linh tổ thánh nhân chỉ là phần lớn đều là một chữ xưng hào ánh mắt uyên đế hơi ngưng lại vẻ mặt kiên định trầm giọng nói thánh nhân yên tâm ta sẽ không thả lỏng cảnh giác tuy đối phương không phải bán thánh nhưng có thể chém chết hóa thân thánh nhân hết lần này đến lần khác đã không khác gì bán thánh thậm chí còn mạnh hơn bán thánh bình thường ta có tư cách gì mà khinh thường bản thánh rất tin tưởng vào thực lực của ngươi chỉ cần ngươi không chủ quan vậy thì không có vấn đề gì huống chi bản thánh còn giao tiếp với các thánh nhân khác ngoại trừ cướp đoạt phá diệt thần thạch ra bán thánh dưới trướng các thánh nhân khác khi gặp phải lôi đạo các ngươi đều có thể liên thủ nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào có thể giết chết lôi đạo. Sát khí trong mắt thánh nhân nguyên nghiêm nghị, hiển nhiên, lúc này hắn đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải chém lôi đạo. Dù sao, đây là cơ hội ngàn năm một thuở ở trong không gian phá diệt. Cường giả như mây, hơn nữa thủy tổ còn không thể can thiệp. Bất kể là phá diệt thần thạch hay là chém chết lôi đạo, ta đều sẽ hoàn thành. Hy vọng thánh nhân bệ hạ cũng đừng quên hứa hẹn. Nguyên đế cũng nhìn thoáng qua thánh nhân nguyên, hiển nhiên, thánh nhân nguyên cũng hứa hẹn cho hắn ban thưởng phong phú để uyên đế cũng không thể cự tuyệt thậm chí loại ban thưởng này trực tiếp liên lụy tới uyên đế có thể thành thánh hay không chuyện mà bản thánh đáp ứng tự nhiên sẽ thực hiện một khi ngươi chém giết lôi đạo lại thu được đủ phá diệt thần thạch coi như ở kỷ nguyên này kết thúc ngươi cũng có khả năng rất lớn thành thánh đến lúc đó vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn của kỷ nguyên này trường sinh tiêu dao bất tử bất diệt ở trong tầm tay giọng điệu của thánh nhân nguyên dường như cũng tràn ngập khụ hoặc không có ai có thể ngăn cản được dụ hoặc như vậy. Trường sinh tiêu dao, bất tử bất diệt, điều này đối với người tu hành mà nói, có bao nhiêu hấp dẫn. Bất kể là thần ma cũng được, chúa tể cũng được, cuối cùng không phải đều là theo đuổi trường sinh tiêu dao, bất tử bất diệt sao? Cho dù trở thành thánh nhân hoặc thủy tổ, cũng không phải là trường sinh tiêu dao, bất tử bất diệt chân chính, nhưng ít ra có thể trường sinh một kỷ nguyên, cũng có thể tiêu dao một kỷ nguyên. Thậm chí, trở thành thánh nhân, còn có khả năng rất lớn tiêu dao rất nhiều kỷ nguyên ai mà không hy vọng thành thánh ánh mắt uyên đế lại nhìn về phía lôi đạo dường như muốn nhớ kỹ lôi đạo thật sâu lôi đạo cũng không để ý lắm trên thực tế sau khi hắn vừa xuất hiện liền có vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn lôi đạo cũng biết ở trong đó hơn phần nửa là không có ý tốt hắn đắc tội năm vị thánh nhân lại còn nổi tiếng bên ngoài bị rất nhiều đại đế của phe thánh nhân người vấn đạo nhìn chằm chằm cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn gì sớm đã có đoán trước tâm trạng của lôi đạo rất bình tĩnh hắn ngược lại rất chấn định không quan sát những người khác mà quan sát toàn bộ không gian tan vỡ cái không gian phá diệt này tựa hồ tự thành một giới cũng không thể nói là tự thành một giới mà là một khu vực từ trong không gian phá diệt chảy ra lượng lớn phá diệt chi lực đem một mảng lớn khu vực đều bao phủ biến thành hư vô điều này cũng tương đương với phạm vi phá diệt không gian lại là phá diệt chi lực trong lòng lôi đạo khẽ động lực lượng phá diệt đích xác vô cùng bá đạo ngàn vạn lần không thể đụng vào bằng không mà nói coi như là vấn đạo giả đứng đầu cũng gánh không được bất quá lôi đạo đối với lực lượng phá diệt xem như tương đối quen thuộc lúc trước vì hấp thu hạt giống sinh mệnh lôi đạo thần thể cũng không ít bị lực lượng phá diệt một lần lại một lần khiến lôi đạo thống khổ không chịu nổi nhưng đừng tưởng rằng thử qua phá diệt chi lực là có thể ngăn cản phá diệt chi lực trên thực tế không có chút tác dụng nào nếu thủy tổ thần thể của lôi đạo lại đụng phải phá diệt chi lực kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào vẫn sẽ bị chôn vùi đây cũng là đặc tính của phá diệt chi lực không gì có thể ngăn cản nếu không thì lực lượng phá diệt sẽ không khiến đường đường là thánh nhân thủy tổ đều bó tay hết cách rất nhiều thánh nhân và thủy tổ chết dưới lực lượng phá diệt trong đại kiếp nạn kỷ nguyên ngay cả nguyên thần thánh nhân cũng sẽ bị chôn vùi đủ thấy lực phá diệt đáng sợ đến mức nào cũng gần như đã đến đông đủ hiện tại tất cả thánh nhân trở xuống mặc kệ thần ma hay là chúa tể đều có thể tiến vào không gian phá diệt nhớ kỹ không gian phá diệt có khả năng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào trước khi sụp đổ nhất định phải rời khỏi không gian phá diệt nếu không ai cũng không cứu được các ngươi trong lòng mọi người dùng mình phá diệt không gian sụp đổ thật ra đông đảo thánh nhân cùng thủy tổ đều đề cập tới dưới tình huống bình thường phá diệt không gian sẽ không sụp đổ nhưng có một loại khả năng đó chính là phá diệt thần thạch trong phá diệt không gian bị lấy đi quá nhiều phá diệt không gian cũng là dựa vào phá diệt thần thạch mới có thể chống đỡ được một khi không có đủ phá diệt thần thạch như vậy không gian phá diệt sẽ lập tức sụp đổ nhưng mà chỉ cần phát hiện loại tình huống này vẫn có thể kịp thời rời khỏi không gian phá diệt nói cách khác mọi người một khi tiến vào trong không gian phá diệt phải tùy thời chú ý không gian phá diệt có thể sẽ đổ sụp dù sao ai cũng không biết lúc nào phá diệt thần thạch trong không gian phá diệt sẽ bị dọn sạch được rồi đi thôi thủy tổ bàn vung tay lên rất nhiều cường giả dưới trướng thủy tổ thánh nhân đều đã bay về phía lối vào không gian tan vỡ mọi người cũng không cần tranh đoạt cửa vào kia quá lớn quá lớn đừng nói là người như vậy cho dù là ngàn vạn người cũng có thể cùng nhau tiến vào lôi đạo và nghiêu ma chúa tể cùng bay về phía cửa động vù sau một khắc lôi đạo cảm giác toàn thân vặn vẹo một hồi cả người đã biến mất trong cửa động không biết lần này phá diệt không gian đến tột cùng có bao nhiêu viên phá diệt thần thạch có lẽ có mấy chục viên có lẽ có trên trăm viên cũng không nhất định có thể mang về bao nhiêu viên phá diệt thần thạch phải xem biểu hiện của những người vấn đạo này rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ đều liếc mắt nhìn nhau song phương rất ăn ý không có sinh ra bất kỳ xung đột gì hiển nhiên vô luận là vị thánh nhân hoặc là thủy tổ nào đối với không gian phá diệt đều vô cùng coi trọng trước khi không có được phá diệt thần thạch ai cũng sẽ không làm khó dễ để tránh đối phương dưới sự điên cuồng phá hủy không gian phá diệt hiện tại song phương nước giếng không phạm nước sông phân biệt rõ ràng hình thành hai đại trận doanh nhưng mà hiện tại không động thủ không có nghĩa là về sau cũng không động thủ một khi những chúa tể đại đế kia ra ngoài ai có thu hoạch to lớn ai lại là hai tay trống trơn đến lúc đó những thánh nhân hoặc là thủy tổ hai tay trống trơn kia ai sẽ làm ra chút gì đó ai cũng không biết còn hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ ông lôi đạo lảo đảo bay ra từ trong thông đạo không gian phá diệt hả nghiêu ma chúa tể đâu lôi đạo nhìn sang bên cạnh không chỉ có nghiêu ma chúa tể không còn mà ngay cả những chúa tể khác hay đại đế cũng không có bốn phía đều trống rỗng thoạt nhìn vô cùng trống trải thông đạo không gian phá diệt vừa rồi là không gian truyền tống có chút giống hơn nữa tựa hồ là ngẫu nhiên truyền tống ngay cả như ma chúa tể cũng không biết đi nơi nào trong lòng lôi đạo trầm xuống nếu như là ngẫu nhiên truyền tống vậy muốn lấy được phá diệt thần thạch kỳ thật càng khó khăn hơn bởi vì vậy phải xem vận khí lần này cường giả như mây cho dù là vấn đạo giả cũng không tính là gì cho dù là người vấn đạo muốn ở trong phá diệt không gian kiếm một chén canh thu hoạch được phá diệt thần thạch đó cũng là khó càng thêm khó bất quá nếu như là tùy cơ hội truyền tống hoàn toàn xem vận khí vậy thì không nhất định rất nhiều đại chủ tể đỉnh tiêm hoặc là đại đế đỉnh tiêm cũng dám tiến vào không gian phá diệt chính là muốn đụng vận khí một khi có người lấy được phá diệt thần thạch trực tiếp rời khỏi không gian phá diệt vậy cũng có thể may mắn bảo vệ được phá diệt thần thạch đúng rồi làm sao rời khỏi không gian phá diệt lôi đạo hơi sững sờ hắn nhớ rõ lúc tiến vào không gian phá diệt là một cánh cửa to lớn có thể dung nạp ngàn vạn người đồng thời tiến vào nhưng bây giờ thì sao cánh cửa đâu lôi đạo không nhìn thấy bất kỳ cánh cửa nào bốn phía đều trống rỗng một màu đen kịt nơi nào có môn hộ gì ta bị ngẫu nhiên truyền tống đến chỗ sâu trong không gian phá diệt không biết cách cánh cửa không gian phá diệt bao xa chỉ có tìm được cánh cửa không gian phá diệt mới có thể rời khỏi không gian phá diệt trong lòng lôi đạo run lên xem ra những tu hành giả muốn gặp may cũng không phải dễ dàng như vậy biện pháp rất đơn giản chính là ngăn chặn cửa lớn ai tới gần cửa lớn liền để cho ai giao ra phá diệt thần thạch đương nhiên Biện pháp này cũng có nhược điểm, đầu tiên, phải có thực lực trấn áp tất cả mọi người, nơi này có đại chủ tể đứng đầu, vấn đạo giả, vấn đạo giả đứng đầu thậm chí bán thánh. Ngay cả Lôi đạo cũng không dám nói có thể ngăn cửa, huống chi là những người khác. Bởi vậy, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, huống chi, một khi chiếm được phá diệt thần thạch, coi như là đại chúa tể, cũng có thể có các loại biện pháp giấu đi, ai cũng không cách nào cảm ứng được phá diệt thần thạch, đến lúc đó tìm như thế nào? Đương nhiên, cũng vẫn có một số đại chúa tể vận khí không tốt đạt được phá diệt thần thạch bị phát hiện đến lúc đó nhất định phải rời đi một khi chạy tới cánh cửa không gian phá diệt liền có khả năng bị cướp đoạt phá diệt thần thạch loại chuyện này không cách nào tránh khỏi lôi đạo biết nhất định sẽ có người làm như vậy nhưng mà chuyện này không liên quan đến lôi đạo chỉ cần không đến cướp đoạt phá diệt thần thạch của hắn là được trước tiên phải tìm được cánh cửa không gian phá diệt đây là quan trọng nhất nếu không một khi không gian phá diệt sụp xuống lại đi tìm cánh cửa chỉ sợ cũng đã muộn lôi đạo vẫn rất tỉnh táo phá diệt thần thạch tất nhiên quan trọng nhưng bảo mệnh tựa hồ quan trọng hơn trước tiên phải tìm được cánh cửa không gian phá diệt sau đó lưu lại ấn ký bất luận là ở đâu trong không gian phá diệt đều có thể cảm ứng được vị trí cánh cửa như vậy mới là biện pháp ổn thỏa nhất vì vậy lôi đạo bắt đầu dùng thần niệm dò xét chỉ là bốn phía hoàn toàn trống rỗng muốn dò xét được cánh cửa của không gian phá diệt cũng không phải là một chuyện dễ dàng chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm từng chút một hà đó là trong lòng lôi đạo nhất động Thần niệm của hắn đột nhiên phát hiện ra một cái gì đó. Dường như có thứ gì đó khó lường đã bị lôi đạo phát hiện ra. Lôi đạo bay tới, trên thực tế nơi này khắp nơi đều là bóng tối, hơn nữa hư không đều sụp đổ, biến thành phá thành mảnh nhỏ. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ triệt để sụp đổ. Mà lôi đạo vừa rồi đã thấy một chỗ đặc thù, trong hư không này, một đạo lại một đạo phá diệt lực, triệt để sụp đổ một chỗ hư không. Lại từ nơi hư không sụp đổ kia, xuất hiện lượng lớn lực lượng phá diệt. Trên thực tế rất nhiều người đều có một nghi vấn, hư không sụp đổ sẽ biến thành cái gì? Hư không sụp đổ, sẽ trở thành hư vô, không thể xuyên qua không gian. Không thể phi hành, tóm lại, chính là không có. Nhưng lại có thể cảm ứng được, mà bây giờ, chỗ hư không này sụp đổ, lại từ bên trong toát ra đại lượng phá diệt chi lực. Chẳng lẽ, lực lượng phá diệt trong đại kiếp nạn kỷ nguyên, chính là xuất hiện như vậy? Điều này gần như lật đổ nhận thức của lôi đạo, khởi nguyên của đại kiếp nạn kỷ nguyên, ai cũng không biết, cho dù là thủy tổ hoặc là thánh nhân cổ xưa nhất cũng giống vậy. Ai cũng không biết khởi nguyên của đại kiếp nạn kỷ nguyên. Chỉ biết một khi đại kiếp nạn kỷ nguyên bộc phát, vậy sẽ có lượng lớn lực lượng phá diệt, những lực lượng phá diệt này mãnh liệt bành trướng, chôn vùi tất cả. Ngay cả thủy tổ, thánh nhân cũng không thể ngăn cản. Còn có một tin đồn, nếu như thánh nhân hoặc là thủy tổ có thể vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên thứ 10, vậy thì có thể hoàn toàn thoát khỏi đại kiếp nạn kỷ nguyên. Không bị lực lượng phá diệt chôn vùi, chân chính tiêu giao trường sinh bất tử bất diệt. Đương nhiên, đây chỉ là một tin đồn, có phải thật hay không, ai cũng không biết. Dù sao, muốn vượt qua 10 lần kỳ nguyên đại kiếp nạn, quá khó khăn, ngay cả cửu kiếp thủy tổ hoặc là cửu kiếp thánh nhân cũng không có, chớ nói chi là vượt qua 10 lần kỳ nguyên đại kiếp nạn. Thủy tổ không đã tương đối lợi hại, vượt qua 7 lần kỳ nguyên đại kiếp nạn, chính là thất kiếp thủy tổ. Nhưng đối mặt với kỷ nguyên đại kiếp nạn lần này, cũng chính là kỷ nguyên đại kiếp nạn thứ 8, cũng cảm giác tỷ lệ vượt qua không lớn đủ thấy đại kiếp nạn kỷ nguyên khủng bố đến cỡ nào mà chỗ kinh khủng nhất của đại kiếp nạn kỷ nguyên chính là lực lượng phá diệt một khi lực lượng phá diệt mãnh liệt mà đến mặc kệ lực lượng mạnh bao nhiêu mặc kệ có bao nhiêu thủ đoạn hết thảy đều không làm nên chuyện gì sẽ bị lực lượng phá diệt triệt để phá hủy mà bây giờ lượng lớn phá diệt chi lực liền từ trong hư không sụp đổ xuất hiện chờ một chút những phá diệt chi lực này sao không khuếch tán ánh mắt lôi đạo hơi ngưng tụ hắn cách khu vực này rất xa hắn cũng không dám tùy tiện tới gần vạn nhất những phá diệt chi lực kia đột nhiên bạo phát thì sao một khi đánh vào trên người lôi đạo cho dù lôi đạo có thủy tổ thần thể đoán chừng cũng gánh không được lôi đạo nhìn thấy những lực lượng phá diệt này chẳng những không có khuếch tán ngược lại dần dần ngưng tụ loáng thoáng tựa hồ có một khối đá xuất hiện hình thức ban đầu đây đây là phá diệt thần thạch lôi đạo vui vẻ trong lòng không ngờ lại gặp phải phá diệt thần thạch nhanh như vậy hơn nữa viên phá diệt thần thạch này hẳn là vừa mới sinh ra cho nên mới hấp thu nhiều phá diệt chi lực như vậy chỉ là có nhiều lực lượng phá diệt như vậy lôi đạo làm sao thu hoạch được phá diệt thần thạch liền thành một chuyện phiền toái hoặc là yên tĩnh chờ đợi đợi đến khi những phá diệt chi lực kia dần dần khuếch tán biến mất sau đó lại đi thu hoạch viên phá diệt thần thạch kia chỉ là ai biết những phá diệt chi lực kia lúc nào sẽ tán loạn biến mất lỡ như là mấy tháng thì sao nói không chừng không gian tan vỡ lực phá diệt cũng không tán loạn hoặc là lôi đạo ra tay thu phá diệt thần thạch lại chỉ là điều này có tính nguy hiểm nhất định lôi đạo nghĩ nghĩ dứt khoát vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể ông sau một khắc lực lượng vực giới của lôi đạo tạo thành lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ lực lượng phá diệt của khu vực này ở trong đó âm nhưng mà lực lượng vực giới của lôi đạo vừa mới đụng phải phá diệt thần thạch lực lượng vực giới liền giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên bị lực lượng phá diệt trong nháy mắt nghiền nát thậm chí còn kéo dài lực lượng lĩnh vực muốn kéo dài về phía lĩnh vực trong cơ thể lôi đạo trong lòng lôi đạo cả kinh lập tức cắt đứt lĩnh vực chi lực lúc này mới không để phá diệt chi lực kéo dài tiến vào trong cơ thể nếu không một khi phá diệt chi lực kéo dài tiến vào trong cơ thể hậu quả khó mà lường được ít nhất thủy tổ thân thể của lôi đạo cùng với vực giới trong cơ thể là tuyệt đối không ngăn được những lực lượng phá diệt này đã từng một tia phá diệt chi lực liền để lôi đạo thần thể tan vỡ hiện tại ở đâu là một tia rõ ràng là một tia trăm ngàn lần không biết có bao nhiêu phá diệt chi lực đây là thật sự sát liền chết lần lượt tử vong nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể nhiễm phải những này phá diệt chi lực. Lực vực giới không thể ngăn cản lực phá diệt, vậy làm sao lấy được viên phá diệt thần thạch này? Lôi đạo có chút phát sầu, nếu bảo hắn từ bỏ viên phá diệt thần thạch này, Lôi đạo lại rất không cam tâm, dù sao đây là viên phá diệt thần thạch đầu tiên hắn gặp được. Hơn nữa, trong không gian phá diệt đến tốt cùng có bao nhiêu viên phá diệt thần thạch, ai cũng không biết, vạn nhất chỉ có mấy viên phá diệt thần thạch thì sao? Bỏ lỡ một viên này Muốn đạt được một viên phá diệt thần thạch tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng ngoại trừ lực lượng vực giới, Lôi Đạo lại có thể nghĩ biện pháp gì? Chủ nhân, dùng quan tài đen thử xem. Bỗng nhiên, trong đầu Lôi Đạo vang lên một trận thanh âm, là thanh âm của tiểu hắc. Quan tài đen? Hai mắt Lôi Đạo tỏa sáng, đúng vậy, quan tài đen, còn quan tài đen thì vô cùng thần bí, gần như không thể bị phá hủy, hơn nữa Lôi Đạo đã xác định quan tài đen là bảo vật dị giới. Nhưng lực lượng phá diệt có thể phá hủy quan tài màu đen hay không? lôi đạo cũng không thể cam đoan. Lỡ như quan tài đen bị tổn hại, vậy thì tổn thất lớn rồi. Hơn nữa một khi quan tài đen bị tổn hại, tiểu hắc cũng sẽ bị thương nặng. Quan tài đen tồn tại thời gian rất dài, có thể là kỷ nguyên trước, thậm chí là kỷ nguyên trước đã đi tới minh giới. Nhất định trải qua đại kiếp nạn kỷ nguyên, lực lượng phá diệt, đoán chừng cũng không làm gì được quan tài đen, huống chi, cỗ thi thể trong quan tài đen kia. Càng là đang dùng lực lượng phá diệt để rèn luyện, lôi đạo cảm thấy quan tài đen hẳn là không sợ phá diệt chi lực. Nhưng đến tột cùng có phải giống như hắn phỏng đoán hay không, còn phải thử một chút mới biết được. Nghĩ tới đây, lôi đạo trực tiếp dịch chuyển hắc quan từ trong vực giới thể nội ra ngoài. Đi, lôi đạo bây giờ cũng có thể thao túng quan tài màu đen, huống chi còn có tiểu hắc phối hợp. Thao túng quan tài màu đen càng thêm dễ dàng, hắc quan hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh về phía đoàn phá diệt chi lực kia. Vù, hắc quan bay vào trong phá diệt chi lực, lập tức, phá diệt chi lực giống như lập tức bị khiêu khích, trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp bao vây hắc quan ở bên trong. Trong lòng lôi đạo giật mình, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những lực lượng phá diệt này, lôi đạo là tự mình kiến thức qua, quả thực không gì không phá, chôn vùi hết thầy. Hiện tại quan tài đen bị lực lượng phá diệt bao vây, đại lượng lực lượng phá diệt ý đồ phá hư quan tài đen, nhưng quan tài đen lại lù lù bất động, mặc cho lực lượng phá diệt ăn mòn, không có chút tổn thương nào. Lợi hại, chẳng qua chỉ là bảo vật dị giới, thậm chí ngay cả phá diệt chi lực cũng không sợ. Trong lòng lôi đạo nhẹ nhàng thở ra, hắc quan không sợ phá diệt chi lực, đây là không thể tốt hơn, như vậy lôi đạo cũng có thể thu hoạch được phá diệt thần thạch. Sau một khắc, lôi đạo trực tiếp mở hắc quan ra. Ông, giờ khắc này, dị biến phát sinh, ngay khi lôi đạo vừa mới mở hắc quan ra, nhất thời, trong hắc quan bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, đem phá diệt chi lực hết thảy đều hút vào trong hắc quan. Định cho ta, may mắn, lôi đạo trước tiên thao túng hắc quan, định trụ, phá diệt thần thạch, nếu không phá diệt thần thạch nói không chừng đều bị hút vào vù lôi đạo vội vàng triệu hồi hắc quan lập tức từ trong hắc quan lấy ra phá diệt thần thạch viên phá diệt thần thạch này có chút nhỏ nhưng trung quy là phá diệt thần thạch hơn nữa bên trong ẩn chứa lực lượng phá diệt hơn nữa là kết tinh của lực lượng phá diệt ẩn chứa lực lượng khủng bố một khi phóng thích ra uy năng không cách nào tưởng tượng đương nhiên dưới tình huống bình thường cho dù là vấn đạo giả đứng đầu cũng đừng mơ tưởng phóng xuất ra uy năng của phá diệt thần thạch có lẽ chỉ có tồn tại cấp độ thánh nhân, thủy tổ mới có thể phóng xuất ra uy năng của phá diệt thần thạch, hoặc là cảm ngộ được lực lượng phá diệt trong phá diệt thần thạch. Đương nhiên, điều này đối với người vấn đạo đỉnh phong mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Dù sao người vấn đạo đỉnh tiêm cũng không cách nào lĩnh hội. Phá diệt thần thạch không có gì hay để xem, đều không khác nhau lắm. Trọng điểm của Lôi Đạo là quan tài đen, nhất là dị động của quan tài đen, lại hút hết lực lượng phá diệt vào trong quan tài đen. Phá diệt chi lực đâu? Lôi Đạo phát hiện trong quan tài đen cũng không có lực lượng phá diệt vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy quan tài đen hút đi tất cả phá diệt chi lực thậm chí ngay cả phá diệt thần thạch cũng suýt chút nữa hút đi lôi đạo tự nhiên sẽ không nhìn lầm nhưng bây giờ trong quan tài đen không có lực phá diệt điểm này lôi đạo vô cùng khẳng định dù sao dù nói thế nào hắn cũng là chủ nhân của quan tài đen bước đầu luyện hóa quan tài đen sao có thể không biết ân chẳng lẽ là trong lòng lôi đạo khẽ động nghĩ tới một loại khả năng hắn lập tức tập trung thần niệm nhìn về phía thi thể trong quan tài đen thi thể dị giới kia thi thể vốn đang bất động tựa hồ ở trong một không gian khác của dị giới hiện tại lại hơi rung động lôi đạo nhìn thấy rất rõ ràng đương nhiên thi thể trung quy là thi thể không có khí tức sinh mệnh sở dĩ thi thể rung động đó là bởi vì lực lượng phá diệt lôi đạo nhìn thấy rất rõ ràng vừa rồi quan tài đen hút đi một lượng lớn phá diệt chi lực đang quấn quanh ở trên thi thể dường như đang rèn luyện cỗ thi thể dị giới này mà thi thể dị giới ở dưới lực lượng phá diệt vẻn vẹn chỉ rung động thôi, thế mà không bị lực lượng phá diệt chôn vùi. Cảnh tượng này khiến lôi đạo chấn động cực lớn. Hắn biết sức mạnh phá diệt đáng sợ đến mức nào. Lực lượng phá diệt, chôn vùi tất cả, hủy diệt tất cả. Ở minh giới, trong đại lục hoang cổ không có lực lượng hoặc cường giả nào có thể chống lại lực lượng phá diệt. Đại kiếp nạn kỷ nguyên vừa đến, lực lượng phá diệt mãnh liệt mênh mông, cho dù là thánh nhân hay thủy tổ cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám cứng đối cứng với lực lượng phá diệt. Thậm chí, có rất nhiều thánh nhân và thủy tổ còn không độ qua đại kiếp nạn kỷ nguyên bị lực lượng phá diệt chôn vùi hoàn toàn vẫn lạc mà bây giờ cỗ thi thể dị giới không có bất kỳ khí tức sinh mệnh này thế mà thật sự đang dùng lực lượng phá diệt rèn luyện ngay cả lực lượng phá diệt cũng không thể thương tổn nó mảy may trong lòng lôi đạo vô cùng chấn động bộ thi thể dị giới này có thể bị phá diệt chi lực rèn luyện tới viên mãn sau đó liền sống lại hay không trong lòng lôi đạo mơ hồ có băn khoăn như vậy dù sao vốn dĩ quan tài đen dùng để chứa thi thể mà thi thể lại là dùng để cho phá diệt chi lực rèn luyện. Một khi rèn luyện đến cực hạn, như vậy thi thể dị giới, sống lại, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Một khi thi thể dị giới này, sống lại, tình cảnh của lôi đạo sẽ rất nguy hiểm. Nhưng muốn lôi đạo từ bỏ cỗ quan tài màu đen này, hắn lại rất không nỡ, cỗ quan tài màu đen này đích thật là một món trí bảo, rất có tác dụng. Xem ra, về sau không thể để cho hắc quan tiếp xúc phá diệt chi lực. Cho dù nhất định phải tiếp xúc phá diệt chi lực, vậy cũng phải chú ý cẩn thận tuyệt đối không thể mở hắc quan ra nếu không bị hắc quan hút vào phá diệt chi lực lại bị thi thể dị giới rèn luyện nói không chừng khi nào đó dị giới thi thể liền ống lại trong lòng lôi đạo đã quyết định chủ ý không phải vạn bất đắc dĩ không thể để cho thi thể dị giới tiếp xúc đến lực lượng phá diệt dù sao thi thể dị giới là nhân tố không thể khống chế vô cùng nguy hiểm lôi đạo tuyệt đối không thể để thi thể dị giới có cơ hội sống lại một viên phá diệt thần thạch tới tay rồi trong tay lôi đạo nắm một viên phá diệt thần thạch lần này vận khí xem như không tệ có thể nhanh như vậy đạt được một viên phá diệt thần thạch, mặc dù trong lúc đó có một ít khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng là thuận lợi thu được phá diệt thần thạch. Tiếp tục tìm kiếm cánh cửa không gian phá diệt, Lôi đạo bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, là người vấn đạo đỉnh phong, thần niệm Lôi đạo bao trùm rất rộng, dù không gian phá diệt rất khổng lồ, thậm chí không gian nơi này cũng bị phá vỡ. Rất nhiều không gian đều vỡ vụn, bất lợi cho thần niệm bao trùm, nhưng Lôi đạo vẫn rất nhanh tìm được cánh cửa không gian phá diệt. Vù, Lôi đạo trực tiếp một bước bay đến trước cửa cuối cùng cũng tìm được rồi lôi đạo lập tức khắc xuống thần niệm ấn ký ở gần cửa bất luận ở nơi nào cũng có thể cảm ứng được ấn ký này đến lúc đó lôi đạo cũng có thể yên tâm tìm kiếm phá diệt thần thạch hơn nữa lôi đạo phát hiện gần cánh cửa không gian bị phá hủy không có người nói cách khác không có người thủ hộ gần đó đều tiến vào chỗ sâu trong phá diệt không gian đi tìm phá diệt thần thạch muốn tìm được phá diệt thần thạch quá khó khăn mà muốn từ trên người những người khác đạt được phá diệt thần thạch càng khó không được phải nghĩ biện pháp tốt nhất có thể bảo đảm ta có thể đạt được tất cả hoặc là phần lớn phá diệt thần thạch. Lần này Lôi đạo mang theo nhiệm vụ mà đến, hắn ít nhất phải thu hoạch được 50 viên phá diệt thần thạch mới được, nếu như có thể, Lôi đạo thậm chí muốn thu hoạch được 100 viên phá diệt thần thạch trở lên, dùng để đổi lấy huyết mạch trên người hai vị thủy tổ. Nhưng nếu dựa theo phương thức hiện tại, như vậy Lôi đạo nhất định chỉ có thể tìm vận may, hắn có thể thu được bao nhiêu phá diệt thần thạch? Một viên hay là hai viên? Cho dù vận khí tốt, 10 viên cũng đã là cao nhất rồi cho nên luân đạo cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa hắn phải nghĩ biện pháp nếu trong không gian phá diệt chỉ có một mình ta thì sao hai mắt lôi đạo tỏa sáng hắn đã nghĩ ra cách nếu trong không gian tan vỡ chỉ có một mình hắn như vậy lôi đạo không cần để ý thời gian có thể chậm rãi tìm kiếm phá diệt thần thạch mà không cần lo lắng phá diệt thần thạch bị người tu hành khác đạt được cũng không cần sợ phá diệt không gian đổ sụp đây thật sự là một biện pháp tuyệt hảo hơn nữa còn có một điểm, lôi đạo biết có bao nhiêu người tiến vào trong không gian phá diệt. Trước đó hắn ở bên ngoài không gian phá diệt đã nhìn kỹ qua, thủy tổ, dưới thánh nhân, tổng cộng có 109 vị đại đế, đại chúa tể. Tất cả đều tiến vào trong không gian phá diệt, 109 vị tu hành giả, tựa hồ, cũng không phải quá khó khăn. Lôi đạo cảm thấy con số này không tính quá lớn. Đương nhiên, lôi đạo không nghĩ tới việc chém giết hết những người tu hành này, hắn còn chưa phát rổ đến mức này. Dù sao, lôi đạo cũng là một người rất đơn thuần, Hắn chỉ thuần túy muốn tu hành thành tựu thủy tổ mà thôi, sẽ không cùng hung cực ác đến vô duyên vô cớ chém giết nhiều người tu hành như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ là trấn áp một đoạn thời gian mà thôi. Dù sao Lôi đạo có vực giới trong cơ thể, hơn nữa trong vực giới trong cơ thể còn có mê giới, chứa bao nhiêu người cũng không sao. Mặc dù sẽ hao phí một ít lực lượng của dị bảo mê giới, nhưng sẽ không trấn áp bao lâu, hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với dị bảo mê giới. Nghĩ tới đây, trong lòng Lôi đạo càng thêm kiên định. Một bên tìm kiếm phá diệt thần thạch một bên tìm kiếm người tu hành. Đây là kế hoạch do Lôi Đạo chế định, kế hoạch này rất đơn giản, cũng không phức tạp, Lôi Đạo chỉ đơn thuần muốn trấn áp những người tu hành này một đoạn thời gian để cho hắn có thể yên tĩnh, không có nỗi lo về sau đi tìm phá diệt thần thạch mà thôi. Vì vậy, Lôi Đạo thi triển ra thần niệm, bắt đầu tìm kiếm phá diệt thần thạch cùng với người tu hành trên phạm vi lớn. Không gian phá diệt không tính là quá lớn, huống chi thần niệm của Lôi Đạo còn có thể bao trùm phạm vi lớn như vậy. Nhưng mà lôi đạo chỉ mãi vẫn không tìm được viên phá diệt thần thạch thứ hai ngược lại là người tu hành lôi đạo rất nhanh đã tìm được người tu hành thứ nhất nam phong chúa tể chính là một vị vấn đạo giả bị thủy tổ triệu đến tiến vào phá diệt không gian tìm kiếm phá diệt thần thạch hơn nữa nam phong chúa tể vận khí rất tốt đến nay cư nhiên đã tìm được hai khỏa phá diệt thần thạch hai viên phá diệt thần thạch có cần rời khỏi phá diệt không gian ngay bây giờ không dù sao một viên phá diệt thần thạch trên thực tế là đủ rồi thủ lao thủy tổ đưa ra vô cùng phong phú nam phong chúa tể có chút do dự một viên phá diệt thần thạch trên thực tế hắn cũng rất thỏa mãn huống chi hiện tại vận khí không tệ đã thu được hai viên chỉ là nam phong chúa tể vẫn còn có chút tham lam nếu có thể đạt được hai viên vậy có lẽ có thể đạt được ba viên bốn viên dù sao hiện tại mới vừa tiến vào phá diệt không gian không lâu ai cũng không biết hắn thu được phá diệt thần thạch như vậy lại tiếp tục tìm kiếm một phen tựa hồ cũng không có vấn đề gì nghĩ tới đây trong lòng nam phong chúa tể hơi định vì vậy tiếp tục bắt đầu tìm kiếm phá diệt thần thạch vù bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện trước người nam phong chúa tể ngươi là lôi chúa tể nam phong chúa tể biến sắc lần này tiến vào không gian phá diệt có một số người tuyệt đối không thể trêu chọc trong đó không thể trêu chọc nhất chính là lôi đạo không nghĩ tới hắn có thể đụng phải lôi đạo mà ở trong không gian phá diệt đụng phải người tu hành khác đây cũng không phải là chuyện tốt gì mặc dù đều là người tu hành minh giới giống nhau Người biết lôi mỗ, lôi chúa tể nói đùa, hiện tại còn có vị chúa tể nào không biết lôi chúa tể. Nam Phong chúa tể cười xấu hổ, lôi đạo là vấn đạo giả đỉnh phong có thể chém chết hóa thân thánh nhân, trước nay chưa từng có, thậm chí có khả năng là sau này cũng không có ai. Trong số những vấn đạo giả ở minh giới, gần như đã trở thành một ngọn núi cao và cột mốc, ai mà không biết. Nếu quen biết là tốt rồi, Nam Phong chúa tể có thu được phá diệt thần thạch không? Không có, vận khí của ta rất kém, không thể tìm được phá diệt thần thạch lôi đạo chỉ là thuận miệng nghi vấn nhưng nam phong chúa tể lập tức liền khẩn trương lôi đạo muốn cướp lấy phá diệt thần thạch của hắn mà nói hắn không có chút sức chống cự nào chỉ có kiệt lực phủ nhận dù sao hắn đặt ở trong bảo vật ai cũng không biết hắn thu được hai viên phá diệt thần thạch không có đạt được phá diệt thần thạch sao cũng được muốn nam phong chúa tể một trận sau một khắc lôi đạo cũng không nhiều lời trực tiếp giáng lâm vực giới trong cơ thể âm um, vực giới trong cơ thể giáng lâm chỉ là lực lượng vực giới trong cơ thể gấp mấy chục lần trong nháy mắt liền chấn áp nam phong chúa tể khiến cho nam phong chúa tể toàn thân đều không thể nhúc nhích nhất là âm thầm uy hiếp thậm chí để nam phong chúa tể cảm giác được khí tức tử vong nam phong chúa tể không nghĩ tới lôi đạo lại lòng dạ độc ác như vậy trực tiếp muốn động thủ với hắn đây là muốn chém giết hắn không lôi chúa tể đừng giết ta ta cho ngươi hết phá diệt thần thạch ta cho ngươi hết ta có hai viên phá diệt thần thạch nam phong chúa tể lập tức kinh hoàng thậm chí không tiếc xuất ra phá diệt thần thạch phá diệt thần thạch cho dù tốt, nhưng lại không giữ được mạng. Chỉ có giữ được mạng, mới có thể có hy vọng thành tựu thủy tổ. Cho nên, tật dưới sinh tử uy hiếp, Nam Phong Chúa Tể lập tức làm ra lựa chọn, lấy ra hai khỏa phá diệt thần thạch. Người có phá diệt thần thạch, hơn nữa còn là hai viên, lôi đạo thoáng buông ra áp chế đối với Nam Phong Chúa Tể. Thế là, Nam Phong Chúa Tể lập tức lấy ra hai viên phá diệt thần thạch, đưa cho lôi đạo. Lôi đạo nhận lấy, nhìn kỹ, quả thật là phá diệt thần thạch lúc này thần sắc lôi đạo liền trở nên có chút cổ quái kỳ thật ta chưa từng nghĩ muốn chém giết nam phong chúa tể ta chỉ là muốn mời nam phong chúa tể ở trong vực giới trong cơ thể ta ngây ngốc một đoạn thời gian mà thôi cái gì không phải vừa rồi ngươi muốn giết ta sao nam phong chúa tể trợn mắt há hốc mồm hắn đột nhiên cảm giác được hắn tựa hồ là làm một chuyện ngu xuẩn hơn nữa là phi thường ngu xuẩn dứt lời vực giới trong cơ thể lôi đạo cuốn một cái trực tiếp cuốn nam phong chúa tể vào vực giới trong cơ thể đồng thời vận dụng mê giới dị bảo bao phủ hắn ở trong mê giới ba viên phá diệt thần thạch hơn nữa hành vi của nam phong chúa tể ngược lại là có thể tham khảo một chút tuy ta không có ý định chém giết những người tu hành này nhưng hù dọa một phen trung quy không sai vì phá diệt thần thạch chỉ có thể ủy khuất những người tu hành này lôi đạo hít một hơi thật sâu trong lòng cũng lập tức hạ quyết tâm chỉ cần có thể có được phá diệt thần thạch như vậy hù dọa một phen người tu hành khác tựa như cũng không tính là đại sự gì vì vậy lôi đạo tiếp tục tìm kiếm phá diệt thần thạch cùng với người tu hành một vị hai vị ba vị bốn vị năm vị theo lôi đạo ở trong không gian phá diệt tìm được càng ngày càng nhiều người tu hành mặc kệ là chúa tể hay là đại đế hoặc hoặc là vấn đạo giả đều giống nhau lôi đạo từng gặp được hết thảy đem chấn áp đương nhiên cũng không tránh được phải hù dọa một phen ở trước mặt sinh tử cơ hồ tất cả người tu hành đều là lựa chọn giống nhau bọn họ sẽ giao ra phá diệt thần thạch đương nhiên điều kiện tiên quyết là có phá diệt thần thạch mà vận khí của lôi đạo dường như đã dùng hết hắn liên tiếp chấn áp mười mấy vị tu hành giả nhưng ngay cả một viên phá diệt thần thạch cũng không thể tìm được thu hoạch của lôi đạo vẫn chỉ có ba viên phá diệt thần thạch hà bỗng nhiên lôi đạo phát hiện phía trước hình như có rất nhiều người tu hành không phải một hai người mà là có mấy chục người tu hành chúa tể đại đế vấn đạo giả đều có dường như đều tụ lại cùng nhau đây chính là thu hoạch lớn lôi đạo không chút do dự bay thẳng về phía trước Vô, sau khi Lôi Đạo đến đây, ánh mắt của đông đảo người tu hành cũng đều đặt trên người Lôi Đạo. Rất nhiều ánh mắt đều rất cảnh giác, hiển nhiên bọn họ đã nhận ra Lôi Đạo. Dù sao, Lôi Đạo cũng khá có độ nhận biết giữa đông đảo người tu hành, gần như tất cả người tu hành đều biết Lôi Đạo chém chết hóa thân thánh nhân. Bọn họ có thể khinh thường bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt sẽ không khinh thường Lôi Đạo. Là Lôi chúa tể, chủ nhân Lôi đã chém chết hóa thân của thánh nhân tới. Thật tốt quá, hắn là người tu hành của minh giới chúng ta, những đại đế vấn đạo giả của đại lục hoang cổ này muốn độc chiếm những phá diệt thần thạch kia chỉ sợ cũng khó khăn không sai nhiều phá diệt thần thạch như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua một số người tu hành minh giới sau khi nhìn thấy lôi đạo đều nhao nhao thở phào nhẹ nhõm trước đó bọn họ rằng co cùng những tu hành giả hoang cổ đại lục kia thật sự là áp lực quá lớn tuy đối mặt phá diệt thần thạch ai cũng không thể tin cho dù trận doanh giống nhau cuối cùng cũng sẽ tranh đoạt chém giết nhưng có một vị vấn đạo giả đỉnh tiêm có thể chém chết hóa thân thánh nhân ở đây, chung quy vẫn có một chút bảo đảm an toàn. Phá diệt thần thạch, hơn nữa còn là mấy chục viên, ánh mắt Lôi đạo sáng lên, lập tức nhìn về phía không gian xa xa theo ánh mắt của mọi người. Trong hư không xa xa có lượng lớn lực phá diệt, những lực lượng phá diệt này tạo thành một khu vực tử vong tuyệt đối, bất cứ ai cũng không dám tiến vào trong đó. Trong khu vực tử vong kia lại dựng dục hơn 20 viên phá diệt thần thạch. Có nhiều phá diệt thần thạch như vậy, Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm: trên mặt lại biểu lộ vô cùng hưng phấn. Khó trách có nhiều người tu hành hội tụ ở đây như vậy. Cũng là vì hơn 20 viên phá diệt thần thạch này, phải biết rằng, lôi đạo ở phá diệt không gian thời gian dài như vậy, tổng cộng mới chỉ đạt được 3 viên phá diệt thần thạch mà thôi. Hiện tại có hơn 20 viên phá diệt thần thạch, làm sao không động tâm? Đương nhiên, nguyên nhân những người tu hành này không trực tiếp động thủ cũng rất đơn giản, nơi đó có lượng lớn lực lượng phá diệt. Bọn họ không thể từ trong lực lượng phá diệt đạt được phá diệt thần thạch. Bởi vậy, Hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ, Lôi Đạo không có lo lắng như vậy, hắn có quan tài đen, tùy thời đều có thể thu được hơn 20 viên phá diệt thần thạch này, nhưng mà hắn cũng không có lập tức hành động. Dù sao, đây là ở trước mắt bao người, mục tiêu của mấy chục người tu hành, Lôi Đạo, không phải là những người tu hành cùng phá diệt thần thạch này sao? Phá diệt thần thạch ở chỗ này, ai cũng không mang đi được. Nhưng những người tu hành này thì khác, lỡ như rời đi, đi đâu tìm trên Lôi Đạo. Lôi Đạo trưởng thở dài một tiếng nói, "Chư vị, gặp phải lôi mỗ coi như các ngươi không được may mắn. Lôi mỗ cũng không muốn làm như vậy, nhưng thời kỳ phi thường thì dùng thủ đoạn phi thường, cho nên chỉ có thể khiến các vị chịu thiệt. Dứt lời, trên người lôi đạo bộc phát ra khí thế cường đại. Ánh mắt bể nghế chúng sinh, giống như thần linh cao cao tại thượng. Hắn gần từng chữ một, chậm rãi nói, chư vị, xin lỗi, giao hết phá diệt thần thạch trên người ra đây, bằng không, giết không tha. Giờ khắc này, lôi đạo phóng xuất ra toàn bộ khí thế, gần như khiến người ta cảm thấy như muốn ngạt thở. Nhưng đây chính là mười mấy tên tu hành giả, bị một mình Lôi Đạo uy hiếp, trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai đáp lại. "Lôi chúa tể, ngươi muốn độc bá những phá diệt thần thạch này?" Bỗng nhiên, có một vị vấn đạo giả mở miệng hỏi. "Không, không chỉ là những phá diệt thần thạch này, còn có phá diệt thần thạch trên người các ngươi, đều lấy ra hết đi." Lôi mỗ so với các ngươi càng cần những phá diệt thần thạch này hơn. Ách, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, lập tức có người đáp lại vù gần như không chút do dự có mấy người vấn đạo trước tiên điên cuồng bay về phía sau bọn họ muốn chạy trốn cho dù trước mặt có hơn 20 viên phá diệt thần thạch nhưng bọn họ lựa chọn đào tẩu trước tiên đã muộn lôi đạo lắc đầu thật ra vừa rồi lực lượng vực giới của hắn điên cuồng khuếch trương bao phủ toàn bộ xung quanh ở trong đó âm um, vực giới trong cơ thể lôi đạo giáng lâm bao phủ mấy chục người tu hành vào trong đó giờ khắc này tất cả người tu hành mặc kệ là đại chúa tể đỉnh tiêm hay là vấn đạo giả thậm chí là vấn đạo giả đỉnh tiêm, mỗi một người đều có cảm giác hãm sâu vũng bùn, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Bọn họ bị trấn áp rồi, mấy chục người tu hành, thế mà bị lôi đạo trấn áp trong nháy mắt. Không, bọn ta cho ngươi, phá diệt thần thạch đều cho ngươi hết. Một số người tu hành cảm thấy tử vong uy hiếp, vì vậy, lập tức lựa chọn đem phá diệt thần thạch đều cho lôi đạo. Dù sao, ở trước mặt sinh mệnh, phá diệt thần thạch lại tính là cái gì? Lôi đạo là kẻ tàn nhẫn chém chết hóa thân của thánh nhân, cho dù giết hết tất cả bọn họ, e rằng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến Lôi Đạo. Bởi vậy, Lôi Đạo nói không giao ra thần thạch thì sẽ giết bọn họ, những người tu hành này gần như đều tin, không có bất kỳ ai dám lấy mạng của mình đi đánh cược. Sau đó, Lôi Đạo lại thu hoạch 16 viên phá diệt thần thạch. Đây chính là tổng cộng có hơn 30 vị tu hành giả, đạt được 16 viên phá diệt thần thạch, tương đương với một nửa người có được một viên phá diệt thần thạch. Cộng thêm 3 viên phá diệt thần thạch trước đó, Lôi Đạo hiện tại tổng cộng có 19 viên phá diệt thần thạch tìm kiếm phá diệt thần thạch, tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy a. À. Lôi đạo có chút cảm khái, hắn cũng không có đi tìm phá diệt thần thạch, không nghĩ tới liền thu được 19 viên phá diệt thần thạch, tựa hồ cũng không phải là khó khăn như vậy. Những người tu hành bị lôi đạo trấn áp có chút im lặng. Đương nhiên, việc thu hoạch được phá diệt thần thạch không khó, đó là bọn họ chăm cay nghìn đắng mới thu được phá diệt thần thạch, hiện giờ đã bị lôi đạo cướp đoạt rồi, còn lôi đạo có thể khó đến mức nào nữa. Bọn họ mới là người khó khăn nhất, rất tốt, Chư vị đều rất phối hợp, vậy thì lại ủy khuất chư vị ở trong vực giới trong cơ thể lôi mỗ thêm một đoạn thời gian đi." Lôi đạo trực tiếp ném hơn 30 vị tu hành giả vào trong vực giới trong cơ thể. Bị mê giới chi lực bao phủ, không có sự cho phép của lôi đạo, những người này không thể thoát khỏi mê giới. 19 viên phá diệt thần thạch, 51 người tu hành. Thu hoạch của lôi đạo khá tốt, nhất là hắn đã trấn áp 51 tu hành giả, còn có 58 tu hành giả một khi tìm được 58 tu hành giả kia, Lôi đạo có thể từ từ tìm kiếm phá diệt thần thạch. Đúng rồi, còn có hơn 20 viên phá diệt thần thạch ở đây. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn không cần chờ đợi phá diệt chi lực biến mất. Ông, sau một khắc, Lôi đạo triệu ra hắc quan, Lôi đạo đã rất có kinh nghiệm, không có mở ra hắc quan, mà là trực tiếp dùng hắc quan hướng phía phá diệt chi lực nơi xa hung hăng đụng tới. Bành, hắc quan hung hăng đâm vào hơn 20 viên phá diệt thần thạch. Những phá diệt thần thạch này hẳn là còn đang thai nghén có thể thai ngén càng lớn, ẩn chứa lực lượng phá diệt càng nhiều. Bất quá, Lôi Đạo căn bản cũng không thèm để ý, hắn cũng mặc kệ những phá diệt thần thạch này còn có thể tiếp tục trưởng thành hay không. Với hắn mà nói, không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy, chỉ cần đã tạo thành phá diệt thần thạch, vậy là được rồi. Hắc Quan đánh bay hơn 20 viên phá diệt thần thạch. Lôi Đạo lại thu lại từng cái vực giới chi lực trong cơ thể, tổng cộng có 23 viên phá diệt thần thạch, cộng thêm 19 viên phá diệt thần thạch trước đó. Lôi đạo hiện tại đã thu hoạch được 42 viên phá diệt thần thạch. Cách mục tiêu thứ nhất của Lôi đạo, 50 viên phá diệt thần thạch, cũng chỉ có 8 viên phá diệt thần thạch. Đúng rồi, thời gian dài như vậy, hình như không gặp được bán thánh. Vận khí của ta thật tốt, bán thánh khó đối phò a. À, thần sắc Lôi đạo có chút ngưng trọng, hắn đã trấn áp 51 người tu hành, nhưng cho đến nay, còn chưa gặp được một vị bán thánh. Nếu gặp phải bán thánh, Lôi đạo muốn trấn áp hắn, chỉ sợ không tránh được một phen tranh đấu đối với bán thánh lôi đạo vẫn tương đối cẩn thận dù sao hắn chưa từng giao thủ với bán thánh đối với việc vực giới trong cơ thể có thể hoàn toàn ngăn cách cảm ứng giữa bán thánh cùng đại lục hoang cổ hay không lôi đạo cũng không có bất kỳ nắm chắc nào dựa theo xác suất trong toàn bộ không gian phá diệt còn lại 58 người tu hành như vậy tỷ lệ lôi đạo gặp phải sẽ càng lúc càng lớn nơi này đã không còn phá diệt thần thạch lôi đạo liền tiếp tục bay về phía trước tiếp tục tìm kiếm phá diệt không gian cút đi Nể tình đồng thời vấn đạo giả ở đại lục hoang cổ, không giết các ngươi." Bán Thánh Nguyên Đế thản nhiên nói với ba vị vấn đạo giả trước mắt. Ba người vấn đạo này cũng không phải dễ đối phó như vậy, ba người đều là người vấn đạo đỉnh tiêm. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, ba vị vấn đạo giả đỉnh tiêm lại sẽ liên thủ trong không gian phá diệt, dưới sự liên thủ của bọn họ, hiếm có địch thủ. Mãi đến khi gặp Bán Thánh Nguyên Đế, ba người bại, hơn nữa bại rất thảm, gần như bại hoàn toàn. Không có bất kỳ sức hoàn thủ nào cũng may mắn nguyên đế niệm tình bọn họ cũng là người vấn đạo giả của đại lục hoang cổ nên không có chém giết bọn họ đương nhiên phá diệt thần thạch trên người bọn họ đều bị nguyên đế cướp đoạt nguyên đế thật là trùng hợp người thế mà cũng ở nơi này lúc này từ đằng xa bay tới một đạo thân ảnh sau khi nhìn thấy nguyên đế mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào đồng đế người cũng đã tới như vậy tam đế khác chỉ sợ cũng không xa a à. trong ánh mắt nguyên đế hiện lên một tia kiên kỳ chuyến đi phá hủy không gian lần này nguyên đế kiêng kỵ ngoại trừ lôi đạo ra chính là tứ đế bốn đế này theo thứ tự là xuân hạ thu đông tứ đế tứ đế chính là tiên thiên thần ma kỷ nguyên này ngay từ đầu đã sinh ra theo thời thế trời sinh đã trưởng quản bốn mùa chính là đại đế trời sinh về sau tứ đế tiến thêm một bước không chỉ trở thành vấn đạo giả càng là chi phí vì bán thánh cách thánh nhân chân chính chỉ kém một bước chỉ tiếc một bước này giống như lạch trời ngăn cản tứ đế nhưng không có ai dám khinh thường tứ đế cho dù là thánh nhân đối với tứ đế trên thực tế cũng đều đối đãi bình đẳng lần này thánh nhân không biết đã phải trả giá bao nhiêu lại có thể mời được tứ đế xuất động tứ đế liên thủ uyên đế cũng không có chút nắm chắc nào cho dù uyên đế rất tự phụ ở trong bán thánh đều thuộc về đỉnh tiêm nhưng đối mặt tứ đế uyên đế vẫn vô cùng kiêng kỵ lúc này ba bóng người còn lại quả nhiên xuất hiện bên cạnh đông đế đây là bốn vị đế tể tụ hai bên lập tức liền rằng co, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Thế nào, các ngươi muốn phá diệt thần thạch trên người bản đế? Nguyên đế bỗng nhiên mở miệng nói, tứ đế xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải là trùng hợp, đây là tứ đế đặc biệt chạy tới, mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là phá diệt thần thạch. Dù là cùng thuộc trận doanh của hoang cổ đại lục, nhưng đối mặt phá diệt thần thạch, lúc nên cướp bọn họ cũng sẽ không nương tay. Nguyên đế có thể đoạt được những người vấn đạo đỉnh tiêm khác, như vậy tứ đế cũng có thể đoạt nguyên đế cuối cùng vẫn phải xem thực lực của ai mạnh hơn thôi. Nguyên đế, lưu lại phá diệt thần thạch đi, chúng ta biết rõ, trên người ngươi có không ít phá diệt thần thạch, nếu không, chúng ta cũng sẽ không đặc biệt chạy tới nơi này. Tứ đế cũng trực tiếp biểu lộ thái độ của bọn họ. Bọn họ chỉ muốn phá diệt thần thạch, thật sao? Trên người bản đế đúng là có không ít phá diệt thần thạch, nhưng các ngươi có bản lĩnh thì cứ lấy đi. Nguyên đế kiêng kỵ thì kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không sợ Tứ đế, thậm chí, hắn còn mơ hồ có chút hưng phấn. Đánh bại Tứ đế đoạt phá diệt thần thạch trên người tứ đế, thu hoạch lần này đại khái là vô cùng phong phú. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm, động thủ là chuyện sớm hay muộn. Ba vị vấn đạo giả đỉnh tiêm bị uyên đế vơ vét không còn, liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn họ cũng không dám dừng lại ở chỗ này, đây chính là đại chiến giữa bán thánh A, nếu bọn họ tiếp tục ở lại đây, nói không chừng sẽ gặp vạ lây. Vẫn nên đi nhanh lên, vì vậy, ba ai vấn đạo giả đứng đầu điên cuồng bay về phía sau, cũng không biết bay bao lâu, bay đến nơi nào. Bỗng nhiên, một âm thanh xa lạ quanh quẩn bên tai bọn họ, ô, lại có ba người tu hành, hình như còn là cá lớn. Ba người đứng đầu vấn đạo, phá diệt thần thạch trên người nhất định không ít. Ở trước mặt ba vị vấn đạo giả đứng đầu, đột nhiên xuất hiện một bóng người, vẻ mặt kinh hỉ nhìn bọn họ. Mà sau khi bọn họ nhìn thấy bóng người này, sắc mặt đại biến, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng đắng chát. Đây là vừa ra khỏi miệng cọp lại vào hang sói a, sớm biết sẽ gặp được vị trước mắt này bọn họ còn không bằng ở lại bên uyên đế chí ít uyên đế sẽ không giết bọn họ nhưng vị trước mắt này thì khác gặp được vị trước mắt này bọn họ có thể sẽ chết lôi lôi chúa tể ba vị vấn đạo giả đứng đầu cẩn thận từng ly từng tí nói vẻ mặt của bọn họ rất xấu hổ ai có thể nghĩ đến thế mà gặp vị hung nhân lôi đạo tiếng tăm hiển hách này hiện tại thanh danh của lôi đạo ở hoang cổ đại lục tuy không tính là cùng hung cực ác nhưng lại đại danh đỉnh đỉnh hung uy hiển hách nhất là đối với tu hành giả trận doanh thần ma của hoang cổ đại lục mà nói lôi đạo càng là cường giả bất luận kẻ nào cũng không muốn đối mặt trong không gian tan vỡ gặp phải lôi đạo bọn họ xui xẻo đến mức nào ba vị vấn đạo giả đứng đầu các ngươi đừng nói là không có phá diệt thần thạch giao phá diệt thần thạch của các ngươi ra đây lôi mỗ có thể không giết các ngươi lôi đạo đứng chắp tay từ tốn nói trong khoảng thời gian này hắn gần như không thu hoạch được gì Vẹn vẹn chỉ trấn áp năm tên tu hành giả mà thôi về phần phá diệt thần thạch một viên cũng không có được. Dù sao, không phải ai cũng vận khí tốt như vậy, có thể đạt được phá diệt thần thạch. Không nghĩ tới hiện tại liền gặp ba vị vấn đạo giả đứng đầu, lôi đạo cảm thấy, đây là hắn lúc đến vận chuyển. Ba vị vấn đạo giả đứng đầu, thực lực như vậy, không có khả năng không có được phá diệt thần thạch. Trong đó một vị vấn đạo giả đứng đầu vẻ mặt cầu xin, thật cẩn thận nói, nếu như ta nói không có phá diệt thần thạch, lôi chúa tể tin hay không? Ánh mắt lôi đạo sững sờ, thản nhiên nói, người cảm thấy lôi mỗ sẽ tin sao? lôi đạo đương nhiên sẽ không tin ba vị vấn đạo giả đứng đầu một viên phá diệt thần thạch cũng không có đây là hù dọa ai vậy đừng nói lôi đạo bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng nhưng chúng ta thật sự không có phá diệt thần thạch ba vị vấn đạo giả đứng đầu tùy ý một năm một mười nói ra hết những chuyện bọn họ vừa gặp phải bọn họ thật sự là thời vận không đủ vừa mới thoát khỏi bán thánh nguyên đế không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải lôi đạo ngoại trừ chi tiết mà nói bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào khác về phần động thủ Bọn họ càng không nghĩ tới, Lôi đạo có thể chém chết hóa thân của thánh nhân, thậm chí không chỉ một bộ, đó là dễ đối phó sao? Thật muốn động thủ, bọn họ có khả năng thật sự sẽ chết. Bán Thánh Nguyên Đế và Tứ Đế đang đại chiến, hai mắt Lôi đạo tỏa sáng. Bán Thánh a, Lôi đạo còn thầm nghĩ, sao vẫn không gặp được Bán Thánh, không ngờ bây giờ lại có tin tức Bán Thánh, hơn nữa còn là lập tức đụng phải năm vị. Nguyên Đế, Lôi đạo đương nhiên đã từng nghe nói, đó là người nổi bật trong Bán Thánh. Về phần tứ đế, Lôi đạo cũng có nghe thấy, chỉ là, lập tức đụng phải năm tôn bán thánh, Lôi đạo chẳng những không lo lắng, sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Năm tôn bán thánh, vậy thì thu hoạch được bao nhiêu phá diệt thần thạch đây? Dù sao Lôi đạo muốn trấn áp 109 người tu hành trong phá diệt không gian. Như vậy cho dù là bán thánh, Lôi đạo sớm muộn cũng phải đối đầu, bây giờ không phải chính là một cơ hội sao? Có thể trực tiếp trấn áp năm tôn bán thánh, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Lôi đạo nhìn ba vị vấn đạo giả đứng đầu trước mặt, bình tĩnh nói: "Các ngươi không có phá diệt thần thạch, vậy thì phải ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian, ở lại trong vực giới trong cơ thể cho tốt, đến lúc đó tự nhiên sẽ thả các ngươi ra ngoài." Thế là, Lôi đạo cũng trực tiếp trấn áp ba vị vấn đạo giả đỉnh tiêm ở trong vực giới thể nội. Vù, sau một khắc, thân ảnh Lôi đạo nhanh chóng bay về phía trước, cùng lúc đó, thần niệm của hắn còn đang nhanh chóng dò xét hư không phía xa. Âm, um, nguyên đế và tứ đế động thủ, hơn nữa còn là ra tay đánh nhau hoàn toàn là cứng đối cứng, thậm chí hai bên đều hiển hóa ra con đường của thánh nhân. Hơn nữa, bán thánh và vấn đạo giả khác nhau, bán thánh còn có thể cảm ứng được đại lục hoang cổ, đồng thời điều động một số lực lượng nào đó của đại lục hoang cổ. Từ điểm này mà xem, bán thánh kỳ thật cũng không khác thánh nhân là bao. Có lẽ chỉ là không có nhiều hóa thân như vậy mà thôi. Không hổ là tứ đế, danh bất hư truyền, uyên đế, người cũng không hổ là bán thánh đỉnh phong, bốn đế chúng ta liên thủ thế mà cũng không áp chế được ngươi, vậy thì tái chiến, hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Nguyên đế và tứ đế đang điên cuồng đại chiến, Bán Thánh có thể điều động lực lượng của đại lục hoang cổ, bởi vậy, song phương chiến đấu cực kỳ thảm thiết, hư không sụp đổ từng mảnh, thể hiện ra lực phá hoại khủng bố. Loại lực lượng cấp độ này, cho dù là vấn đạo giả đỉnh cao cũng không đạt được. Thậm chí, vấn đạo giả đỉnh cấp ở trước mặt chiến đấu như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Đây chính là Bán Thánh, Bán Thánh thật sự là cường đài bỗng nhiên một trận thanh âm truyền vào trong tay tứ đế cùng uyên đế ai uyên đế và tứ đế gần như dừng tay trước tiên ánh mắt hai bên đều nhìn vào trong hư không vừa nhìn đã thấy một bóng người hơn nữa mặc dù bọn họ chưa từng tiếp xúc với bóng dáng này nhưng lại vô cùng quen thuộc lôi đạo vị lôi chúa tể chém chết thánh nhân hóa thân danh chấn hoang cổ đại lục bá ánh mắt uyên đế giống như lưỡi đao nhìn chằm chằm vào lôi đạo lôi đạo người tới thật đúng lúc cũng đỡ cho bản tọa đi tìm ngươi uyên đế nhàn nhạt, nhạt nói tìm ta lôi đạo khẽ híp mắt hắn nghe ra trong lời uyên đế có ẩn ý ngươi được vị thánh nhân nào nhờ vả lôi đạo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giọng điệu bình tĩnh hỏi ngươi hiểu rồi nói cho ngươi biết cũng không sao dù sao ngươi cũng không thể sống sót ra khỏi phá diệt không gian bản tọa là được thánh nhân nguyên nhờ vả muốn ngươi vĩnh viễn ở lại trong phá diệt không gian thánh nhân nguyên quả nhiên là hắn lôi đạo lắc đầu thật ra hắn ta đã suy nghĩ cẩn thận thánh nhân hận hắn ta sâu sắc nhất. Vẫn là thánh nhân nguyên, lúc trước thánh nhân nguyên là lần đầu tiên bị lôi đạo chém chết thánh nhân hóa thân, thậm chí chuyển khắp toàn bộ hoang cổ đại lục, để thánh nhân nguyên trở thành trò cười của hoang cổ đại lục. Chuyện này, mặc dù có sư tôn thủy tổ không ra mặt, nhưng thánh nhân nguyên làm sao có thể thật sự buông xuống. Căn bản không có khả năng, thánh nhân nguyên chỉ đang tìm kiếm cơ hội mà thôi, mà lần phá diệt không gian này, thánh nhân nguyên cảm thấy chính là một cơ hội. Bởi vậy, không tiếc bất cứ giá nào, mời bán thánh nguyên đế tới đối phó lôi đạo. Thánh nhân nguyên, cần gì phải thế? Ta chỉ là một người tu hành bình thường ở minh giới mà thôi, hóa thân lúc trước chém chết thánh nhân nguyên cũng hoàn toàn là hiểu lầm và ngoài ý muốn. Cùng lắm thì ta nhận lỗi với thánh nhân nguyên là được. Sao đường đường là thánh nhân mà vẫn luôn canh cánh trong lòng? Tâm nhãn này cũng quá nhỏ, lôi đạo chẳng biết nói gì. Theo hắn thấy, một thánh nhân, nhìn chằm chằm một người tu hành bình thường, đây là chuyện gì? Cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, lúc trước hắn chém chết hóa thân thánh nhân nguyên rõ ràng chính là một hiểu lầm nhưng không biết sao thánh nhân nguyên lại ghi hận trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng thậm chí không tiếc trả bất cứ giá nào cũng muốn mời uyên đế ra đối phó lôi đạo im ngay đại lục hoang cổ ta đường đường là thánh nhân há có thể để một tên vực ngoại thiên ma như ngươi chửi bới tứ đế ta cầm trong tay lệnh của thánh nhân nguyên chỉ cần các ngươi ra tay phối hợp chém giết lôi đạo thánh nhân nguyên cũng bằng lòng đáp ứng các ngươi một điều kiện điều kiện gì cũng đáp ứng ít nhất so với các ngươi đạt được phá diệt thần thạch thì dễ dàng hơn nhiều đây cũng là hứa hẹn chính miệng thánh nhân nguyên làm ra cũng là vì có thể không sơ hở chém giết lôi đạo thánh nhân nguyên mới có thể làm ra hứa hẹn như vậy trả giá thật lớn tứ đế liếc mắt nhìn nhau hiển nhiên có chút động tâm đây chính là một lời hứa của thánh nhân nguyên bọn họ đánh nhau đến chết không phải vì muốn phá hủy thần thạch sao mà phá diệt thần thạch dùng để làm gì đương nhiên là để thánh nhân đổi lấy bảo vật khác của thánh nhân thậm chí là diễn hóa con đường của thánh nhân Hiện tại đã có thánh nhân nguyên hứa hẹn, bọn họ chỉ cần phối hợp uyên đế chém giết lôi đạo, vậy có thể đạt được thánh nhân nguyên hứa hẹn. Cái này so với vờ vét phá diệt thần thạch còn dễ dàng hơn nhiều. Nguy hiểm duy nhất chính là thực lực của lôi đạo. Dù sao lôi đạo cũng đã từng chém chết hóa thân của thánh nhân, thực lực mạnh mẽ biết bao. Vấn đạo giả đứng đầu còn xa mới bằng được. Có lẽ lôi đạo đã sánh ngang bán thánh, thậm chí vượt qua bán thánh bình thường. Nhưng lôi đạo chỉ là người tu hành minh giới, chưa từng nghe nói minh giới có thể sinh ra bán thánh. Huống chi, cộng thêm Nguyên Đế, bọn họ có tới 5 vị bán thánh, chẳng lẽ còn không đối phó được một Lôi đạo? Bá, tứ đế lập tức nhìn về phía Lôi đạo, thân hình bắt đầu dần dần tản ra, vây Lôi đạo vào giữa. Bọn họ đã trực tiếp dùng hành động làm ra lựa chọn. Không sai, đây mới là lựa chọn chính xác, khóe miệng Nguyên Đế lộ ra vẻ tươi cười, các ngươi muốn vây giết ta? Lôi đạo cảm thấy rất ngạc nhiên, các ngươi chắc chắn muốn vây giết Lôi Mỗ. Không sai, vừa rồi ngươi không phải đều đã nhìn thấy sao? Các ngươi có chắc Lôi Mộ đã từng chém chết hóa thân của thánh nhân không? Biết thì sao, không biết thì sao, chúng ta đã dám động thủ, tự nhiên đều biết. Lôi đạo minh bạch, hoàn toàn minh bạch, năm tôn bán thánh này là có nắm chắc. Lập tức, sâu trong nội tâm Lôi đạo cũng trở nên căng thẳng. Năm tôn bán thánh này ở dưới tình huống biết rõ hắn có thể chém chết thánh nhân hóa thân, lại vẫn muốn động thủ với hắn, cái này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, bọn họ rất hiểu rõ Lôi đạo, cũng có đủ nắm chắc đối phó với Lôi đạo bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ có đầy đủ lòng tin bởi vậy nên lo lắng chính là lôi đạo được rồi hiện tại cũng không cần kiếm cớ cùng lý do bất quá ta tựa hồ có chút khinh thường lôi đạo mơ hồ có chút hối hận bán thánh a hắn cho tới bây giờ đều chưa từng tiếp xúc qua bán thánh hiện tại muốn vây giết hắn vậy khẳng định là có nắm chắc vạn toàn mà lôi đạo thì sao lại còn ngu ngốc chủ động xông tới đây là tâm trí bị tham lam che mờ vì phá diệt thần thạch lôi đạo mới chủ động đến nơi này bây giờ nghĩ lại thật sự là quá tham lam đối mặt với năm vị bán thánh đang trong tình thế bắt buộc lôi đạo quá liều lĩnh nhưng việc đã đến nước này lôi đạo cho dù muốn trốn cũng không trốn được đã như vậy cũng chỉ có thể liều mạng động thủ sau một khắc nguyên đế động thủ hắn lập tức điều động lực lượng của hoàng cổ đại lục ra trì ở trên người cùng lúc đó tứ đế cũng có động tác tương tự điều động lực lượng của hoàng cổ đại lục ra trì ở trên người mình lập tức lôi đạo giống như cảm giác đối mặt với thánh nhân năm tôn bán thánh này điều động lực lượng của hoang cổ đại lục. Giờ này khắc này, không khác gì thánh nhân chân chính. Bán thánh, có đôi khi, chính là thánh nhân chân chính. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó cắn răng, trầm giọng giận dữ hết. Không, ta tuyệt đối không thể để các ngươi thực hiện được. Muốn điều động lực lượng của đại lục hoang cổ, ngăn cách cho ta, vực giới giáng lâm. Âm ầm sau một khắc, lôi đạo gầm nhẹ một tiếng, vực giới trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Dòng dã 15 lần lực lượng vực giới, trong nháy mắt giáng lâm. Bán thánh, Lôi đạo không dám khinh thường bất kỳ một vị bán thánh nào. Thậm chí, Lôi đạo còn coi trọng bán thánh hơn cả thánh nhân hóa thân, dù sao, thánh nhân hóa thân, cuối cùng chỉ là hóa thân mà thôi, nguyên thần thánh nhân đều ký thác vào hư không của Hoang Cổ Đại Lục, chung quy là có tính cực hạn. Nhưng bán thánh thì khác, nguyên thần của bán thánh vẫn còn ở trong cơ thể, thông qua nguyên thần câu thông với Hoang Cổ mang đến, vậy không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều so với thánh nhân thông qua hóa thân để câu thông với Đại Lục Hoang Cổ. Cho dù đối phương là thánh nhân, cho nên nơi đạo không dám phớt lờ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó âm âm sau một khắc năm tôn bán thánh phảng phất cảm giác được trời đất quay cuồng bọn họ tựa hồ thoáng cái liền bị vây ở trong một phương thế giới nào đó thậm chí ngay cả liên hệ giữa bọn họ cùng hoang cổ đại lục đều như có như không tại sao có thể như vậy nguyên đế người có thể cảm ứng được hoang cổ đại lục không cảm ứng của chúng ta rất mơ hồ lực lượng của hoang cổ đại lục đều không thể gia trị ở trên người chúng ta không hổ là Lôi chúa tể có thể chém chết Hóa Thân Thánh Nhân. Nếu như ta đoán không sai, đây là thế giới hắn tu luyện ra. Có thể hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa Hóa Thân Thánh Nhân cùng Đại Lục Hoang Cổ, cho nên hắn mới có thể chém chết Hóa Thân Thánh Nhân. Năm Tôn Bán Thánh không hổ là bán thánh, nhất là Uyên Đế, lập tức nhìn ra thủ đoạn của Lôi Đạo. Chính là bởi vì vực giới trong cơ thể Lôi Đạo, cho nên Lôi Đạo mới có thể chém chết Hóa Thân của Thánh Nhân. Ngăn cách liên hệ giữa Hóa Thân của Thánh Nhân và Đại Lục Hoang Cổ hóa thần thánh nhân cũng chỉ là vấn đạo giả đứng đầu cường đại hơn một chút mà thôi, tự nhiên có thể bị lôi đạo dễ dàng chém giết. Cái gì, hắn có thể ngăn cách liên hệ giữa chúng ta với hoang cổ đại lục? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Phải tranh thủ thời gian xé rách thế giới của hắn, nếu không, hôm nay chúng ta có thể đều sẽ chết. Tứ đế lập tức khẩn trương, bọn họ thậm chí cảm giác được khí tức tử vong, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ rất có thể sẽ chết. Các vị, các người cũng đừng quên, chúng ta là bán thánh. Ở một mức độ nào đó, chúng ta càng có ưu thế hơn so với thánh nhân, bởi vì chúng ta còn có nguyên thần. Lôi đạo muốn dựa vào một thế giới, ngăn cách liên hệ giữa chúng ta cùng đại lục hoang cổ, có thể sao? Không muốn chết, đều nguyên thần xuất khiếu, lợi dụng nguyên thần câu thông với đại lục hoang cổ, gia trì lực lượng của đại lục hoang cổ, xé rách thế giới của hắn. Nguyên đế hét lớn một tiếng, dùng nguyên thần, đây là muốn liều mạng a hát, tứ đế liếc mắt nhìn nhau, nguyên thần chính là căn bản của bọn họ, phàm là đại đế của đại lục hoang cổ, tu luyện ra nguyên thần thần ma nguyên thần đều là căn bản trong căn bản nguyên thần phàm là có một chút tổn thương đó chính là tổn thương căn cơ về sau cả đời cũng đừng nghĩ nguyên thần ký thác hư không thành tựu thánh nhân thậm chí nguyên thần có một chút tổn thương thực lực của bọn họ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều cho nên bình thường không đến vạn bất đắc dĩ là không có thần ma nguyện ý vận dụng nguyên thần một khi vận dụng nguyên thần đó chính là liều mạng chân chính chỉ là hiện tại loại tình huống này không dùng nguyên thần cũng không được chỉ có vận dụng nguyên thần mới có thể một lần nữa cảm ứng được hoang cổ đại lục từ đó điều động lực lượng hoang cổ đại lục gia trì nếu không không có lực lượng của hoang cổ đại lục gia trì những bán thánh bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là vấn đạo giả đỉnh tiêm sánh năng bình thường mà thôi xa xa không phải đối thủ của lôi đạo ông sau một khắc nguyên đế cùng với tứ đế tổng cộng có 5 tôn bán thánh không chút do dự lập tức nguyên thần xuất khiếu lập tức lôi đạo thấy được năm đạo thân ảnh hiện lên trên đỉnh đầu bọn họ cùng lúc đó nam đạo thân ảnh này một khi hiện lên lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được đối phương dường như cùng đại lục hoang cổ liên hệ lại tăng cường mấy lần âm âm vực giới trong cơ thể lôi đạo kịch liệt chấn động nguyên thần của năm tôn bán thánh điều động lực lượng của hoang cổ đại lục nhất thời lực lượng của hoang cổ đại lục trong nháy mắt giáng lâm gia trì ở trên người bọn họ năm tôn bán thánh lúc này có lực lượng của hoang cổ đại lục gia trì liền biến thành bán thánh chân chính xoẹt vực giới trong cơ thể lôi đạo cũng không chịu nổi năm vị bán thần oanh kích vực giới bị xé mở một lỗ hồng. Thân ảnh năm vị bán thánh sẽ từ lỗ hồng bay ra ngoài. Lôi đạo biến sắc, đây là lần đầu tiên vực giới trong cơ thể hắn không có hiệu quả. Quả nhiên, bán thánh không hổ là bán thánh, ở một mức độ nào đó, quả thực còn mạnh hơn cả hóa thân của thánh nhân. Vẻ mặt lôi đạo nghiêm túc, hắn đã sớm đoán được bán thánh là chân thân, mà thánh nhân là hóa thân, thậm chí là hóa thân bình thường nhất. Lôi đạo có thể chém chết hóa thân của thánh nhân, cũng không nhất định có thể đánh bại bán thánh. Một màn trước mắt, không thể nghi ngờ đã chứng thực phỏng đoán của lôi đạo vực giới trong cơ thể hắn quả thực rất mạnh thậm chí nếu mạnh hơn một chút ví dụ như đạt tới trình độ gấp 200 lần vực giới vậy cho dù là năm tôn bán thánh vận dụng nguyên thần cũng đừng mơ tưởng cảm ứng được hoang cổ đại lục cho nên không phải vực giới của lôi đạo không mạnh mà là lôi đạo không đủ mạnh chỉ là bán thánh mạnh hơn nữa đối phương cũng đã liều mạng lôi đạo còn dám giữ lại cái gì bán thánh a xin lỗi lôi đạo hít một hơi thật sâu bán thánh có át chủ bài, lôi đạo sao lại không có át chủ bài? Mê giới, chân áp, sau một khắc, lôi đạo vận dụng dị bảo mê giới, lập tức, lực lượng mê giới tràn ngập trong vực giới trong cơ thể. Lập tức triệt để bao quát năm tôn bán thánh. Ông, một trận trời đất quay cuồng, năm tôn bán thánh phảng phất như lập tức tiến vào trong một tòa lồng giam phong bế, bọn họ không cách nào cảm ứng được hoang cổ đại lục. Thậm chí, bốn phương tám hướng đều có lực lượng khủng bố, nghiền ép về phía bọn họ. Răng rắc, một trong tứ đế có một vị bán thánh, nguyên thần của hắn kêu thảm một tiếng. Nguyên bản trong nguyên thần thông thấu không tỉ vết, lại xuất hiện một vết giàn. Chỉ một vết nứt đã khiến cho vị bán thánh này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây chính là nguyên thần, chính là căn bản của thần ma, bị nhận lấy một chút xíu tổn thương, loại thống khổ này cũng khó có thể tưởng tượng, huống chi còn là một vết rách. Răng rắc răng rắc, sau một khắc, càng nhiều bán thánh kêu thảm lên. Năm tôn bán thánh, nguyên thần đều xuất hiện vết rách, một khi xuất hiện vết rách, nguyên thần muốn khôi phục lại, chỉ sợ cũng cần ngàn năm vạn năm thậm chí cũng không nhất định có thể khôi phục hơn nữa cho dù khôi phục vậy cũng có di chứng cả đời cũng không cách nào thành thánh điều này đối với bán thánh mà nói mới là đả kích lớn nhất tại sao có thể như vậy có thể chúng ta sẽ chết thật nguyên thần của chúng ta bị trọng thương cho dù khôi phục muốn trở thành thánh nhân đó cũng là người si nói mộng nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết chết rồi vậy thì thật sự không còn hy vọng gì nữa lôi chúa tể chúng ta nguyện ý giao ra tất cả phá diệt thần thạch xin ngài dơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một mạng cuối cùng năm vị bán thánh cầu xin tha thứ bọn họ thật sự cảm nhận được khí tức tử vong nếu như loại lực lượng này tiếp tục không ngừng như vậy bọn họ rất có thể sẽ chết phù ngay sau đó ngay cả lôi đạo cũng thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn thoáng qua dị bảo mê giới trong tay trong thời gian ngắn ngủi này dị bảo mê giới thế mà liền thu nhỏ lại một vòng năng lượng ẩn chứa bên trong cũng ít đi rất nhiều đây chính là cái giá phải trả để trấn áp năm tôn bán thánh. Dù sao, đây là năm tôn bán thánh, mê giới dị bảo muốn trấn áp năm tôn bán thánh, năng lượng tiêu hao kia cũng vượt xa bất luận người vấn đạo đỉnh tiêm nào, dù sao, mê giới dị bảo đối kháng không chỉ là bán thánh đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là đối kháng chính là lực lượng của Hoang Cổ Đại Lục. Nếu không, mê giới dị bảo cũng sẽ không tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Lôi đạo trực tiếp thu dị bảo mê giới, hắn thật sự đau lòng, mê giới dị bảo tuyệt đối không thể tiêu hao hết nếu không lôi đạo lấy cái gì để thúc giục hắc quan muốn khởi động hắc quan cũng cần đại lượng năng lượng cho đến trước mắt chỉ có mê giới dị bảo có thể khởi động hắc quan hơn nữa mê giới dị bảo một khi tiêu hao hết lôi đạo mê giới cũng triệt để tán loạn vì trấn áp năm tôn bán thánh lôi đạo cũng phải trả một cái giá cực lớn mê giới dị bảo không thể lại dễ dàng vận dụng nói tới nói lui vẫn là thực lực không đủ vực giới trong cơ thể ta hẳn là muốn lại khuếch trương lần nữa tốt nhất khuếch trương đến 200 lần còn có thủy tổ thần thể, một thành thủy tổ thần thể xa xa không đủ, được hai thành thủy tổ thần thể. Lôi đạo thấp giọng thì thào, trong đầu cũng hiện lên rất nhiều ý niệm. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Lôi đạo vẫn phải đối mặt với hiện thực. Hiện tại hắn không có nhiều tuổi thọ như vậy, Lôi đạo thu hồi dị bảo mê giới, vẫn dùng vực giới trong cơ thể trấn áp năm tôn bán thánh. Hiện tại nguyên thần của năm tôn bán thánh đều bị trọng thương, không dám vận dụng nguyên thần, như vậy vực giới trong cơ thể Lôi đạo có thể dễ dàng trấn áp bọn họ. Chư vị phá diệt thần thạch của các ngươi đâu nguyên đế và tứ đế liếc mắt nhìn nhau dưới loại tình thế này bọn họ cũng không thể không cúi đầu thế là năm người đều lấy phá diệt thần thạch ra lôi đạo nhìn kỹ lập tức mở cờ trong bụng một mình nguyên đế lấy ra 32 viên phá diệt thần thạch mà tứ đế lại lấy ra 41 viên năm viên phá diệt thần thạch của bán thánh cộng lại tổng cộng có 73 viên đây là một thu hoạch khổng lồ trước đó lôi đạo đã thu hoạch 42 viên phá diệt thần thạch cộng thêm 73 viên hiện tại Tổng cộng có 115 viên phá diệt thần thạch. Đây gần như đã hoàn thành mục tiêu mà Lôi đạo đặt ra khi đi tới không gian phá diệt, đó chính là có thể đạt được 100 viên phá diệt thần thạch, hiện tại thậm chí đã vượt qua 100 viên phá diệt thần thạch. Mà điều này còn chưa kết thúc, Lôi đạo còn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều phá diệt thần thạch. Năm tôn bán thánh các ngươi, trước tiên ở trong vực giới trong cơ thể Lôi Mỗ ngây ngốc một đoạn thời gian, chờ sau khi rời khỏi không gian phá diệt, Lôi Mỗ tự nhiên sẽ thả các ngươi. Thế là Lôi Đạo trực tiếp trấn áp 5 tôn bán thánh vào trong vực giới trong cơ thể. Cộng thêm 5 bán thánh, Lôi Đạo hiện tại đã trấn áp 64 tu hành giả, khoảng cách trấn áp 109 tu hành giả cũng không còn bao xa. Nhìn 115 viên phá diệt thần thạch trong tay, Lôi Đạo có chút do dự. Đã hoàn thành mục tiêu nhỏ, 100 viên phá diệt thần thạch, đủ để giao dịch với hai vị thủy tổ huyết mạch, tiếp theo có phải tiếp tục hay không? Lôi Đạo nghĩ nghĩ, đây vẻn vẹn chỉ là mục tiêu nhỏ mà thôi, hắn còn có mục tiêu lớn. 115 viên phá diệt thần thạch đều ở trong tay Lôi Đạo, nhưng phá diệt không gian lại không có dấu hiệu bất ổn chút nào. Điều này nói rõ, lần này trong phá diệt không gian chỉ sợ có rất nhiều phá diệt thần thạch. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, huống chi hai loại thủy tổ huyết mạch liền có thể để Lôi Đạo thỏa mãn. Không, Lôi Đạo sẽ không thỏa mãn, thủy tổ ở trong hoang cổ đại lục cũng không ít, chỉ cần Lôi Đạo có đầy đủ phá diệt thần thạch, sợ không giao dịch được huyết mạch thủy tổ. Cứ quyết định như vậy đi tiếp tục tìm kiếm phá diệt thần thạch trong lòng lôi đạo hạ quyết tâm tiếp tục tìm kiếm trong không gian phá diệt bên ngoài không gian bị phá hủy rất nhiều thánh nhân thủy tổ đều đang nhắm mắt dưỡng thần bọn họ dường như cũng không nóng nảy mặc dù bây giờ đã qua thời gian một tháng nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào đi ra dưới tình huống bình thường tiến vào phá diệt không gian mấy ngày hẳn là có người đi ra coi như vận khí không tốt hoặc là phá diệt thần thạch rất ít nhưng thời gian một tháng hẳn là cũng có người đi ra còn bây giờ thì sao không có, một người tu hành cũng không đi ra, bất kể là thần ma hay là chúa tể đều giống nhau, không có bất kỳ người nào rời khỏi phá diệt không gian. Tựa hồ có điểm gì là lạ, thời gian dài như vậy, dù nói thế nào, cũng có thể có người đi ra. Chẳng lẽ, trong không gian phá diệt xuất hiện biến cố gì? Thủy tổ nhíu mày, ánh mắt của hắn càng là khẽ đảo qua trên người đông đảo thánh nhân, phá diệt không gian dù sao cũng là ở hoang cổ đại lục, ai biết những thánh nhân này có chuẩn bị gì ở sau hay không? Không ai nói rõ được hiện tại thời gian dài như vậy, không có bất kỳ người nào đi ra, bản thân đã rất cổ quái. Có lẽ là do thần thạch bị phá hủy quá ít, thậm chí ngay cả 10 viên thần thạch bị phá hủy cũng không có. Hiện tại những đại chủ tể, người vấn đạo của chúng ta đang cố gắng đạt được một viên thần thạch bị phá hủy, cho nên mới không đi ra. Có những thủy tổ khác chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng này. Dù sao, ai cũng không biết trong phá diệt không gian đến tột cùng có bao nhiêu phá diệt thần thạch, vạn nhất chỉ có mười mấy viên thậm chí mấy viên thì sao cũng có thể hiện tại thủy tổ các thánh nhân cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đừng vội thủy tổ bàn phải có lòng tin với lôi đạo thủy tổ không ngược lại có vẻ rất bình tĩnh lôi đạo thủy tổ bàn khẽ cười nói đúng vậy có thể chém chết hóa thân của thánh nhân lôi đạo có thể coi là kỳ tích lớn nhất của trận doanh minh giới chúng ta lúc trước hắn nói muốn 50 viên phá diệt thần thạch đổi lấy huyết mạch trên người chúng ta cũng chưa chắc là ý nghĩ hão huyền thủy tổ không rất có lòng tin với lôi đạo lúc này mới một tháng không có người đi ra vậy liền chứng minh chỉ ít bên trong còn không có nguy hiểm gì phá diệt không gian cũng không có dấu hiệu sụp đổ lôi đạo vừa ra lập tức bảo vệ lôi đạo mấy vị thánh nhân của đại lục hoang cổ kia đang nhìn chằm chằm lôi đạo ánh mắt thủy tổ không lạnh như băng nhìn mấy thánh nhân kia nhất là thánh nhân nguyên hiển nhiên đã động sát cơ với lôi đạo thủy tổ không yên tâm đi có một vị thất kiếp thủy tổ như ngươi còn có nhiều thủy tổ như chúng ta những thánh nhân kia có thể làm gì lôi đạo Thủy tổ bàn từ tốn nói, lộ ra vẻ rất tự tin. Bọn họ giao phong với thánh nhân nhiều lần như vậy, lần nào rơi xuống hạ phong? Thánh nhân thật sự dám khai chiến vì phá diệt thần thạch? Bọn họ cũng không sợ, hả? Phá diệt không gian, hình như muốn đổ sụp. Bỗng nhiên, thủy tổ bàn phát hiện không gian tan vỡ đang chấn động. Không gian bắt đầu chấn động, điều này nói rõ, không gian phá diệt không trèo chống được bao lâu, có người sắp ra rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt thủy tổ không ngưng trọng nói. Giờ khắc này, mặc kệ là thủy tổ hay là thánh nhân, đều lập tức khẩn trương lên. Gắt gao nhìn chằm chằm lối đi không gian phá diệt kia. Lại một tôn bán thánh, nhưng mà, tôn bán thánh này cũng quá thảm đi, vẻn vẹn chỉ thu hoạch được một viên phá diệt thần thạch. Lôi đạo lại trấn áp một bán thánh, suốt một tháng, đây là bán thánh thứ 9 mà lôi đạo đụng phải. Trên thực tế, bán thánh cũng gần như là số lượng này, lần này tiến vào không gian phá diệt chỉ có 9 vị bán thánh. Hiện tại tất cả đều bị lôi đạo trấn áp mà vị bán thánh trước mắt này là bán thánh thảm nhất mà Lôi đạo nhìn thấy trong không gian phá diệt, thế mà chỉ thu được một viên phá diệt thần thạch. Nếu không phải đối phương thật sự sắp bị Lôi đạo chém giết cũng không nhả ra, Lôi đạo thật sự cho rằng đối phương muốn phá diệt thần thạch mà không cần tính mạng. Nhưng mà trên thực tế, đối phương thật sự chỉ thu hoạch một viên phá không thần thạch. Thống kê Lôi đạo một chút, cho đến bây giờ, hắn đã thu được 161 viên phá diệt thần thạch, về phần người tu hành, Lôi đạo càng trấn áp 103 người tu hành. Nhưng mà, trên thực tế 103 người tu hành này cũng chính là tất cả người tu hành. Còn có 6 người tu hành, đều đã ngã xuống. Mấy vị bán thánh bị lôi đạo trấn áp đều đã chém giết một vài tu hành giả, cộng lại chính là 6 vị. Cho nên, lôi đạo hiện tại đã trấn áp tất cả những người tu hành còn sống sót tiến vào trong không gian phá diệt. Toàn bộ không gian phá diệt, hiện tại chỉ còn lại một mình lôi đạo. Nhưng lôi đạo đã tìm tòi hơn phần nửa không gian phá diệt. Cuối cùng còn có thể tìm được phá diệt thần thạch hay không, lôi đạo cũng không rõ ràng lắm nhưng lôi đạo vẫn phải tiếp tục tìm kiếm phá diệt thần thạch lại hao phí mấy canh giờ hai mắt lôi đạo sáng ngời hắn thấy được trong hư không phía trước có lượng lớn lực lượng phá diệt bên trong dựng dục khoảng 13 viên phá diệt thần thạch lôi đạo dùng hắc quan trực tiếp mang ra 13 viên phá diệt thần thạch này lôi đạo phá diệt thần thạch tổng cộng đạt đến 174 viên âm âm lôi đạo vừa mới chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nhưng theo hắn đem 13 viên phá diệt thần thạch này thu vào vực giới trong cơ thể toàn bộ hư không đều đang kịch liệt dung chuyển mảng lớn mảng lớn hư không đều triệt để sụp đổ còn có lực lượng phá diệt đang tàn phá bừa bãi đây là không gian phá diệt sắp sụp đổ lôi đạo giật mình lập tức nghĩ đến một khả năng nào đó đó chính là không gian tan vỡ sụp đổ chỉ có phá diệt không gian sụp đổ mới có động tĩnh lớn như vậy nghĩ đến không gian tan vỡ lôi đạo không do dự nữa lập tức bay về phía cửa lớn của không gian tan vỡ phá diệt không gian sụp đổ còn cần thời gian nhất định bởi vậy lôi đạo cũng không có quá gấp gáp rất nhanh hắn đã đi tới cánh cửa của phá diệt không gian nên rời đi rồi sau một khắc lôi đạo không do dự nữa đột nhiên nhảy qua cánh cửa trực tiếp bước vào trong cánh cửa không gian tan vỡ bên ngoài không gian tan vỡ rất nhiều thánh nhân và thủy tổ đều nhìn chằm chằm cánh cửa không gian tan vỡ hiện tại không gian phá diệt chấn động càng ngày càng lợi hại hiển nhiên là sắp sụp đổ mà phá diệt không gian một khi sụp đổ mặc kệ những người tu hành bên trong đến tột cùng có đạt được phá diệt thần thạch hay không bọn họ nhất định sẽ nắm chặt thời gian rời khỏi phá diệt không gian. Cho nên, thân đạo phá diệt không gian, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người tu hành. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ biết tình huống thực tế trong phá diệt không gian, nhìn xem lần này, mọi người thu hoạch đến tột cùng có bao nhiêu. Chỉ là, chờ trái đợi phải, trong thông đạo phá diệt không gian vẫn không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của rất nhiều thánh nhân, thủy tổ đều rất khó coi. Hiển nhiên, bọn họ cũng mơ hồ nhận thấy được, trong không gian phá diệt có khả năng đã xảy ra chuyện. Nếu không, thời gian dài như vậy, thậm chí phá diệt không gian đều sắp sụp đổ, sẽ không có người rời khỏi phá diệt không gian. Nhưng sự thật chính là như thế, không có người rời khỏi phá diệt không gian. Chẳng lẽ là người bên trong đều toàn quân bị diệt, hoặc là trong không gian phá diệt đã xảy ra biến cố trọng đại gì? Sắc mặt của thủy tổ, thánh nhân đều rất khó coi. Bọn họ không hy vọng trong phá diệt không gian phát sinh biến cố gì, bởi vì một khi phát sinh biến cố, dẫn đến không người đi ra vậy bọn họ từ nơi nào đạt được phá diệt thân thạch ông ngay khi đông đảo thánh nhân thủy tổ đều thấp thỏm bất an bỗng nhiên thông đạo trong không gian phá diệt có động tĩnh ngay sau đó một bóng người lảo đảo từ trong không gian phá diệt bay ra hà là hắn không chết thánh nhân nguyên biến sắc hắn nhìn thấy bóng người kia rõ ràng là hắn hận thấu xương nghĩ hết mọi biện pháp đều muốn chém giết lôi đạo lôi đạo lại không chết hơn nữa còn là người đầu tiên rời khỏi không gian phá diệt giờ khắc này, trong lòng thánh nhân nguyên đã có dự cảm rất không tốt. Hắn chính là đặc biệt mời bán thánh nguyên đế đến chém giết lôi đạo, kết quả thì sao? Lôi đạo sống rất tốt, nguyên đế lại không có chút bóng dáng nào, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ là nguyên đế đường đường là bán thánh đỉnh phong, thậm chí còn có thể liên hợp bán thánh hoặc là vấn đạo giả khác, làm sao vẫn thất bại. Lôi đạo, những người khác trong không gian phá diệt đâu, còn có, bán thánh nguyên đế đâu. Thánh nhân nguyên bước ra một bước, trong cơn tức giận, hắn thậm chí muốn trực tiếp bắt lấy lôi đạo vù thủy tổ không bước ra một bước đã đi tới trước mặt thánh nhân nguyên thánh nhân nguyên ngươi muốn thế nào với đệ tử của lão phu ngươi thánh nhân nguyên cắn răng cuối cùng trầm giọng nói bản thánh chỉ hỏi lôi đạo một chút thôi dù sao bây giờ chỉ có một mình hắn đi ra mà không gian phá diệt sắp sụp đổ chúng ta cần biết trong không gian phá diệt đã xảy ra biến cố gì biến cố lôi đạo hơi sững sờ nói không có biến cố gì xảy ra trong không gian phá diệt mọi thứ đều rất tốt không có biến cố, sao hiện tại chỉ có một mình ngươi đi ra? Chuyện này, vốn lôi đạo muốn nói thẳng những người này đều bị hắn thu vào vực giới trong cơ thể. Nhưng hắn đích thật là, cướp đoạt, phá diệt thần thạch trong tay những người tu hành này, cái này trung quy là chuyện không vẻ vang gì. Trong lòng lôi đạo cũng rất hổ thẹn, nơi này lại có nhiều thánh nhân, thủy tổ như vậy, lỡ như mượn cơ hội làm khó dễ, lôi đạo không biết sư tôn có thể chống đỡ được hay không. Vì những phiền toái không cần thiết, lôi đạo cũng chỉ có thể nói dối một chút. Ta cũng không biết, có lẽ bọn họ gặp phiền toái trong không gian phá diệt. Phiền phức, hừ, lôi đạo, hôm nay ngươi không nói rõ ràng sẽ không để cho ngươi rời đi. Cho dù có thủy tổ không cũng không bảo vệ được ngươi. Ánh mắt thánh nhân nguyên trở nên lạnh lẽo, sau một khắc, thánh nhân cổ, thánh nhân câu còn có thánh nhân khác, cũng đều xông tới. Bọn họ không phải vì thánh nhân nguyên, mà là vì phá diệt thần thạch. Hiện tại chỉ có một mình lôi đạo đi ra từ trong không gian hủy diệt, vậy khẳng định có vấn đề. Có lẽ, phá diệt thần thạch đều ở trên người lôi đạo thế nào các ngươi muốn bức bách đệ tử của lão phu hay là nói các ngươi dứt khoát muốn giết cả lão phu lúc này thủy tổ không hừ lạnh một tiếng lập tức khí thế khổng lồ trên người phát ra khí thế của thất kiếp thủy tổ nghiền ép tất cả trùng trùng điệp điệp quét về bốn phía mặc dù có nhiều thánh nhân như vậy nhưng thủy tổ không lại không có chút sợ hãi nào ha 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 không tệ quy củ đã định xong thánh nhân các ngươi lại muốn phá hư quy củ thật sự coi minh giới chúng ta không còn ai sao thủy tổ bàn cũng cười lớn một tiếng, đồng dạng tản mát ra khí thế. Những thủy tổ khác hơi do dự, nhưng lúc này cũng tản mát ra khí thế, đứng dậy. Trong lúc nhất thời, thánh nhân và thủy tổ rằng co, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ngừng, ta nói thật, những người kia đều không có xảy ra chuyện. Ta thừa nhận, bọn họ, bọn họ đều bị ta một mẻ hốt gọn, lồi đạo nhất cắn răng, nói ra sự thật. Ngươi nói cái gì, bọn họ đều bị ngươi một lưới bắt hết. Ánh mắt thánh nhân nguyên có chút không dám tin. Lôi đạo nói là bọn họ mà không phải đơn chỉ uyên đế. Phải biết rằng, lần này có trên trăm người tu hành tiến vào phá diệt không gian, hơn nữa mỗi một người đều là cường giả đại đế đỉnh phong trở lên. Vấn đạo giả, vấn đạo giả đỉnh tiêm đều nhiều không đếm xuể, thậm chí còn có chín bán thánh. Lôi đạo có thể một lưới bắt hết những cường giả này. Không biết những người khác có tin hay không, dù sao thánh nhân nguyên cũng không tin. Đồ nhi, quả ạc như thế, vẻ mặt của thủy tổ không cũng trở nên ngưng trọng, cho dù hắn có lòng tin đối với lôi đạo, nhưng cũng gần như không thể tin được. Nếu như là thật, lôi đạo kia thật đúng là đã chọc cho hắn phiền phức ngập trời. Chỉ là, nghĩ như thế nào trong lòng còn có một chút hưng phấn cùng kích động. Dù sao, đây cũng là đệ tử của hắn, lôi đạo trịnh trọng ngật đầu nói, "Sư tôn, lời của đệ tử đều là sự thật, đệ tử không muốn để sư tôn chịu tiếng xấu thay cho người khác, là đệ tử làm, vậy đệ tử phải thừa nhận." Tất cả người tu hành tiến vào trong không gian phá diệt đều bị đệ tử một mẻ hốt gọn chấn áp hết thảy biểu cảm của lôi đạo rất nghiêm trọng hắn phải nói thật không thể để cho sư tôn cõng nồi tuy rằng sư tôn là thất kiếp thủy tổ không sợ chút nồi đen này nhưng lôi đạo luôn cảm thấy hố sư tôn như vậy có chút không đúng lôi đạo từ trước đến nay là một người đơn thuần cũng là người quang minh lỗi lạc hắn cũng khinh thường nói dối làm chính là làm hắn cũng không có gì không dám thừa nhận dù sao trước đó đã đắc tội năm vị thánh nhân hiện tại đắc tội nhiều hơn một chút lại tính là cái gì người kia đâu, vực giới trong cơ thể ta, ta sẽ thả tất cả bọn họ ra. Lôi đạo lập tức kéo thần niệm vào vực giới trong cơ thể, 103 người tu hành bị hắn chấn áp, bây giờ mỗi người đều đắm chìm trong mê giới. Đương nhiên, những người tu hành này cũng đều biết bọn họ bị chấn áp. Thậm chí còn lặng lẽ muốn thử đánh vỡ mê giới, nhưng đều thất bại, vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở lại. Chỉ là, bọn họ cũng không biết lôi đạo rốt cuộc muốn chấn áp bọn họ bao lâu. Cũng không thể chấn áp bọn họ cả đời, cho đến khi kỷ nguyên kết thúc, đại kiếp nạn kỷ nguyên tiến đến chứ. Ông, sau một khắc, lôi đạo ngưng tụ ra một đạo hư ảnh ở trong mê giới. Lôi chúa tể, người rốt cuộc muốn trấn áp chúng ta tới khi nào? Trong đó có người nhịn không được mở miệng hỏi. Lôi đạo nhàn nhàn nói, lúc trước ở trong không gian phá diệt, chúng ta cũng là vì tranh đoạt phá diệt thần thạch, cũng không có thâm cửu đại hận gì, lôi mỗ tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Dừng một chút, trong lòng lôi đạo kỳ thật có một ít ý nghĩ. Hắn thấy được một vài đại đế, những đại đế của đại lục hoang cổ này thật ra có một số huyết mạch cường đại lôi đạo đang lo đi đâu tìm kiếm huyết mạch nơi này không phải có sẵn sao đương nhiên số lượng huyết mạch cường đại khẳng định không nhiều nhưng nếu là tiên thiên thần ma vậy ít nhất đều là huyết mạch cường đại thậm chí mấy vị bán thánh kia có khả năng đều là huyết mạch đỉnh tiêm nghĩ tới đây lôi đạo tiếp tục nói muốn rời đi các người đều phải lưu lại một phần huyết mạch lôi đạo dứt khoát để tất cả đại đế chúa tể đều lưu lại một phần huyết mạch lấy một thành thủy tổ thần thể của hắn bây giờ đều có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa đương nhiên muốn tăng lên huyết mạch thủy tổ còn trước tiên phải đem những huyết mạch này tăng lên tới viên mãn mới được để lại huyết mạch sắc mặt đông đảo chúa tể đại đế đều hơi đổi huyết mạch trên thực tế là phi thường bí ẩn một khi thu được một loại huyết mạch nào đó như vậy liền có thể biết một ít huyền bí của nó đồng thời tiến hành một ít nhằm vào điều này đối với đại đế đại chúa tể mà nói là một nguy hiểm tiềm ẩn chỉ là hiện tại bọn họ còn có lựa chọn sao cho dù không muốn nhưng vì bảo mệnh vì có thể rời đi bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng lưu lại huyết mạch được chúng ta nguyện ý lưu lại huyết mạch thế là lúc này có người đồng ý lưu lại huyết mạch phàm là người lưu lại huyết mạch lôi đạo đều lập tức dịch chuyển nó ra ngoài vù sau một khắc người tu hành thứ nhất bị lôi đạo trực tiếp từ trong vực giới trong cơ thể dịch chuyển ra ngoài đây là một vị vấn đạo giả của đại lục hoang cổ chỉ là hiện tại tôn vấn đạo giả này đều còn có chút mờ mịt ta đã trở về, vị vấn đạo giả này rất mờ mịt. Hắn nhìn thoáng qua đông đảo thánh nhân, thủy tổ ở trong hư không, cả người cũng tựa hồ lập tức tỉnh táo lại. Thánh nhân bệ hạ, ta, ta đã trở về, ta thẹn với thánh nhân bệ hạ. Vẻ mặt vị vấn đạo giả này có chút xấu hổ, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có đạt được phá diệt thần thạch hay không? Sắc mặt vị thánh nhân này xanh mét hỏi, thánh nhân bệ hạ, phá diệt thần thạch, ta đích xác chiếm được một ít. Chỉ là, gặp lôi chúa tể, bị lôi chúa tể cướp đi, hơn nữa toàn bộ người tu hành trong phá diệt không gian hầu như đều bị lôi chúa tể chấn áp lôi chúa tể chắc hẳn đã cướp đoạt toàn bộ phá diệt thần thạch của phá diệt không gian rồi đại khái có thể có trên trăm viên phá diệt thần thạch a âm um, lập tức theo lời của vị vấn đạo giả này rơi xuống ánh mắt của tất cả thánh nhân thủy tổ đều tập trung ở trên người lôi đạo trên trăm viên phá diệt thần thạch đây là muốn nghịch thiên a cho dù là trong truyền thuyết đã từng xuất hiện phá diệt không gian trên cơ bản mấy viên hoặc là mấy chục viên tương đối thường gặp trên trăm viên phá diệt thần thạch đã coi như là phi thường hiếm thấy. Huống chi, thật sự chỉ có trên trăm viên sao? Dù sao, lôi đạo chính là độc bá cả tòa không gian phá diệt, hắn đến tốt cùng ở trong không gian phá diệt vơ vét bao nhiêu khỏa phá diệt thần thạch. Ai cũng không biết, có lẽ là trên trăm khỏa, có lẽ là mấy trăm khỏa. Nghĩ đến lôi đạo, người mang khoản tiền lớn, trong lúc nhất thời, tất cả thánh nhân nhìn lôi đạo, ánh mắt đều nhìn chằm chằm, thậm chí có vài thủy tổ cũng nhịn không được ánh mắt có chút khác thương. Dù sao, phá diệt thần thạch liên quan đến thánh nhân hoặc là thủy tổ có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn hay không đây là căn bản không có bất kỳ thánh nhân hoặc là thủy tổ nào cứ như vậy từ bỏ phế vật vị thánh nhân này lạnh lùng quát lớn một tiếng hắn để cho vị vấn đạo giả này đi bên trong phá diệt không gian tranh đoạt phá diệt thần thạch vốn cho rằng có thể lấy được mấy viên kỳ thật cũng không tệ nhưng ai có thể nghĩ đến lấy được là lấy được nhưng cuối cùng lại bị người khác đoạt sao có thể nhịn được thủy tổ không đây chính là đệ tử tốt của ngươi ánh mắt vị thánh nhân này lạnh như băng nhìn chằm chằm vào lôi đạo tài nghệ không bằng người còn không biết xấu hổ mà nói tranh đoạt phá diệt thần thạch trong không gian phá diệt dựa vào thủ đoạn của mỗi người đây chính là thánh nhân các ngươi đồng ý sao vậy bây giờ không nhớ rõ nữa à thủy tổ không cũng cười lạnh một tiếng mặc dù trong lòng hắn cũng rất khiếp sợ trên trăm viên phá diệt thần thạch a lôi đạo lại thật sự thu được trên trăm viên phá diệt thần thạch nói như vậy trước đó giao dịch giữa lôi đạo và thủy tổ bàn xem như thành công không không chỉ có thủy tổ bàn còn có chính thủy tổ không cũng từng có giao dịch với lôi đạo 50 viên phá diệt thần thạch coi như là thủy tổ không cũng cảm thấy tìm đập thình thịch cho dù là trả giá thủy tổ huyết mạch trên người hắn cũng cảm thấy đáng giá dù sao bỏ qua lần này hắn lại muốn lấy được phá diệt thần thạch liền khó khăn hơn nữa đối mặt với đại kiếp nạn kỷ nguyên thứ 8 cơ hồ là hẳn phải chết trước đó thủy tổ không cảm thấy không có bất kỳ hy vọng nào nhưng bây giờ có 50 viên phá diệt thần thạch này vậy thì không giống nói không chừng hắn sẽ lĩnh ngộ ra một chút gì đó, sau đó vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên thứ 8 cũng không phải là không có khả năng. Ách, chư vị thánh nhân, đừng gấp, còn có, dứt lời, lôi đạo lần lượt thả ra rất nhiều đại đế, chúa tể, vấn đạo giả trong vực giới trong cơ thể ra. Những chúa tể, đại đế, vấn đạo giả, thậm chí bán thánh này đều rất hoảng hốt. Sau khi nhìn thấy chư vị thánh nhân và thủy tổ, sắc mặt từng người đều rất xấu hổ, lại cảm thấy mất mặt. Nhất là chín vị bán thánh, thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói. Trước mắt bao người, đường đường là chín vị bán thánh, thế mà lại bị lôi đạo trấn áp. Chuyện này mất mặt tới mức nào, uất ức tới mức nào, thậm chí cũng không dám đối mặt với các vị thánh nhân đã bỏ ra cái giá cực lớn mời bọn họ đến. Nguyên đế, đây chính là người luôn miệng cam đoan, nhất định giải quyết lôi đạo. Thánh nhân nguyên nhìn Nguyên đế, biểu cảm bất thiện, Nguyên đế nhìn lôi đạo thật sâu. Sau đó trầm giọng nói, thánh nhân nguyên bệ hạ, lần này là ta làm việc bất lợi, tự nhận tài nghệ không bằng người, Ta không phải đối thủ của Lôi đạo. Tất cả bảo vật mà thánh nhân nguyên bệ hạ cho, ta tự nhiên trả đủ. Hừ, trả đủ ư? Bản thánh cần những bảo vật đó sao? Đều nói một chút, Lôi đạo đến tột cùng có phải thu được trên trăm viên phá diệt thần thạch hay không? Hẳn là có trên trăm viên, lần này phá diệt không gian, rất nhiều người đều có thu hoạch lớn, chỉ riêng ta đã thu hoạch 32 viên phá diệt thần thạch, chỉ tiếc đều bị Lôi đạo cướp đi. Còn có tứ đế, thu hoạch tất nhiên cũng xa xỉ, nhưng đều rơi xuống trong tay Lôi đạo. Cho nên, chỉ ít có trên trăm viên phá diệt thần thạch, thậm chí càng nhiều hơn. Nói xong, Nguyên Đế đẩy qua một bên, hắn biết, nguyên nhân thánh nhân đã không cần dùng đến hắn. Cuộc đối thoại giữa thánh nhân Nguyên và Uyên Đế, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng ràng. Hơn nữa còn có hơn 100 người tu hành khác, từ trong miệng bọn họ cũng đều trên cơ bản chứng thực một việc, lần này phá diệt không gian, thật ra là thu hoạch lớn. Ít nhất cũng phải có trên trăm viên phá diệt thần thạch. Chỉ là rất nhiều phá diệt thần thạch mà bọn họ thu hoạch được đều bị lôi đạo cướp đi hiện giờ bọn họ ngay cả một viên phá diệt thần thạch cũng không có tất cả đều ở trên người một mình lôi đạo bá lập tức ánh mắt mọi người lần nữa tập trung vào trên người lôi đạo nhất là những thánh nhân thậm chí thủy tổ kia ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng lúc này thủy tổ không đột nhiên bước về phía trước một bước chắn trước mặt lôi đạo các ngươi chẳng lẽ muốn xé bỏ hiệp nghị hay sao Ánh mắt của thủy tổ không sắc bén, khí thế trên người vô cùng cường đại, cứng rắn chế trụ mấy thánh nhân. Nhưng lần này những thánh nhân này cũng không sợ thủy tổ không. Dù sao liên quan tới trên trăm viên phá diệt thần thạch, cho dù là trận danh thủy tổ, trên thực tế cũng mơ hồ có chút phân hóa, trong đó một ít thủy tổ không quen thuộc với thủy tổ không ở sâu trong nội tâm đã bắt đầu dao động. Thủy tổ không, người nuốt không trôi nhiều phá diệt thần thạch như vậy, người vừa rồi cũng thấy đệ tử lôi đạo của ngươi thật sự là quá tham lam hắn vờ vét sạch sẽ tất cả phá diệt thần thạch ngay cả một viên cũng không để lại cho chúng ta một viên cũng không để lại chúng ta nhiều thánh nhân cùng thủy tổ như vậy lần này đều không thu hoạch được gì sao ánh mắt của thánh nhân nguyên nhìn chằm chằm vào thủy tổ không và lôi đạo rất nhiều thánh nhân cũng giống như vậy cũng nhìn chằm chằm vào lôi đạo và thủy tổ không bọn họ vạn dặm xa xôi mà đến chính là vì phá diệt thần thạch hiện tại lôi đạo ngay cả một viên cũng không cho bọn họ không lấy được phá diệt thần thạch sao chịu bỏ qua khóe miệng của thủy tổ không cũng hơi co lại hắn rất tự tin về lôi đạo nhưng không ngờ lôi đạo lại tàn nhẫn như vậy một viên cũng không hề lưu lại cho người khác một lưới bắt hết tất cả đều thu vào trong túi đây cũng quá độc ác đi quả thực là nhạn qua nhổ lông giống như châu chấu đi qua một viên phá diệt thần thạch cũng không có lưu lại mấu chốt là dưới tình huống lôi đạo ác như vậy thủy tổ không phải đối mặt tất cả thánh nhân thậm chí là thủy tổ cho dù hắn là thất kiếp thủy tổ cũng ẩn ẩn không thể chống đỡ được lần đầu tiên thủy tổ không cảm thấy đệ tử này của hắn gây họa càng lúc càng lớn hiện tại đã lớn đến mức ngay cả hắn cũng không giữ được các ngươi còn muốn không động thủ với thủy tổ hay sao vậy tính là một cái bàn tọa lúc này thủy tổ bàn mở miệng hắn trực tiếp đứng bên cạnh thủy tổ không vô cùng cờ xí rõ ràng biểu lộ thái độ của hắn ai muốn đối phó thủy tổ không vậy phải đối phó hắn lập tức sắc mặt của tất cả thánh nhân thậm chí là một vài thủy tổ đều hơi đổi nếu như chỉ đối phó một thủy tổ không vậy bọn họ nhiều thánh nhân như vậy, cùng nhau tiến lên, cuốn lấy thủy tổ không, bắt lấy lôi đạo vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ có thêm một thủy tổ cường đại như thủy tổ bàn, vậy thì không giống, thủy tổ bàn có thể bảo vệ lôi đạo, khiến thủy tổ không không chút lo lắng. Một vị thất kiếp thủy tổ, không hề băn khoăn, cho dù số lượng thánh nhân có nhiều hơn nữa. Nhưng nếu như không có tồn tại ngang nhau, như vậy sẽ rất khó làm gì được một vị thất kiếp thủy tổ. Thậm chí bản thân còn có thể gặp phải một chút phiền toái. Thủy Tổ không có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Thủy Tổ bàn, tuy rằng hắn và Thủy Tổ bàn quan hệ tương đối tốt, nhưng loại tình huống liên lụy tới lợi ích bản thân này, thậm chí sẽ cùng tất cả thánh nhân là địch, Thủy Tổ bàn lại kiên định đứng chung một chỗ với Thủy Tổ không như vậy. Bản thân chuyện này cũng có chút không giống bình thường, nhưng mà, Thủy Tổ không cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Phá diệt thần thạch, Thủy Tổ bàn là vì phá diệt thần thạch, dù sao, Lôi đạo cũng nguyện ý giao dịch với Thủy Tổ bàn, đây chính là 50 viên phá diệt thần thạch a. Thủy tổ bàn há có thể không động tâm có thể đạt được phá diệt thần thạch, thủy tổ bàn nói cái gì cũng phải bảo vệ lôi đạo. Nhìn bầu không khí hai bên dương cung bạt kiếm, tự hồ tùy thời đều sẽ bộc phát đại chiến, điều này cũng làm cho lôi đạo khắc sâu nhận thức được tầm quan trọng của phá diệt thần thạch đối với thủy tổ cùng thánh nhân. Thậm chí, thánh nhân, thủy tổ có thể không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đạt được phá diệt thần thạch. Lần này hắn hốt gọn phá diệt thần thạch, các đại đế khác, vấn đạo giả không lấy được một viên phá diệt thần thạch khiến những thánh nhân kia không có chút thu hoạch nào sao có thể bỏ qua vì hòa bình của hoang cổ đại lục vì hòa thuận giữa thánh nhân và thủy tổ ta không thể trầm mặc nữa lôi đạo là một người thuần túy hắn chỉ muốn cải tạo toàn bộ thế giới mà thôi như vậy trước hết bắt đầu từ thánh nhân của hoang cổ đại lục lôi đạo vẫn luôn cảm thấy dù là thủy tổ hay thánh nhân trên thực tế đều là sinh linh cùng một thế giới đều chỉ là vì tu hành mà thôi vì vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên trên bản chất đều là vì mạng sống không có gì khác nhau. Lôi đạo cũng không thể đối đãi khác nhau, nếu thật sự để thủy tổ đại chiến với thánh nhân, như vậy đại lục hoang cổ chỉ sợ cũng sẽ lâm vào trong dung chuyển, dù sao, lấy lực ảnh hưởng của thánh nhân, thủy tổ, không biết có thể điều động bao nhiêu chúa tể, đại đế tiến hành đại chiến. Cử động hôm nay của lôi đạo, rất có thể sẽ tạo thành sinh linh đổ thán, lôi đạo có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đứng ra, ngăn cản tất cả những thứ này. Huống chi, ai nói thánh nhân chính là cao cao tại thượng, không thể giao tiếp thánh nhân cũng không phải hạng người cùng hung cực ác thánh nhân cũng có thể giao lưu có giao lưu như vậy sẽ có cơ hội cải tạo dừng tay lôi đạo bỗng nhiên bước ra một bước đứng ở giữa hai bên lớn tiếng hô lôi đạo ngươi làm gì mau trở lại đây đúng vậy lôi đạo chuyện này có chúng ta gánh vác chẳng lẽ còn sợ mấy thánh nhân này sao thủy tổ không và thủy tổ bàn cau mày lập tức bảo vệ trước người lôi đạo lôi đạo bất đắc dĩ lắc đầu nói chuyện này do ta mà ra vẫn phải để ta ra mặt giải quyết yên tâm đi ta tự có biện pháp nếu thật sự đàm phán không thành ra tay cũng không muộn thủy tổ bàn và thủy tổ không do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu bọn họ cũng muốn nhìn xem lôi đạo có biện pháp nào giải quyết chuyện này trên thực tế không chỉ thủy tổ bàn và thủy tổ không ngay cả những thánh nhân kia cũng muốn biết lôi đạo có biện pháp nào lôi đạo chẳng lẽ người chịu lấy phá diệt thần thạch ra hay sao thánh nhân nguyên cười lạnh nói có lẽ lôi đạo còn chưa ý thức được hiện tại phá diệt thần thạch đã không chỉ là của hắn Càng là thủy tổ không cùng thủy tổ bàn, Lôi đạo há có thể làm chủ lấy phá diệt thần thạch ra. Nhưng Lôi đạo lại gật đầu nói, lấy phá diệt thần thạch ra thì đã sao? Chư vị thánh nhân đường xa mà đến, một chút thu hoạch cũng không có cũng không sao. Lôi mỗ ở trong không gian phá diệt, quả thực thu hoạch được một chút phá diệt thần thạch. Cho dù cho sư tôn và thủy tổ bàn cũng còn lại một chút. Chư vị thánh nhân, thủy tổ, nếu muốn đạt được phá diệt thần thạch, kỳ thật cũng không phải việc khó gì, chỉ cần giao dịch mà thôi giao dịch, người chịu lấy phá diệt thần thạch ra thật sao? Người còn dám làm ăn với thánh nhân? Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, nhất là những chúa tể, đại đế đã là người vấn đạo, sâu trong nội tâm bọn họ càng có loại cảm giác trống rỗng khó chịu. Đây tính là cái gì? Bọn họ còn cố gắng nghe theo thánh nhân sai phái, mà lôi đạo thì sao? Đã ngồi ngang hàng với thánh nhân, bắt đầu làm ăn với thánh nhân, tất cả mọi người đều là dưới thánh nhân, đều là vấn đạo giả, sao chênh lệch lại lớn như vậy? có gì không thể, chỉ cần chư vị thánh nhân có thể đưa ra được giá cả khiến lôi mỗ hài lòng, lôi mỗ có thể lấy ra phá diệt thần thạch giao dịch. Lôi đạo nói như chém đinh chặt sắt, lúc này, thủy tổ bàn muốn nói gì đó, nhưng muốn nói lại thôi, tựa hồ là thủy tổ không ngăn chờ thủy tổ bàn. Thủy tổ không biết thủy tổ bàn muốn nói gì, đó chính là 50 viên phá diệt thần thạch của thủy tổ bàn, giao dịch với lôi đạo trước đó, là 50 viên phá diệt thần thạch, nếu lôi đạo thật sự có thể giao dịch với thánh nhân, Vậy lôi đạo còn có 50 viên phá diệt thần thạch hay không thì không nhất định. Nhưng thủy tổ không tín nhiệm lôi đạo, hắn tin tưởng lôi đạo nhất định sẽ có chừng mực. Dùng cái gì giao dịch, một vài thánh nhân thật sự có chút động tâm. Nếu bọn họ liều lĩnh động thủ, có thể đánh bại thủy tổ không và thủy tổ bàn hay không thật đúng là không nhất định. Muốn bắt được lôi đạo cũng khó khăn. Dù sao, lôi đạo cũng không phải là người tu hành không có bối cảnh gì. Đứng phía sau lôi đạo là một vị thủy tổ thất kiếp. Ai dám lỗ mãng, nếu như có thể lấy một chút tài nguyên giao dịch đến phá diệt thần thạch, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đối với thánh nhân mà nói, cái gì cũng không nhiều, duy chỉ có tài nguyên rất nhiều. Rất đơn giản, loại bảo vật kéo dài tuổi thọ. Lôi mỗ cần một lượng lớn bảo vật kéo dài tuổi thọ. Ừm, nếu có một ít huyết mạch cường đại, cũng được, nhưng có thể cần rất nhiều. Bảo vật loại duyên thọ. Hai mắt đông đảo thánh nhân tỏa sáng. Bảo vật loại kéo dài tuổi thọ. Đây quả thực là đặc sản của đại lục hoang cổ, Thánh nhân ra lệnh một tiếng, không biết có thể thu thập được bao nhiêu bảo vật loại kéo dài tuổi thọ. Đúng rồi, bao nhiêu loại bảo vật kéo dài tuổi thọ có thể giao dịch một viên phá diệt thần thạch. Lôi đạo nghĩ nghĩ, đối với những thánh nhân này, không thể quá dịu dàng. Phải hung hăng, làm thịt một đao, dù sao, những thánh nhân này tài đại khí thô, nếu thật sự muốn ít, phá diệt thần thạch của Lôi đạo cũng không đủ dùng. Tùy tùy tiện tiện, một vị thánh nhân xuất ra lượng lớn loại bảo vật kéo dài tuổi thọ, liền có thể giao dịch mấy chục viên phá diệt thần thạch vậy để thánh nhân khác làm sao thu hoạch được phá diệt thân thạch cho nên lôi đạo nhất định phải định giá rất cao không có đắt nhất chỉ có đắt hơn lôi đạo cẩn thận suy nghĩ một chút danh ngạch hóa lòng trì của hắn một danh ngạch có thể gia tăng 10 ức năm thọ mệnh vậy đối với thánh nhân mà nói ít nhất phải gấp 10 lần a không ít phải gấp trăm lần một ngàn ức năm thọ mệnh ít nhất phải gia tăng ngàn ức năm thọ mệnh mới được dù sao các thánh nhân tài đại khí thô không thể định giá quá thấp nghĩ tới đây lôi đạo trầm giọng nói rất đơn giản một viên phá diệt thần thạch loại bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ một tỷ năm giao dịch bảo vật loại kéo dài tuổi thọ một ngàn ức năm rất nhiều thánh nhân gần như không cần suy nghĩ lập tức nói được cứ quyết định như vậy đi hả có phải nói ít rồi không lôi đạo có chút kinh ngạc những thánh nhân này đồng ý không chút do dự lập tức khiến lôi đạo cảm thấy có phải hắn nói ít rồi không chỉ là nếu giá cả đã nói ra rồi lôi đạo cũng không thể đổi ý lôi đạo trầm ngâm một lát rồi nói ta nói tăng thêm một ngàn ức năm thọ mệnh, có thể gia tăng tuổi thọ của ta là chuẩn. Được, cứ quyết định như vậy đi, thánh nhân còn lại cũng không cần suy nghĩ mà đáp ứng. Trên thực tế, bọn họ cũng không rõ ràng bảo vật kéo dài tuổi thọ là cái gì. Nhưng mà, các thánh nhân đều chấp trưởng một phương cương vực, tài đại khí thô, lại là loại bảo vật kéo dài tuổi thọ không chân quý nhất, vậy còn có cái gì không thể đáp ứng? Đáp ứng trước, lại cố gắng đi tìm bảo vật loại kéo dài tuổi thọ cũng không muộn. Hơn nữa phải nhanh một chút, lỡ như phá diệt thần thạch trên người lôi đạo đều bị giao dịch thì sao? Các ngươi, thánh nhân nguyên há to miệng, sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn biết, hắn không thể ngăn cản, đối mặt với phá diệt thần thạch, không có bất kỳ thánh nhân nào có thể ngăn cản được dụ hoặc của nó. Nếu như hắn dám mở miệng ngăn cản, thậm chí thánh nhân nguyên cũng hoài nghi, hắn sẽ trở thành công địch của những thánh nhân này. Các thánh nhân có thể không quan tâm tất cả, nhưng đối với việc mình có thể vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên hay không? Nhất định vô cùng quan tâm, mà phá diệt thần thạch, chính là bảo vật có thể trợ giúp thánh nhân vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên. Ở trước mặt bảo vật như vậy, ai dám ngăn cản các thánh nhân thu hoạch được, đó chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả thánh nhân. Ách, vậy là thành rồi, rất nhiều bán thánh, chúa tể, vấn đạo giả, đại đế. Giờ phút này đều có chút bối rối, nhìn lôi đạo và chư vị thánh nhân chuyện trò vui vẻ, thậm chí nắm chặt lấy thánh nhân, trong lòng từng người đều vô cùng khiếp sợ. So sánh với bản thân một chút, người so với người thật sự là không thể so sánh lôi đạo tài chỉ là vấn đạo giả mà thôi hiện tại đã ngang hàng với thánh nhân rồi ít nhất trong tình huống trên người lôi đạo vẫn còn phá diệt thần thạch bất kỳ thánh nhân thủy tổ nào chắc cũng không dám làm gì lôi đạo lôi đạo bây giờ ngược lại là an toàn nhất ai dám đối phó lôi đạo vậy phải chịu lửa giận của tất cả thánh nhân thủy tổ không ai ngờ được phá diệt thần thạch độc bá trong phá diệt không gian lại có thể thu được lợi ích khổng lồ như vậy giao dịch với các thánh nhân, thu lợi nhiều biết bao. Nếu như đổi lại bọn họ, thu hoạch như vậy, thậm chí cũng đủ để bọn họ tu luyện tới kỷ nguyên kết thúc, thậm chí trở thành bán thánh cũng có khả năng rất lớn. Mặc dù không biết lôi đạo nhất định phải dùng bảo vật kéo dài tuổi thọ để giao dịch, nhưng lôi đạo dùng bảo vật kéo dài tuổi thọ để giao dịch phá diệt thần thạch chân quý như vậy, vậy nhất định là rất quan trọng đối với lôi đạo. Có lẽ, lôi đạo tu hành chính là dựa vào những bảo vật kéo dài tuổi thọ này. Nhưng bọn họ thì có thể làm gì? Chỉ có thể hâm mộ ghen tị, bọn họ cũng muốn giao dịch với thánh nhân, nhưng trong tay không có phá diệt thần thạch, sau lưng càng không có thủy tổ thất kiếp như thủy không làm chỗ dựa. Cho nên, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Được, đến lúc đó chư vị thánh nhân có thể trực tiếp đến bàn thành. Ừm, thời gian không nhiều lắm, cho chư vị thánh nhân một tháng, mau chóng gom đủ loại bảo vật duyên thọ. Đông đảo thánh nhân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thời gian một tháng không ngắn, đủ để bọn họ gom đủ loại bảo vật kéo dài tuổi thọ. Thế là, rất nhiều thánh nhân trực tiếp lóe lên, xuyên qua không gian trở lại đạo tràng của mình bắt đầu thu thập bảo vật loại kéo dài tuổi thọ bên ngoài không gian bị phá hủy cũng chỉ còn lại lôi đạo và đông đảo thủy tổ còn có một số đại chúa tể và vấn đạo giả dưới trướng thủy tổ tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau dường như không thể tin được các thánh nhân vừa rồi còn dương cung bạt kiếm thậm chí không tiếc bất cứ giá nào giờ đã rời đi rồi bị lôi đạo nói hai ba câu liền khuyên lui sao hắn lại có cảm giác không chân thực như vậy nhưng mà một số thủy tổ đã chớp mắt Nhìn chằm chằm vào Lôi Đạo, thậm chí một vị thủy tổ trong đó nhịn không được mở miệng nói. "Lôi chúa tể, phá diệt thần thạch này, chư vị thủy tổ cũng có thể mua, chỉ cần có thể gom góp bảo vật loại duyên thọ. Hơn nữa, Lôi Mỗ có thể hứa hẹn, chư vị thủy tổ dù sao cũng là minh giới thủy tổ ta, ở dưới tình huống giống nhau, chư vị thủy tổ có thể ưu tiên mua phá diệt thần thạch. Đây cũng là ưu đãi duy nhất mà Lôi Đạo có thể đưa ra, hơn nữa còn không thể làm quá rõ ràng, nếu không những thánh nhân kia há có thể bỏ qua. Nhưng mà Lôi Đạo cũng không sợ các thủy tổ, sức mua cường hãn. Dù sao, ngàn về bảo vật loại duyên thọ, vậy nhất định vẫn là các thánh nhân có ưu thế a, bình thường vô luận là thánh nhân hay là thủy tổ, trên thực tế cũng sẽ không chuyên môn đi thu thập bảo vật loại duyên thọ. Nếu như Lâm Thời xoay sở, các thủy tổ khẳng định là kém xa thánh nhân. Bất quá, Lôi Đạo cũng là một chén nước công bằng. Thậm chí còn thoáng nghiêng về phía thủy tổ, miễn cho các thủy tổ bất mãn với Lôi Đạo. Rất nhiều thủy tổ cũng rời đi cuối cùng chỉ còn lại có đám người lôi đạo và thủy tổ bàn thủy tổ không nghiêu ma chúa tể thủy tổ bàn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì có mấy lời cũng không tiện nói ở trước mặt mọi người nhất là liên lụy tới phá diệt thần thạch càng nên cẩn thận về bàn thành trước rồi nói sau đó hai vị thủy tổ mang theo đám người lôi đạo nhanh chóng trở lại bàn thành lần này nghiêu ma chúa tể tương đối xui xẻo không có đạt được phá diệt thần thạch trên thực tế nếu như nghiêu ma chúa tể có thể đạt được phá diệt thần thạch lôi đạo cũng sẽ không cướp đoạt, dù sao cũng xem như lão bằng hiếu. Chỉ là nghiêu ma chúa tể không có đạt được phá diệt thần thạch, lôi đạo cũng không có khả năng đưa cho nghiêu ma chúa tể. Dù sao, mỗi một viên phá diệt thần thạch này đều vô cùng chân quý. Sau khi trở lại bàn thành, lôi đạo được dẫn tới động phủ của thủy tổ bàn, chỉ có lôi đạo, thủy tổ bàn và ba người thủy tổ không. Lôi đạo, ngươi có trên trăm viên phá diệt thần thạch thật sao? Vừa mới tiến vào động phủ, thủy tổ bàn liền nhịn không được hỏi. Đây là tự nhiên, chuyện lôi mỗ đáp ứng thủy tổ bàn nhất định sẽ làm được nói là làm dứt lời lôi đạo trực tiếp lấy ra 100 viên phá diệt thần thạch nhìn thấy trong tay lôi đạo có 100 viên phá diệt thần thạch ánh mắt của thủy tổ bàn và thủy tổ không đều thoáng cái trở nên ngưng trọng thậm chí ánh mắt của thủy tổ bàn còn vô cùng nóng bỏng cho dù là thủy tổ cao cao tại thượng bình thường tựa hồ không động tâm vì bảo vật nhưng bây giờ cũng đã không kìm nén được khát vọng trong nội tâm đây chính là bảo vật có thể giúp bọn họ vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên mặc dù chỉ là một tia hy vọng nhưng trung quy cũng là hy vọng nhưng cuối cùng thủy tổ bàn vẫn kiềm chế khát vọng trong lòng hắn nhìn lôi đạo thật sâu không biết vì sao thủy tổ bàn luôn cảm thấy lôi đạo dường như càng thêm xuất sắc càng thêm trói mắt hơn so với thủy tổ diễm lúc trước mà thủy tổ tuyền cơ chính là vị thủy tổ duy nhất sinh ra ở kỷ nguyên này thủy tổ bàn cảm thấy lôi đạo rất có khả năng sẽ trở thành thủy tổ nếu lôi đạo có thể thành tựu thủy tổ như vậy bọn họ sau này giao thiệp không chỉ là kỷ nguyên này nếu muốn vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên, có đôi khi giữa thủy tổ vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau. Thủy tổ bàn nhìn lôi đạo và thủy tổ không thật sâu, thật lâu sau, thủy tổ bàn mới cười khổ nói, lôi đạo, người biết 50 viên phá diệt thần thạch này có ý nghĩa gì không? Vì 50 viên phá diệt thần thạch này, thánh nhân, thủy tổ đều có thể liều chết chiến một trận, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. 50 viên phá diệt thần thạch này đều sắp khiến bản tọa không giữ được giới hạn cuối cùng. Hà, lôi đạo có chút kinh ngạc nói, thủy tổ bàn bệ hạ, đây vốn là của ngài. Trước đó chúng ta đã nói, 50 viên phá diệt thần thạch, giao dịch huyết mạch trên người ngài. Ngươi còn tưởng thật, thủy tổ ban cười khổ nói, lúc trước bồn tọa chưa từng nghĩ đến, ngươi lại thật sự có thể có được nhiều phá diệt thần thạch như vậy, 50 viên phá diệt thần thạch, ngươi có thể giao dịch bất luận huyết mạch nào trên người một vị thủy tổ. Có sư tôn ngươi ở đây, có một số việc ta sẽ nói thẳng, 50 viên phá diệt thần thạch, quá nhiều, trên thực tế, 10 viên phá diệt thần thạch là đủ nếu như ngay cả 10 viên phá diệt thần thạch cũng không thể lĩnh ngộ, như vậy cho dù nhiều phá diệt thần thạch hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu ngươi thật muốn giao dịch, chỉ 10 viên phá diệt thần thạch, bổn tọa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Dường như thủy tổ bàn đã hạ quyết tâm rất lớn, chỉ cần 10 viên phá diệt thần thạch, lôi đạo rất kinh dị, thủy tổ bàn lập tức chém đứt 40 viên phá diệt thần thạch. Nếu dựa theo giá cả giao dịch hiện tại giữa lôi đạo và thủy tổ, thánh nhân, đây chính là 4.000 tỷ năm tuổi thọ. Nói không đau lòng là không thể nào, nhưng trước đó lôi đạo đã ước định giá cả, hắn không có khả năng đổi ý. Huống chi, đối với một tên thủy tổ đổi ý, lôi đạo còn không có bành trướng đến loại tình trạng này. Nhưng thủy tổ bàn lại chủ động giảm bớt 40 viên phá diệt thần thạch. Điều này khiến lôi đạo rất kinh ngạc, lúc này, thủy tổ không cũng cười nói, lôi đạo, có thể ngươi còn không rõ 50 viên phá diệt thần thạch là khái niệm gì. Nói như vậy đi, cho dù ngươi nâng giá của ngươi lên gấp 10 lần, trên thực tế những thánh nhân kia Thủy tổ vẫn sẽ trả tiền. Cái gì? Lôi Đạo trợn mắt há hốc mồm, đề cao gấp 10 lần, đó chính là một viên phá diệt thần thạch giao dịch 1000 ức năm thọ mệnh loại bảo vật duyên thọ. Đây là khái niệm gì? Tròn 1000 ức năm, Lôi Đạo là bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, vẻn vẹn một viên phá diệt thần thạch đều sẽ được những thánh nhân, thủy tổ kia coi trọng đến loại trình độ này. Tim Lôi Đạo đau quá, hắn ta cảm thấy trái tim mình đang dỉ máu. Hắn hối hận, thật sự là quá hối hận hắn cảm giác hình như hắn đã bỏ lỡ mấy vạn ức năm thọ mệnh. Nếu như lấy bảo vật kéo dài tuổi thọ 100 tỷ năm để giao dịch, cho dù thời gian dài một chút cũng không sao, hắn có thể từ từ chờ thánh nhân, thủy tổ gom đủ bảo vật loại kéo dài tuổi thọ, đến lúc đó, hắn có thể gia tăng bao nhiêu tuổi thọ. Thậm chí huyết mạch thủy tổ đạt tới 100% cũng không thành vấn đề. Đây chính là trực tiếp trở thành thủy tổ, trái tim lôi đạo dỉ máu, hắn cảm thấy cả người đều không tốt. Đổi ý, trong đầu lôi đạo lập tức xuất hiện ý nghĩ này dựa theo sư tôn nói nếu thánh nhân thủy tổ coi trọng phá diệt thần thạch như vậy vậy hắn trở về tăng giá tựa hồ đối phương cũng có thể tiếp nhận nhưng ánh mắt cười như không cười của sư tôn lại khiến lôi đạo có chút sợ hãi khối luận cũng phải nhìn đối tượng a người mà lôi đạo gặp phải chính là thánh nhân thủy tổ giá cả mà hắn hứa hẹn trước đó tạm thời đổi ý có thể những thánh nhân thủy tổ kia đều có thể phá hủy bàn thành ngay cả thủy tổ bàn cộng thêm thủy tổ không cùng một chỗ cũng không bảo vệ được hắn cho nên thiệt thòi này lôi đạo ăn chắc rồi. Sư tôn, sang ngày không nói sớm, lôi đạo thật sự hối hận không thôi, nói sớm, thủy tổ không lắc đầu nói, vi sư cũng thật không ngờ, người cũng to gan đến mức làm ăn với thánh nhân, thủy tổ. Nhưng mà, thời gian một tháng này, vi sư sẽ tiếp tục ở bên cạnh ngươi, cho đến khi ngươi hoàn thành giao dịch. Nhớ kỹ, người tốt nhất là đem tất cả phá diệt thần thạch đều công khai, lấy ra toàn bộ, trong một cái, người vô luận như thế nào cũng phải đem phá diệt thần thạch giao dịch ra ngoài, người hiểu ý vi sư không? trong lòng lôi đạo run lên hắn đương nhiên biết ý tứ của sư tôn phá diệt thần thạch quan trọng với thủy tổ thánh nhân như vậy lôi đạo hiện tại thật ra còn chưa có tư cách ngồi ngang hàng với thánh nhân càng không có tư cách giao dịch với thánh nhân các thánh nhân nhìn là mặt mũi của ai còn không phải là thủy tổ không không có vị thất kiếp thủy tổ là thủy tổ không những thánh nhân và thủy tổ kia sẽ giao dịch với lôi đạo sao căn bản không có khả năng hơn nữa chỉ cần một cái thủy tổ bàn cũng sẽ không bảo vệ lôi đạo coi như muốn bảo vệ cũng căn bản không bảo vệ được. Lôi đạo suy nghĩ gì đó, gật đầu nói, sư tôn, đệ tử hiểu rồi. Phá diệt thần thạch là cơ hội của lôi đạo, nhưng đồng thời cũng là mầm tai họa. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem phá diệt thần thạch xuất thủ, hơn nữa tốt nhất là để cho tất cả thánh nhân, thủy tổ đều biết. Dù sao, thủy tổ không cũng không có khả năng ở bên cạnh lôi đạo cả đời. Tốt, người hiểu là tốt rồi, vi sư cũng giống như thủy tổ bàn, chỉ cần 10 khối phá diệt thần thạch là được, nhiều cũng không có tác dụng gì, những thánh nhân và thủy tổ kia, hơn phân nửa cũng giống như vậy, tối đa cũng chỉ giao dịch khoảng 10 viên. Lôi đạo gật đầu, hắn lấy ra 20 viên phá diệt thần thạch, trực tiếp đưa cho sư tôn cùng thủy tổ bàn. Thủy tổ bàn và thủy tổ không trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó đưa tay ra, lập tức, trong lòng bàn tay của bọn họ dần dần hội tụ ra một giọt máu tươi. Đây cũng không phải là máu tươi bình thường, mà là tinh huyết của bọn họ, thân là tinh huyết của thủy tổ. Lôi đạo, đây là huyết mạch trên người bản tọa ngươi muốn thủy tổ bàn vung tay lên lôi đạo tiếp xúc với giọt tinh huyết này thủy tổ không cũng giống vậy lôi đạo thu được hai giọt tinh huyết cái này xem như đại biểu cho huyết mạch của hai vị thủy tổ thủy tổ huyết mạch đây mới thật sự là thủy tổ huyết mạch lôi đạo mừng rỡ như điên hắn đợi thời gian dài như vậy rốt cục đạt được thủy tổ huyết mạch hơn nữa còn là hai loại được rồi giao dịch hoàn thành bổn tọa cũng phải bế quan tìm hiểu phá diệt thần thạch nếu bổn tọa có thể vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên lần này bổn tọa còn phải cảm tạ lôi chúa tể. Nói xong, thủy tổ bàn liền rời đi, sư tôn, xin theo ta đi động phủ tiềm tu, lôi đạo cung cung kính nói, thủy tổ không còn phải ở bên cạnh hắn một tháng, hộ giá hộ tống cho hắn, tự nhiên phải chiếm được động phủ của chúa tể lôi đạo. Cũng tốt, dừng một chút, thủy tổ không rốt cục nhịn không được hỏi, đổ nhi, ngươi bây giờ đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu phá diệt thân thách. Đây là bí mật của lôi đạo, lôi đạo không trần chờ, nói thẳng, còn lại 154 viên vốn tổng cộng có 174 viên phá diệt thần thạch, cũng không có khoa trương như ngoại giới tưởng tượng. Lôi đạo chi tiết nói, một, 154 viên, thủy tổ không há to miệng, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn đều là người nghèo, lôi đạo hiện tại mới thật sự là tài đại khí thô, a à, người mang 100 không có 14 viên phá diệt thần thạch. Ai có giàu có như lôi đạo, vi sư đột nhiên cảm giác được, vẫn là thu người 50 viên phá diệt thần thạch thì tốt hơn. Ách, lôi đạo há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, Thủy Tổ không sẽ không thật sự thu 50 viên phá diệt thần thạch của lôi đạo, nhưng hắn cũng không khỏi cảm thán khí vận của lôi đạo, thật sự là rất nghịch thiên. Nhưng mà, thời gian một tháng kế tiếp, có lôi đạo bận rộn, Thủy Tổ huyết mạch, trong mật thất lôi đạo, hắn nhìn chằm chằm một giọt tinh huyết trong tay, đây là tinh huyết của Thủy Tổ bàn, bên trong ẩn chứa huyết mạch của Thủy Tổ bàn, đây mới thật sự là huyết mạch Thủy Tổ. Không giống với huyết mạch Thủy Tổ của lôi đạo, huyết mạch của lôi đạo hiện tại nhiều nhất chỉ là bán thành phẩm, không, thậm chí không được tính là bán thành phẩm. Vẹn vẹn chỉ là một thành mà thôi, khoảng cách với huyết mạch thủy tổ chân chính còn kém rất xa. Huyết mạch thủy tổ này là cần dị năng tăng lên tới viên mãn hay là trực tiếp có thể dung nhập vào trong huyết mạch thủy tổ của ta. Lôi đạo có chút trần chờ, mặc dù hắn sử dụng dị năng nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Ít nhất, lôi đạo biết rất rõ huyết mạch cường đại, huyết mạch đỉnh cấp mà hắn từng dung nhập. Trên cơ bản đều phải tăng lên tới viên mãn trước, mục đích của hắn chính là để cho nó đủ cường đại, sau đó lại dung nhập vào trong huyết mạch thủy tổ mới có thể tăng lên huyết mạch thủy tổ. Để Ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để Ad có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.